Chương 3131, đấu khẩu trước trận chiến. Lực lượng hai bên cuối cùng đã chính thức gặp mặt. Mấy chục người của Hoành Đoạn gia cũng đến, hơn nữa dường như màu da nào cũng đều có. Xem ra phạm vi mời của bọn họ lần này rất rộng. Sự phát hiện ngoài ý muốn của Diệp Phàm, lão người anh lần trước khiêu khích mình lúc tỉ thí với Hoành Đoạn gia cũng đến. Người này là Peter, nghe nói gia tộc này đến từ nước Anh. Tổ tiên chính là Y Huyết Tiên Anh Kiều Kiều, một trong thập đại cao thủ của thế giới năm xưa. Khi đó người này tuyên bố trong vòng 3 năm Diệp Phàm dám ứng chiến trận chiến này thì có thể bồi thường cho hắn một hòn đảo nhỏ, xem như là đánh cược. Diệp Phàm nhìn sang bên cạnh gã, phát hiện có một người đeo mạng che mặt. Nhìn trang phục dường như đó là đàn bà, bởi vì người đeo mạng che mặt mặc váy. Sư bá, người đứng phía sau kia liệu có phải chính là Y Huyết Tiên Anh Kiều Kiều, một trong 10 đại cao thủ của thế giới năm xưa hay không? Bởi vì bà ta ngồi bên cạnh Y Bỉ Đế Đức, rất có khả năng là người trong nhà gã, nếu đúng là Y Huyết Tiên thì bà ta chính là một trong những cao thủ tiên thiên mà đối phương mời đến. Người này mấy chục năm trước đã có thể nằm trong thập đại cao thủ trên thiên hạ, mà trong 10 người đó chúng ta đã gặp qua hai người. Một chính là Cổ Huyết, còn một là Tuyết Nha Nha. Hai người này đều đã là tiên thiên, tôi nghĩ thập đại cao thủ năm xưa trong thiên hạ nếu chưa chết thì bất kỳ người nào cũng đều là tiên thiên cường giả. Hơn nữa, công lực của bọn họ đều cao hơn một chút so với sư thúc. Cao thủ được biết của đối phương còn có Hoành Đoạn Thiên Hà. Bên phía chúng ta dường như cũng không chiếm được nhiều ưu thế, hơn nữa, đối phương còn có cao thủ nào nữa chúng ta cũng không rõ. Việc lần này cảm thấy thắng lợi rất lớn, nhưng bây giờ xem ra cũng hơi chút mơ hồ. Hoành Đoạn gia thực sự có năng lực, có thể mời được Y Huyết Tiên. Phí Thanh Sơn nhíu mày. Cổ Huyết không phải là một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ, lão là 11 người đẳng cấp còn cao hơn thập đại cao thủ. Hơn nữa, khi xưa trong 11 người còn có một người ta đã từng gặp. Lão tên là Hồng Tà, thuộc một trong tam tà. Những người này có lẽ đều là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, ngang bằng với sư huynh của ta là Trương Vô Trần và Quyền Thiên Đạo Trưởng. Diệp Phàm nói. Cũng không hẳn, 11 người đó tuy thành danh sớm một chút. Nhưng phạm vi lại giới hạn chỉ trong Hoa Hạ chúng ta. Còn thập đại cao thủ khi xưa lại là ở phạm vi quốc tế. Phí Thanh Sơn nói. Lúc này hai bên đều đang quan sát lực lượng của nhau. Hoành Đoạn gia cũng đang thầm thì với nhau, có lẽ cũng đang bình luận về người bên phía Phí Thanh Sơn. Tuy nhiên, may là Diệp Phàm lần này không dùng dược thủy, mà sử dụng công pháp xúc cốt của Đán Phi Tử Giáo để thay đổi khuôn mặt cho thật tự nhiên. Nếu không, có lẽ đã sớm bị Y Bỉ Đế Đức phát hiện. Diệp Phàm còn cố ý nhìn Y Bỉ Đế Đức chằm chằm, gã này ngoài cảm thấy kỳ lạ thì chẳng mở miệng nói gì. Phí Thanh Sơn, người thanh niên khi xưa đánh gãy đùi người của Hoành Đoạn gia sao vẫn chưa đến? Hay là nhìn thấy người ở đây sợ quá phải trốn đi rồi? Y Bỉ Đế Đức cuối cùng không kìm được nữa. Có lẽ y ra lần này đến chủ yếu là vì Diệp Phàm của 3 năm trước. Ha ha, cậu ta tạm thời bận việc. Nếu kịp thì sẽ đến. Tin là có thể gặp được Y Bỉ Đế Đức tiên sinh thì cậu ta sẽ rất vui mừng. Rụt đầu rồi còn dám nói là sẽ đến. Nếu trước khi trận đấu kết thúc hắn vẫn không đến thì ngươi nói với hắn, bảo hắn đến gia tộc Y Bỉ chúng ta khấu đầu 9 cái. Đăng báo mình thua là được. Y Bỉ Đế Đức rất kiêu ngạo. Vậy thì phải xem gia tộc Y Bỉ Anh Quốc của các người có bản lĩnh để bảo cậu ta như vậy hay không. Trương Vô Trần hừ một tiếng. Lão cũng đã từng nghe qua việc của Diệp Phàm và gia tộc Y Bỉ Đế Đức. Đương nhiên trong lòng cũng không vui, bởi vì Diệp Phàm là sư đệ của lão mà. Ngươi là ai? Chẳng hiểu quy củ gì cả, câm miệng. Lần này Y Bỉ Đế Đức đến chính là cho mọi người xem sự kiêu ngạo, tỏ rõ huyết thống cao quý của gia tộc Y Bỉ Đế. Bốp một tiếng rất to, mọi người đều giật mình. Bởi vì đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng nổ của nội công. Sự chấn động sau tiếng nổ rất lớn, thổi bay những chiếc ghế không có người ngồi. Còn thắt lưng của người phụ nữ ngồi bên cạnh Trương Vô Trần và Y Bỉ Đế Đức lại lóe sáng, không ai không biết. Hai người đã gặp phải đối thủ giỏi. Khi nội kình bộc phát lên, mạng che mặt của người đàn bà kia bị thổi bay lên, mắt chim ưng của Diệp Phàm trong nháy mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đúng chất người Anh, khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt cũng khá đẹp, Diệp Phàm có thể khẳng định. Người này đúng là Y Huyết Tiên Anh Kiều Kiều. Người của Y Bỉ Đế Đức sợ hãi sắc mặt trắng bệch, lùi ra phía sau người phụ nữ che mặt kia. Còn ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Công lực của các hạ rất thuần khiết, chắc ở Hoa Hạ cũng không phải là vô danh phải không?
Người phụ nữ che mặt hỏi. Trương Vô Trần. Trương Vô Trần nói. Là Trương đại sư của võ đang sao? Người che mặt hỏi. Đúng vậy. Trương Vô Trần trả lời rất ngắn gọn. Phát hiện của Diệp Phàm thật buồn cười. Sắc mặt của Y Bỉ Đế Đức lúc này đỏ lên, lộ vẻ sợ hãi trong ánh mắt. À! Đến cả những thanh niên bên phía Hoành Đoạn gia cũng không kìm được buột miệng kêu lên. Xem ra, uy danh của Trương đại sư cũng thật lớn. Đến cả thế hệ trẻ của giới thuật nước Nhật cũng nghe đến. Đế Đức, tạ lỗi đối với đại sư đi. Người phụ nữ che mặt nói. Việc này tôi chẳng hề làm sai gì cả. Y Bỉ Đế Đức cảm thấy việc này quá mất mặt, không muốn tạ lỗi. Bốp một tiếng, Y Bỉ Đế Đức bị người phụ nữ che mặt tát cho một cái ngã từ phía trước ra phía sau, khóe miệng tóe máu. Lời của ta ngươi cũng không nghe sao. Người phụ nữ che mặt hừ lạnh lùng. Trương đại sư, xin lỗi. Y Bỉ Đế Đức không dám nói lôi thôi, nhảy lên hành lễ trước trưởng bối. Sau đó lặng lẽ lui ra phía người che mặt. Hậu bối không hiểu lễ nghĩa, tuy nhiên, không biết việc cá cược của 3 năm trước mà Đế Đức hỏi có liên quan gì đến đại sư sao. Người che mặt hỏi. Các hạ vẫn chưa xưng tên, chắc là cũng không phải là vô danh ở Anh Quốc phải không? Trương Vô Trần hỏi lại. Ha ha, năm xưa có người xướng thái cực Trương Vô Trần. Đương nhiên còn sớm hơn nữa cũng có người xướng Y Huyết Tiên Anh Kiều Kiều. Cứ gọi là Y Huyết Tiên là được rồi. Y Huyết Tiên cười nói, tiếng cười làm không khí xung quanh rung động. À, lại một tiếng kêu vang lên, lần này là cả hai bên Hoa Hạ và Hoành Đoạn gia cùng kêu lên. Bởi vì, sự tồn tại của thập đại cao thủ cũng như thần tiên vậy. Hân hạnh, Trương Vô Trần ôm quyền, còn Y Huyết Tiên cũng đáp lễ. Phí đại sư, hay là mời trọng tài tuyên bố quy tắc một chút thì thế nào? Lúc này trưởng đà chủ Hoành Đoạn gia là Hoành Đoạn Hạc Cửu hỏi. Mời Chí Giã đại sư và Thu Sơn Lâm Nhất Phu đại sư lên. Phí Thanh Sơn nói. Hai vị đại sư từ từ bước đến vị trí trung tâm, hướng về bốn phía hành lễ. Nhận lời mời của Phí gia của TQ và Hoành Đoạn gia, là trọng tài của cuộc tỷ võ giữa hai nhà Phí gia và Hoành Đoạn gia lần này, lão nạp rất vinh hạnh. Chí Giã đại sư và Thu Sơn Lâm Nhất Phu nói mấy câu. Lần luận bàn này là để thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật võ học, giao lưu kỹ năng, kỹ xảo võ học, luận bàn là chính không được dẫn đến tử vong. Đương nhiên, tránh việc bị thương dẫn đến tàn phế, nếu bị tàn phế, mỗi bên phải chịu trách nhiệm. Ở đây còn có một quy tắc bổ sung, nếu hai bên đều đồng ý ký vào cam kết luận bàn sinh tử thì việc sinh tử là do hai bên thi đấu tự trách nhiệm. Trận tỉ thí nằm trong phạm vi 100 dặm trong khe núi, con sông, trên bờ, hai bên vách núi đều có thể làm nơi thi đấu. Mà phạm vi hai bên vách núi chỉ trong vòng 100 cây số, vượt quá phạm vi này thì phải tự nhận thua. Phương pháp luận bàn có thể đa dạng, nhưng tuyệt đối không được dùng vũ khí nóng, chỉ yếu dùng kiếm. Người thua quyết định người xuất trận trước, sau đó mới đến lượt người thắng, cứ lần lượt như thế, trừ trận đấu đầu tiên ra, những trận sau đều là như thế. Cuộc tỷ thí tổng cộng có 10 trận. Chí Giã đại sư và Thu Sơn Lâm Nhất Phu cùng tuyên bố nguyên tắc cuộc tỷ thí. Sau đó là rút thăm, Phí gia số không may cho lắm. Trận đấu mấu chốt đầu tiên lại rút thua, trận đấu đầu tiên này nhất định phải là người chính tông của Phí gia xuất trận. Phí Nhất Độ hiên ngang bước lên. Ở giữa hai bên bố trí một lôi đài, hình tròn, chu vi khoảng 100 mét, được làm từ gỗ trải trên tảng đá để phục vụ cho những người thích biểu diễn trên lôi đài. Có lẽ chỉ những người trình độ thấp ra trận thì mới thích biểu diễn trên lôi đài, những cao thủ đạt cảnh giới cao đương nhiên thích tung hoành, dù sao lôi đài cũng là sự trói buộc chân tay đối với họ. Người của Hoành Đoạn gia ra trận lại là một cô gái, tên là Hoành Đoạn Thu Tử. Theo giới thiệu thì là cháu ruột của Hoành Đoạn Hạc Cửu. Tuổi tác của người con gái đó cũng tương đương như Phí Nhất Độ, mặc một bộ quần áo võ sĩ rộng thùng thình. Cũng ung dung đi lên lôi đài. Hai bên nhìn chào rồi sau đó bước vào trạng thái tấn công. Người con gái đột nhiên xuất trưởng, một trưởng lấy thế phá sơn nhảy vọt lên không trung. Từ trên không trưởng đánh xuống như đao chém xuống đầu Phí Nhất Độ. Trưởng lực rất mạnh, tạo nên một thứ như khí đao chém xuống. Không xong rồi, trưởng lực của người con gái này lại có thể tạo nên khí đao, việc tạo nên được khí đao như thế ít nhất phải là cao thủ bát đẳng trở lên mới làm được. Sắc mặt của Giả Hòa Thượng Chi Túc có chút trầm xuống. Bởi vì đao khí chính là sự biểu hiện của công lực. Trình độ thấp nhất của việc có thể xuất ra nội công chính là bát đẳng. Hơn nữa, nội công của cao thủ bát đẳng xuất ra là đẳng cấp thấp nhất,
chỉ là những tia nhỏ. Nhưng cũng xem là có thể đem nội công trong cơ thể ép ra ngoài, điều này đối với người luyện công mà nói cũng có ý nghĩa trọng đại. Ôi, thân thủ của nhất độ chỉ là thất đẳng, không thể ép được nội công ra. Phí Thanh Sơn đương nhiên hiểu được ý của Chi Túc nói, đó là thua chắc rồi. Ôi, trận đấu đầu tiên. Chi Túc tức giận dậm chân, giả hòa thượng sắc mặt ủ rũ. Đừng lo, tôi thấy trưởng đao này thu tử có chút vấn đề. Có lẽ không phải là nội công, mà chỉ là một hiện tượng giả. Mắt chim ưng của Diệp Phàm chăm chú nhìn và nói. Giả nội công này cũng có giả hay sao? Chàng trai, lời cậu nói chẳng có căn cứ nào cả. Khoảng cách giữa thất đẳng và bát đẳng quá lớn, nhất độ, ôi. Chi Túc liếc nhìn Diệp Phàm có chút bất mãn nói. Ha ha ha, chúng ta hãy xem kết quả thì biết. Diệp Phàm lại cười. Hừ, chắc chắn cậu sai. Chi Túc lạnh lùng hừ một tiếng. Chương 3132, chọc tức. Cũng chưa chắc đã như vậy. Vẻ mặt của Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh lắc đầu. Đúng lúc này, khí chém xuống từ trưởng đao của Thu Tử đã ở trên vai Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ đã lùi đến 5 bước lớn mà vẫn nghiêng ngã xuống đất. Hay! Người của Hoành Đoạn ra kêu to khen ngợi, có người dùng cả tiếng Anh. Nhìn thấy chưa? Chi Túc có chút khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm. Đúng lúc này, khi Phí Nhất Độ sắp ngã xuống thì xuất một trưởng bổ về phía Thu Tử. Trưởng này xuất ra chẳng có một chút sức mạnh nào. Còn Phí Nhất Độ sau khi xoay người vẫn chưa thể khống chế lại được, chỉ có điều đang ngã dúi về phía trước thay vì ngã về phía sau, giống như đang ngã lao về phía Thu Tử. Thu Tử vừa nhìn thấy trưởng của Phí Nhất Độ thực sự chẳng có một chút sức lực nào. Có lẽ chỉ là một động tác trước khi ngã mà thôi, Thu Tử có chút khinh địch, thuận tay hướng ra sau ngăn lại, muốn giúp Phí Nhất Độ. Đúng lúc Phí Nhất Độ sắp hụt xuống trước ngực của Thu Tử, trưởng không có sức mạnh của Phí Nhất Độ cuối cùng đã bổ vào người Thu Tử. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Thu Tử vang lên, toàn thân bay về phía sau đến mấy chục mét, mông đập xuống đất. Hơn nữa, ngồi xuống đất rồi còn trượt đi hơn chục mét nữa, cho đến khi mặt gỗ cứng kia bị mông kéo dài một đường thì mới dừng lại. Còn miệng của Thu Tử thì đột nhiên há ra, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân dường như bị thương rất nặng, lăn lộn không đứng lên được. Hay, hay lắm, Nhất Độ thần uy. Người bên phía Phí gia đều kêu lên khen ngợi. Thấy chưa đại sư? Diệp Phàm cười như không cười nhìn Chi Túc, sắc mặt của hòa thượng giả liền đỏ lên. Tuy nhiên, người này nói. Cậu lợi hại, tôi thấy rồi. Tuy nhiên, tôi không hiểu, Thu Tử bát đẳng sao lại bại đến mức thê thảm như vậy, chỉ có một trường. Bởi vì trường đó của Nhất Độ là tôi dạy, gọi là khai bi chi thủ, trước khi phát ra không có sức mạnh, nhưng nội công lại vẫn tồn tại trong trường đó. Một khi tiếp xúc mới mục tiêu, toàn lực phát ra, lúc này mới là lợi hại nhất. Trưởng này đánh ra thường là khiến cho đối phương khinh địch. Đây mới là điểm tuyệt diệu nhất, còn Thu Tử, tôi có thể khẳng định, cô ta nhất định chưa đạt được đến bát đẳng. Trình độ của người này cũng tương đương Nhất Độ. Diệp Phàm nói, vậy sao nhìn lại giống như nội kình được xuất ra? Nhất Diệp Sư Thái đến từ phái Nga Mi cũng không kìm được hỏi. Nếu tôi đoán không nhầm, Thu Tử thi triển chính là một trong những bí thuật lợi hại nhất của Hoành Đoạn gia, bọn họ gọi đó là Đoạn Bối Sơn. Nghe nói bí thuật này xuất ra có uy lực phá núi. Đương nhiên, dựa vào thực lực của Thu Tử thì không thể nào triển khai được Đoạn Bối Sơn. Còn Thu Tử chưa thể đạt đến trình độ bát đẳng mà thi triển bí thuật này có lẽ cũng là do Hoành Đoạn gia đã có điều nên mới có thể dùng. Đương nhiên, uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Nếu Thu Tử có trình độ bát đẳng thi triển bí thuật này thì Nhất Độ đã sớm bị hộc máu rơi khỏi đài rồi. Hoành Đoạn gia cũng đã bỏ ra công sức để nghiên cứu về Phí gia, biết được người đánh trận đấu đầu tiên của Phí gia chỉ có thể là Phí Nhất Độ. Bởi vì, trong lớp thanh niên của Phí gia thì chỉ có Phí Nhất Độ là công lực cao nhất, không ngờ cuối cùng lại thua, ha ha. Diệp Phàm cười bí hiểm. Tiểu huynh đệ, hôm nay xem như ta đã phục rồi. Cậu còn có gì thần bí nữa thì bày ra đi cho lão ca ta nghe đi. Nếu không, trong lòng ta cảm thấy khó chịu lắm. Chí Túc cười nói. Đây là bí mật. Diệp Phàm liếc nhìn người này một cái. Chí Túc bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng đành bó tay nhìn Diệp Phàm. Người bạn già, mỗi người đều có bí mật riêng. Chúng ta hà tất cứ phải biết, cũng như anh, có phải cũng có bí mật. Hà tất cứ phải làm dối chuyện này. Phí Thanh Sơn nói. Thôi được. Chẳng có gì. Chi Túc lắc đầu. Trận tiếp theo là do Hoành Đoạn gia bố trí người ra trận trước.
Thu Sơn Lâm Nhất Phu nghiêm túc tuyên bố. Bước lên là một người có dâu, tên là Hoành Đoạn Nhị Lang. Theo giới thiệu là đệ tử của Hoành Đoạn Thiên Hà, là cháu đích tôn của Hoành Đoạn gia. Bởi vì có quy định, hai trận đấu đầu tiên của cuộc tỷ thí phải do đích thân người trong gia tộc của hai bên xuất trận. Người ngoài không thể thay thế, mà người trong gia tộc hai bên phải đạt được là 5 người, đương nhiên 3 người sau có thể lựa chọn trận đấu để xuất trận. Nếu phí gia bảo phí Thanh Sơn xuất trận thì chẳng phải chính là dùng đại pháo để đuổi muỗi. Người trong tộc xuất trận trước nhất định công lực không phải rất cao, phải để xem phía sau. Hơn nữa, Hoành Đoạn Nhị Lang và phí Thanh Sơn căn bản không phải là cùng thế hệ. Phí Thanh Sơn xuất trận thì sẽ giảm giá trị. Còn Hoành Đoạn Nhị Lương là đệ tử của Hoành Đoạn Thiên Hà, nhất định không phải là yếu. Tuy nhiên, trẻ tuổi như vậy, công lực tuyệt đối cũng không thể vượt qua phí Thanh Sơn. Đương nhiên, ngoài Diệp Phàm gã biến thái này thì không thể so được, theo quy luật thông thường thì chính xác là như thế. Gọi Điệp Vũ lên đi, biểu diễn một chút rồi xuống đài. Phí Đống nói. Phí Điệp Vũ ôm Phảng Tiêu Vĩ Cầm của mình lên đài. Ôi, đáng tiếc cô ta chưa đạt được uy lực của Lục Chỉ Cầm Ma. Nhất Diệp đại sư thở dài, tỏ ra có chút buồn bực. Thấy một cô gái lên đài, Hoành Đoạn Nhị Lang tỏ ra coi thường. Người này gào lên như điên. Hoành Đoạn Nhị Lang ta trận đấu này chỉ dùng một tay, trong 3 chiêu là giải quyết xong. Đương nhiên, đổi lại là những tiếng xì xào của người nhà phí gia. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta tức giận chính là Hoành Đoạn Nhị Lang rất ngạo mạn. Tỏ ra càng cuồng vọng hơn, thực sự khiến người của phí gia tức điên lên. Trận này thực sự không có tính kịch liệt, dù tiếng đàn của phí Điệp Vũ như đao kiếm, nhưng công lực chỉ tương đương với nhị đẳng. Chỉ đến chiêu thứ hai đã bị trúng trưởng lực của Hoành Đoạn Nhị Lang. Cuối cùng đàn bị gãy, người bị thương phải rời khỏi trận đấu. Không sao chứ Điệp Vũ. Diệp Phàm đưa tay kiểm tra cô ta một chút, phát hiện nội thương rất nặng. Sao cô lại phải khổ thế, chẳng phải đã bảo cô khi thấy hắn xuất trưởng thì phải né sao? Diệp Phàm thở dài, vận nội công trị thương cho cô ta. Tôi là người nhà họ Phí. Phí Điệp Vũ vừa mở miệng liền phun ra máu, Diệp Phàm không nói gì nữa. Trận đấu thứ ba do Phí gia chỉ định người lên đài trước. Chi Giã đại sư tuyên bố. Đại sư, hãy chờ một chút, tôi. Hoành Đoạn Nhị Lang nói đến đây cố ý dừng lại một chút, liếc nhìn mọi người một lượt. Gã cười phá lên, nói. Trận đấu thứ ba này tôi vẫn muốn đánh, tôi muốn khiêu chiến với tất cả thanh niên dưới 30 tuổi của phí gia có mặt ở đây. Chỉ cần chưa đến 30 tuổi đều có thể ứng chiến. Người vừa rồi tuy là xinh đẹp, nhưng quá kém. Tôi vẫn chưa khởi động mà. Nếu phí gia toàn là loại yếu đuối như thế thì Hoành Đoạn gia chúng ta thực sự đã quá coi trọng bọn họ rồi. Nhị lang xuống đi. Hoành Đoạn Hà Cửu nghiêm nghị nói. Gia chủ, người hãy để nhị lang đánh một trận nữa. Tôi không tin phí gia còn có thể chọn ra được một cao thủ thập nhất đẳng dưới 30 tuổi để đánh bại nhị lang tôi. Nhị lang tôi không dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ tài duy nhất, nhưng cũng có thể cuồng vọng nói, thiên hạ chẳng tìm được người thứ ba thiên tài lợi hại hơn nhị lang tôi đâu. Nếu thực sự gặp người này, nhị lang tôi thua cũng chẳng oan. Hoành Đoạn Nhị Lang thực sự cuồng vọng quá mức. Còn trong những đệ tử của bạn bè của phí Thanh Sơn mời đến tuy cũng có không ít dưới 30 tuổi, nhưng người có công lực cao nhất cũng chỉ đột phá đến thập đẳng. Đương nhiên tuy trong lòng có phẫn nộ đến cực điểm, nhưng biết nếu lên thì cũng bị làm nhục thôi. Hoành Đoạn Hà Cửu vẫn muốn nói, lúc này, Hoành Đoạn Thiên Hà trợn mắt nhìn, nói. Thì để nhị lang đánh tiếp trận nữa đi. Hoành Đoạn Thiên Hà ta cũng muốn xem nước Hoa Hạ có đệ tử tiên tài giống như nhị lang hay không. Ta đã tự tay bồi dưỡng cho nhị lang 25 năm rồi, Hoành Đoạn Thiên Hà ta không tin. Hoa Hạ có thể tìm ra được đệ tử thiên tài như thế. Đương nhiên, Hoành Đoạn Thiên Hà ta cũng tin rằng phí gia tuyệt đối không thể phái ra được một thanh niên trên 30 tuổi lên đài. Sư bá, tôi lên thử xem. Diệp Phàm biết không lên đài thì không được, thế là ôm quyền hành lễ với phí Thanh Sơn. Vốn là muốn giữ Diệp Phàm đến trận sau cùng để đối phó với cao thủ như Không Trạch Bản Tú, bây giờ tình thế ép buộc, phí Thanh Sơn cũng đành phải gật đầu. Thế là Diệp Phàm thản nhiên bước lên đài, liếc nhìn Hoành Đoạn Nhị Lang. Người tự xưng là thiên tài của nước Nhật, hơn nữa, thổi phồng quá đáng mình là trong thiên hạ không có thiên tài thứ ba như mình. Ngay cả Hoành Đoạn Thiên Hà tiền bối cũng cuồng vọng như vậy, ha ha, Diệp Phàm ta là đệ tử của phí Phương Thành nhà họ phí. Phí Thanh Sơn chính là sư bá của ta. Hôm nay tôi thay mặt cho phí gia mà cuồng vọng rằng,
ta chỉ cần một ngón tay để giải quyết Hoành Đoạn Nhị Lang ngươi. Hu, lời của Diệp Phàm vừa dứt, đương nhiên là gặp phải sự châm biếm của Hoành Đoạn gia. Không phải chứ, lần trước thi đấu không phải cũng có một đồ đệ của Phí gia là Diệp Phàm sao? Hai người. Lúc này Y Bỉ Đế Đức kêu lên. Bà nhìn tôi có giống vị Diệp Phàm lần trước hay không? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười, người đứng thẳng. Y Bỉ Đế Đức nhìn trái nhìn phải, cuối cùng rất ủ rũ, lắc đầu nói. Chính xác không phải là cùng một người. Tuy nhiên, sư phụ của ngươi chẳng nhẽ lại nhận hai người Diệp Phàm, cũng thật là kỳ lạ. Phí Thanh Sơn vừa nghe thiếu chút nữa thì bật cười, biết Diệp Phàm dùng xúc cốt công, không giống so với cách thay đổi khuôn mặt lần trước bằng dược thủy của tổ A. Xúc cốt công của Đán Phi Tử gọi là Thiên Huyễn Trừ Cốt Pháp. Không chỉ có thể hóa giải được xương cốt, còn có thể kéo co giãn được da, làm cho cơ thể tạm thời cao lên một chút. Vì thế dù là Y Bỉ Đế Đức cao thủ cũng không nhận ra được. Đây chính là sự lợi hại của Đán Phi Tử. Ha ha, sư phụ tôi thích như thế. Vốn là muốn chọn một cặp sinh đôi, sau đó không thành công, thế là chọn hai người có tên giống nhau làm đệ tử. Việc này, sư phụ cứ muốn như thế, chúng tôi là đệ tử còn có thể nói được gì nữa phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Tật xấu. Y Bỉ Đế Đức hừ một tiếng, cảm thấy rất bực tức. Tiểu tử, ta thấy ngươi đã cuồng vọng đến mức thái quá rồi. Lại dám nói dùng một ngón tay để giải quyết đệ tử của Hoành Đoạn Thiên Hà ta. Hoành Đoạn Thiên Hà ta không phải là vật trang trí, đệ tử của ta càng chẳng phải là con tò he, dùng lời lẽ như người ti kêu các người chính là Ni Bồ Tát. Hoành Đoạn Thiên Hà tương đối tức giận. Trước mặt tôi, hắn cũng chẳng khác gì thứ đó. Diệp Phàm tiếp tục cuồng vọng. Hay, hay lắm, Hoành Đoạn Thiên Hà ta rất khâm phục khí phách của ngươi. Tuy nhiên, khí phách này cần phải có năng lực trương. Bắt đầu đi, Nhị Lang, hạ thủ không cần phải lưu tình. Đối với những hạng cuồng vọng như vậy thì Hoành Đoạn gia tộc chúng ta sẽ dựa vào thực lực để nói với bọn họ, thế nào là cuồng vọng, thế nào là thực lực. Hoành Đoạn Thiên Hà nói. Ha ha, đa tạ tiền bối giúp Phí gia nói lời này. Phí Thanh Sơn thêm vào. Chương 3133, một ngón tay giải quyết ngươi. Ông nội, xem cháu, hôm nay không giải quyết được tên đồ đệ cuồng vọng này thì đồ đệ sẽ mổ bụng tự sát. Hoành Đoạn Nhị Lang nói. Đừng như thế, nhớ lần trước hai cao thủ Hoành Đoạn nhà các người đều bị sư huynh Diệp Phàm của ta giải quyết. Cuối cùng còn bồi thường một hòn đảo, bây giờ ta lại giải quyết một người nữa, thế thì Hoành Đoạn gia có nguy cơ bị đoạt tuyệt mất. Chỉ sợ không có người nối nghiệp thôi. Hơn nữa, nhà các người còn có bao nhiêu hòn đảo nhỏ, việc này, nếu thay đổi hết thành họ Diệp, ta cũng không ngại để đồng ý đâu có phải không nào. Hoa Hạ chúng ta có tình nghĩa, chỉ cần lấy được cái cần lấy. Diệp Phàm thản nhiên cười. Tiểu tử, xem trưởng. Hoành Đoạn Nhị Lang không nhịn được nữa, một trưởng bổ về phía Diệp Phàm. Ha ha, trưởng đầu tiên đã dùng đoạn bối sơn, đáng tiếc là đã lãng phí rồi. Diệp Phàm cười, nhẹ nhàng tránh sang một bên, ngư long nhất hoạt đã né được. Hơn nữa, đưa một ngón tay lên điểm chỉ vào mông của Hoành Đoạn Nhị Lang một cái. Gã này không khống chế tốt, theo quán tính cả người bổ nhào về phía trước. Siêu vẹo rất vất vả mới có thể đứng vững lại được. Sau khi quay người lại sắc mặt trở nên rất khó nhìn, kêu. Lại đi. Hai tay chắp lại giống như đang bái lạy Bồ Tát. Trước trường đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí, mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện dường như có hai luồng nội công màu trắng và đen kẹp lấy mình giống như một cây kéo lớn. Trạc tình chỉ bắn ra, đương nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều so với Hoành Đoạn Nhị Lang. Khi trường lực của gã còn cách Diệp Phàm 10 mét thì bị Diệp Phàm điểm trúng. Nhất thời trường lực bị phân tán khiến cho uy lực bị mất đi. Diệp Phàm sử dụng thêm lực, trạc tình chỉ đâm thẳng qua sát trên đầu của Hoành Đoạn Nhị Lang. Chợt búi tóc bị tuột bay xuống. Khảm bối sơn. Hoành Đoạn Nhị Lang mặt trương lên như đít con khỉ, xoay người nhảy lên trên không trung. Không biết lúc nào đã phi ra một cây đao. Một luồng sát khí toát ra xé không khí. Phát ra âm thanh ghê người chém về phía Diệp Phàm. Biến xuống. Diệp Phàm đột nhiên giơ tay điểm chỉ, keng một tiếng, cây đao bị Diệp Phàm khống chế bay thẳng về phía đám người của Hoành Đoạn gia. Chỉ lực xoay lại một vòng, điểm trúng chân của Hoành Đoạn Nhị Lang, uịch một tiếng, toàn thân gã bổ nhào, rơi rất mạnh xuống đống gỗ dưới lôi đài. Diệp Phàm ngắm chính xác gã điểm chỉ liền mấy phát. Chợt trên người Hoành Đoạn Nhị Lang hiện ra những cái lỗ to bằng đầu ngón tay. Còn đít quần thì bị Diệp Phàm điểm chỉ cho rách hết, lộ hết cả mông đít ra, hơn nữa,
còn có máu chảy. Diệp Phàm lại nâng ngón tay lên, lúc này, Hoành Đoạn Hạc Cửu kêu to. Bên ta nhận thua. Tuy nhiên, không kịp nữa, nhất chỉ cuối cùng đã đâm thẳng qua chém bay mũi của Hoành Đoạn Nhị Lang, rồi lại bị sức mạnh còn dư lại của nhất chỉ bắn cho vụn ra. Máu tươi tóe ra, Diệp Phàm rõ ràng muốn làm cho Hoành Đoạn Nhị Lang trở thành đại hiệp thiếu mũi. Tiểu tử, dám ra tay độc ác như thế. Hoành Đoạn Thiên Hà phẫn nộ, tung một chưởng về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên Trương Vô Trần và Quyền Thiên đồng thời xuất chưởng, bùm bùm mấy tiếng rất to. Hoành Đoạn Thiên Hà lắc lư. Tuy nhiên, Trương Vô Thần và Quyền Thiên đồng thời cả người và ghế trượt đi 3 mét rồi mới dừng lại. Ba luồng trưởng lực đập vào nhau nổ chấn động khiến cho nước trong dòng sông bắn lên cột nước cao hơn chục mét. Sau khi cột nước dừng lại thì trên mặt sông đầy những xác cá chết. Còn người nhà Hoành Đoạn thì vội vàng đoạt lại Hoành Đoạn Nhị Lang không có mũi, máu thì đang chảy khắp người. Ha ha, đánh nhỏ, lớn đến, lớn bé cùng lên hết có phải thế không? Diệp Phàm cười nhạt nói. Vẻ mặt của Hoành Đoạn Thiên Hà rất tức giận, liếc nhìn không trạch tú. Đúng vậy, một người hơn trăm tuổi lại đi đánh trộm một tiểu tử chưa đến 30 tuổi, thật mất Hoành Đoạn ra các người. Nhưng người TQ bọn ta lại không thể để mất người này. Chi Túc nói xen vào. Diệp Phàm, không trạch tú ta khiêu chiến với ngươi, ngươi dám tiếp chiến không? Đương nhiên, ngươi có thể nghỉ ngơi một tiếng sau rồi chiến đấu. Nếu không ngươi lại nó bọn ta dùng chiến thuật luân phiên. Không trạch tú đứng dậy. Không cần nghỉ, cho ta 15 phút là đủ. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, xem như là trận đấu thứ tư có phải không nào? Diệp Phàm bình thản trả lời. Là trận đấu thứ tư. Thu Sơn Lâm Nhất Phu gật đầu, tỏ vẻ có chút không bằng lòng với việc làm của Hoành Đoạn gia. Sau đây ta hy vọng không cần phải như thế nữa, trận đấu phải quang minh chính đại. Một trận là một trận, lẽ nào lại tính là nửa trận hay sao? Hoành Đoạn Thiên Hà lại một lần nữa đỏ mặt lên, tuy nhiên cũng không phản bác, đành phải giấu trong lòng sự buồn bực. Diệp Phàm trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Diệp Phàm uy vũ, Trung Hoa uy vũ, Phí Gia uy vũ. Bên phía Phí Gia hét to vang dậy. Tuy nhiên, tâm tình của Diệp Phàm lại không vui lên được. Sư bá, công lực của mình Hoành Đoạn Thiên Hà đem so với sư huynh tôi và Quyền Thiên đạo trưởng thì mạnh hơn. Lão mới là địch thủ mạnh nhất của chúng ta. Quyền Thiên và Trương đạo trưởng hợp lực vẫn còn kém hơn một chút, sau đây sẽ là phiền phức đấy. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ vừa rồi Hoành Đoạn Thiên Hà đã bị mất đi một chút sức mạnh. Phí Thanh Sơn nói, không thể, công lực của Hoành Đoạn Thiên Hà mạnh hơn so với một trong số hai người chúng tôi. Tuy nhiên, người này vẫn chưa đột phá đến giai đoạn niệm khí. Chỉ là nội lực mạnh hơn chúng ta mà thôi. Trương Vô Trần nói, 15 phút sau, không trạch tú ưỡn người. Ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng dài trượt người bay ra phía con sông cách đó hơn 100 mét, vẻ mặt lão hùng hổ đứng ở giữa mặt sông nhìn Diệp Phàm đứng trên lôi đài. Hay lắm! Bên Hoành Đoạn ra vỗ tay khen ngợi. Hay cái quái gì? Trong lòng Diệp Phàm thầm nói, bởi vì, ở trên sông hắn lại có cơ hội thi triển thủy công và ngư long thập bát biến của sư phụ. Diệp Phàm mỉm cười, chậm rãi bước xuống lôi đài, đi về phía bờ sông, rồi bước từng bước trên mặt sông. Chỉ một chút thân thủ như thế mà cũng dám tiếp chiến với không trạch đại sư của Nhật Bản chúng ta, mất mặt. Một gã Nhật Bản nào đó kêu lên, rồi cười một tràng lớn. Ha ha ha, xin lỗi, người nhẹ nên kinh công không được tốt. Diệp Phàm lạnh lùng đứng giữa mặt sông ôm quyền hướng về phía lôi đài. Xem trưởng, lần này không trạch tú xuất trưởng không như bình thường, cách phía trên Diệp Phàm 100 mét. Đột nhiên một cột nước cao hơn 20 mét dựng lên giữa hai người. Cột nước cuộn một vòng trên không, phía đầu cột nước biến hình giống như một con chó hung dữ lao về phía Diệp Phàm. Đả cầu bổng pháp đã lâu rồi không dùng đến, đây rồi. Diệp Phàm cười, nhất chỉ giơ lên, xẹt một tiếng, con chó hung dữ bị chém làm hai, còn ở giữa thì có một dòng nước rất nhỏ lao về phía không trạch tú. Hay lắm, cái gì mà cầu đại sư, chẳng bằng một đồ đệ của Phí gia bọn ta. Phí Bát Độ cao giọng nói. Minh Điểm. Cái gì mà cẩu với chó? Phí Thanh Sơn trợn mắt lên khiến cho Phí Bát Độ sợ vội vàng im miệng. Hồi đầu tiên rõ ràng đã thua, không trạch tú mặt lại đỏ lên. Hồi này thật quá mất mặt, lão một quyền đấm mạnh xuống nước. Chợt trong nước xuất hiện một xoáy nước rất to, trong nháy mắt xoáy nước xoáy rất mạnh phát ra những âm thanh ào ào rất lớn, không lâu sau, ở giữa xoáy nước lại nhảy ra một quả cầu nước rất to bay về phía Diệp Phàm,
tốc độ của nó rất nhanh. Đánh hay lắm. Biết đây là áp xúc thủy cầu của Không Trạch Tú tạo ra, bên trong nó mang đầy năng lượng có sức công phá. Diệp Phàm kêu hay một tiếng, trong nháy mắt một bức tường băng được hình thành ngăn quả cầu nước lại, rồi như một chiếc lồng chụp xuống quả cầu, đây chính là pháp môn tủ cấm điển ly thu. Không Trạch Tú cử động, khống chế quả cầu nước đập vào bức tường băng của Diệp Phàm. Ầm, ầm. Bờ sông truyền đến những tiếng va đập, chiếc lồng băng cũng đang rung động. Tuy nhiên, va đập mấy chục cái xong, chiếc lồng băng vẫn chưa bị phá vỡ. Sắc mặt của Không Trạch Tú đã thay đổi thành màu quả cà tím. Lão đột nhiên rút ra một sợi xích quăng về phía chiếc lồng chụp của Diệp Phàm, sợi xích xé không khí, phát ra những tiếng vù vù. Nhất tiêu hồng. Diệp Phàm kêu lên, một tia sáng màu hồng vụt qua, xuyên qua chiếc lồng chụp đâm vào quả thủy cầu. Bỗng nhiên quả thủy cầu nổ tung, cả chiếc lồng chụp cũng nổ. Vừa khéo đập vào sợi xích bay ngang qua. Sợi xích bị tác động bởi lực nổ của quả thủy cầu lại bay ngược trở lại phía Không Trạch Tú, bởi vì không ngờ tới tình huống như thế. Không Trạch Tú mặt đỏ bừng vội vàng né tránh. Tuy nhiên, sợi xích phù một tiếng rồi bị cuốn bay lên không trung. Diệp Phàm hút lấy, xem rồi ném cho Phí Nhất Đạo ở cách đó hơn 100 mét nói. Không tồi, không phải là hợp kim, chịu ma sát, chịu nước, chịu lực, nhất độ, tặng anh đấy. Đa tạ Diệp ca trọng thưởng, Không Trạch tiền bối, cảm ơn món binh khí của ông. Câu nói của Phí Nhất Độ nói ra, thiếu chút nữa thì khiến Không Trạch Tú tức chết đi. Tuy nhiên, binh khí là do người ta quanh mình chính đại cướp được khi đang thi đấu. Muốn cướp lại cũng không được, đương nhiên đành phải dương mắt lên nhìn. Biến đi. Cơ thể Không Trạch Tú đột nhiên xoay tròn một cách kỳ lạ trong không trung, sau đó ảo một tiếng chui vào trong nước, giống như con ốc. Dùng nước với ta, người đúng là già lẫn rồi. Diệp Phàm thầm cười, toàn thân chui vào trong nước không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Không lâu sau, trong nước nổi lên mấy luồng bọt nước. Giống như nước đang sôi, ầm, ầm mấy tiếng vang lên, bọt nước cũng đánh nhau trong không trung. Không lâu sau, một bóng người bị bọt nước cuốn bay lên lôi đài. Mọi người chăm chú nhìn, không phải Không Trạch Tú thì là ai nữa. Tuy nhiên, nhìn tình trạng hình như không được tốt, tương đối không tốt. Bởi vì hai chân lão đều mềm nhũn ra, giống như đàn ông vừa chơi bời thỏa mãn xong vậy. Tuy nhiên, Không Trạch Tú là một nhân vật lớn. Một cột nước dựng thẳng lên đến lôi đài, Diệp Phàm đứng trên đó, giống như là Long Vương chế ngự vậy, đi mây đạp nước bước lên lôi đài. Hắn bước từ trên cột nước xuống lôi đài, sau đó giả vờ quay lại nói với cột nước. Cảm ơn Thủy Thần đã tiễn, mời ngài hãy quay trở lại. Sau đó, cột nước bị hắn vỗ một cái, cuộn trở lại trong dòng sông. Thần kỳ quá. Diệp ca uy vũ, Diệp ca uy vũ. Đội viên Tổ A và Phí Nhất Độ kêu lên khen ngợi inh tai. Chương 3134, cảnh túng quẫn của Không Trạch Bản Tú. Xin lỗi, hai chân này của lão chắc phải mấy năm nữa mới có thể hồi phục. Hai, vừa rồi ra tay hơi nặng một chút, do không khống chế được lực. Diệp Phàm nhún vai, hướng về phía người của Hoành Đoạn ra mặt đang u ám nói. Phiền phức, các người cõng ông ta đi đi. Mấy người nhà Hoành Đoạn nhẹ nhàng đỡ Không Trạch Bản Tú đi, lúc này một trưởng của Diệp Phàm vỗ vào người Không Trạch Bản Tú. Lão đột nhiên cười lên hai tiếng ha ha, nhìn mọi người, chợt sắc mặt đỏ hết cỡ. Bởi vì, Diệp Phàm sớm phát hiện lão đã tỉnh, chỉ là đang giả vờ bất tỉnh mà thôi. Lúc này tỉnh lại thật xấu hổ, mất mặt. Còn dám tái chiến trận thứ năm sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cùng với giọng nói đó một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ bước ra. Ông là... Diệp Phàm hỏi. Người ta đều gọi tôi là Hắc Ba. Hắc Ba nói xung quanh vang dội. Tiếng xấu của vua sát thủ này thực sự rất nổi tiếng trên thế giới. Hơn nữa, người này rất thần bí. Nếu muốn thì phải thuê với giá trên trời, giá thấp nhất để giết người là 5 triệu đô la. Đương nhiên, người hắn giết cũng là người có phân lượng. Không được. Cậu ta đã thi đấu liền hai trận rồi. Phí Thanh Sơn là người đầu tiên đứng lên phản đối. Vô liêm sỉ, còn Hắc Ba, Hắc Cầu cũng như nhau. Chẳng qua cũng là làm bại hoại danh tiếng của sát thủ quốc tế. Người bên phía Phí ra hét lên. Được, ta có thể không khiêu chiến với hắn. Tuy nhiên, trận thứ 5, Hoành Đoạn gia ta sẽ xuất trận. Các người ai lên? Dưới áp lực Hắc Ba không thể không thay đổi cách nói. Ta lên. Chi Túc nói. Chi Túc, hay là để tôi lên đi. Phí Thanh Sơn nhíu mày,
sau khi không trạch bản tú thua trận H3 vẫn dám khiêu chiến với Diệp Phàm. Thực lực của gã này nếu chưa đạt đến tiên thiên thì ít nhất cũng là cao thủ bán tiên thiên. Hơn nữa H3 là sát thủ quốc tế, kinh nghiệm giết người phong phú, thân thủ của Chi Túc mới thập nhị đẳng nhất định không phải là đối thủ của H3. Còn mình cũng chưa vượt quá thập nhị đẳng, đấu với H3, phần thắng dường như bằng không. Nếu là ba vị tiên thiên cường giả bên phía Phí Gia lên thì Phí Thanh Sơn không cam tâm. Bộc lộ thực lực sớm như thế sau này cao thủ Hoành Đoạn Gia xuất trận thì làm thế nào? Vì thế, để cho Chi Túc chịu nhục, chỉ bằng mình lên. Ta lên. Lúc này Nam Vân Thiên Mi đứng dậy. Cô, ha ha, không được. Tuy ta giết người vô số, nhưng ta lại rất thích phụ nữ đẹp. Đến khi hủy hoại cô thì lòng ta sẽ rất đau xót. Hơn nữa, tuy ta yêu mỹ nhân, nhưng khi chiến đấu lại chẳng lưu tình. Hắc Ba liếc mắt nhìn Nam Vân Thiên Mi, nở nụ cười khinh thường. Bổn cô nương ghét những kẻ giết người làm niềm vui, có lẽ, hôm nay là trừ hại cho dân. Nam Vân Thiên Mi lạnh lùng hừ nói. Cô có tinh thần anh hùng như thế thì đừng trách Hắc Ba ta. Hắc Ba vừa nói xong, một quyền rất mạnh tung ra hướng về phía Nam Vân Thiên Mi. Gã đúng là không biết lễ nghĩa, nói đánh là đánh. Nam Vân Thiên Mi có bức công của bức vương, công phu kinh công rất giỏi, trượt một cái đã bay ra bên bờ sông. Hay lắm, ta thích dã chiến. Hắc Ba đuổi theo, hai bóng người bay đi đến trên vách đá, ở đó hai người đánh đi đánh lại. Một sợi roi ngũ sắc từ trong rừng cây bay ra bắn về phía Hắc Ba. Tuy nhiên, gã cũng không phải là hư danh, nếu không đã sớm bị giết rồi. Chiếc roi ngũ sắc đập xuống dưới đã chặt đứt hơn chục cây gỗ tạp. Còn Hắc Ba đã biến mất, là một sát thủ, giỏi về ẩn nấp cũng là một bản năng bảo vệ tính mạng. Trên vách đá không ngừng truyền ra những âm thanh vang động, cây cối không ngừng bay xuống dòng sông, còn những mảnh đá vụn rơi xuống như mưa, đập xuống dòng sông phát ra những tiếng bụp, bụp. Còn bóng của Hắc Ba đuổi theo Nam Vân Thiên Mi thì lúc ẩn lúc hiện, thời gian của trận đấu rất dài. Phí Thanh Sơn rất lo lắng, hỏi. Thiên Mi cô nương nếu là bán tiên thiên, có lẽ nội kình và kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng Hắc Ba. Trận đấu này nếu phải thua thì nhận thua sớm thì tốt hơn. Đừng để cô ta bị thương. Dù sao cô ấy cũng là khách, hơn nữa, Phí Gia với cô ta cũng không thân thuộc lắm. Không hẳn. Mắt chim ưng của Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy rõ họ đang chiến đấu kịch liệt. Bởi vì, sau khi đảo mắt qua, bóng của hai người đã phản chiếu vào da đa sinh vật. Chừng hai tiếng đồng hồ, bộp, bộp hai bóng người dưới áp lực của việc nổ công lực đã rơi xuống bờ sông. Diệp Phàm phát hiện, hai người đều đã rất mệt, toàn thân thương tích không nói, hình như cũng chẳng còn sức lực để đứng lên nữa. Không ngờ Hắc Ba ta hôm nay lại gặp phải một cô gái TQ mạnh như thế. Hòa thì thế nào? Toàn thân Hắc Ba ướt đẫm mồ hôi nói. Vậy thì hòa đi. Nam Vân Thiên Mi khó khăn mới mở miệng để nói. Trận thứ năm hòa. Chi Dã và Thu Sơn Lâm Nhất Phu đồng thời hô lên, Diệp Phàm vội vàng bay vút đến bế Nam Vân Thiên Mi quay về. Bỏ tôi ra. Nam Vân Thiên Mi đỏ mặt, giãy giụa, Diệp Phàm vội vàng giao cho một người con gái của Phí Gia chăm sóc. Thiên Mi cô nương vất vả quá, Thanh Sơn cảm ơn cô. Phí Thanh Sơn vẻ mặt trang trọng nói. Không sao, đều là người TQ mà. Chỉ tiếc là Hắc Ba quá lợi hại, tôi không thể đánh bại được hắn, khiến mọi người thất vọng. Nam Vân Thiên Mi tương đối thất vọng. Hòa đã là thu hoạch lớn nhất của chúng ta rồi, cảm ơn. Phí Đống nói. Nam Vân Thiên Mi hơi đỏ mặt vì Phí Đống đỡ cô ngồi lên ghế. Trận thứ 6 Y Bỉ Đế Đức xuất trận, và Nhất Diệp Đại Sư đứng lên. Cuối cùng lại cũng hòa. Ha ha ha, lão hổ Phí Thanh Sơn, chúng ta đánh vài chiêu chứ. Hoành Đoạn Hạc Cửu đưa ra lời thách đấu. Lão là đại diện cho Hoành Đoạn gia, còn Phí Thanh Sơn là đại diện cho Phí gia, hai người đại diện cuối cùng đã lên lôi đài. Công phu khinh công của Hạc Cửu Đại Sư nổi tiếng thế giới, Phí Mỗ xin thỉnh giáo. Phí Thanh Sơn ôm quyền làm lễ. Nói hay lắm. Hoành Đoạn Hạc Cửu giang tay ra, thật giống như con hạc đang giang cánh, nhún mấy cái đã bay đến trên vách đá đứng trên một cành cây rung lên. Tuy nhiên, khi lão ta vừa quay người nhìn, chợt sắc mặt hơi đỏ lên, bởi vì Phí Thanh Sơn cũng đã sớm đứng ở trên một cành cây khác còn nhỏ hơn. Thân thủ hay lắm. Hoành Đoạn Hạc Cửu khen. Ông cũng thế. Phí Thanh Sơn mỉm cười nói. Song quyền của Hoành Đoạn Hạc Cửu đột nhiên tấn công, Phí Thanh Sơn cũng là dương quyền lên đỡ. Quyền lực của hai người đan vào nhau, đọ sức về nội lực.
Bởi vì đang đứng trên cành cây, cho nên vừa phải giữ cho cơ thể cân bằng, vừa phải chống đỡ nội công manh liệt của đối phương, thật không dễ dàng. Sau hơn 10 phút, hai bên mồ hôi đã chảy ra như tắm. Cành cây dưới chân cũng đang rung lên rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục, cành cây nào bị gãy trước rơi xuống thì có lẽ là người đó thua. Sắc một tiếng, cành cây của Phí Thanh Sơn bị gãy một chút, rồi cứ cắm xuống đất. Người bên phía Phí gia kêu lên. Hay cho một Phí Thanh Sơn, trong lúc cấp bách cử động điều khiển cho đầu cành cây hướng xuống kia đâm vào vách đá. Người thì vẫn đứng trên cành cây. Không lâu sau, cành cây của Hoành Đoạn Hạc Cửu cũng bị gãy. Lão cũng muốn học cách làm của Phí Thanh Sơn. Tuy nhiên, Phí Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị. Chưa đợi cho cành cây của lão đâm vào trong vách đá thì tấn công một đòn rất mạnh. Một trận cuồng phong cuốn qua, như một cây phong đao, nhưng không phải là tấn công Hoành Đoạn Hạc Cửu mà là một phát đánh cho cành cây ở dưới chân lão tẽ ra thành những mảnh nhỏ bằng ngón tay. Hoành Đoạn Hạc Cửu mất đi điểm tựa muốn chuyển sang điểm tựa khác. Tuy nhiên, lúc này Phí Thanh Sơn lại nở một nụ cười quỷ dị. Chờ cho lão nhảy lên trong nháy mắt không có nơi nào để mượn lực trong không trung xong trưởng tung ta bốp một tiếng, dù sao dưới chân của Hoành Đoạn Hạc Cửu cũng là không khí. Còn Phí Thanh Sơn thì hai chân nhảy bắn lên vách đá, bởi vì cành cây đã bị ông ta đạp chui vào trong vách đá. Toàn thân Hoành Đoạn Hạc Cửu bị đập xuống dòng sông, nước bắn lên cao hơn chục mét. Phí Thanh Sơn việc gì làm là phải làm, hai trưởng lại hướng xuống nước tấn công Hoành Đoạn Hạc Cửu. Liên tiếp hơn chục chiêu, Hoành Đoạn Hạc Cửu vừa ngóc đầu lên liền bị Phí Thanh Sơn dìm xuống nước, cứ như thế cuối cùng Hoành Đoạn Hạc Cửu không còn chống đỡ được nữa. Sau khi uống hơn chục ngụm nước sông, cuối cùng đành phải chịu khuất phục kêu lên hai chữ nhận thua. Đa tạ. Phí Thanh Sơn dùng lực đem Hoành Đoạn Hạc Cửu lên bờ, đứng trên lôi đài chắp quyền. Một tràng pháo tay vang lên chúc mừng, bên phía Hoành Đoạn gia, đương nhiên là mặt xanh hết cả. Tai nghe trộm của Diệp Phàm nghe thấy Hoành Đoạn Thiên Hà hừ một tiếng. Đồ vô dụng. Ha ha, để ta lên học hỏi cao nhân của Phí gia. Anh Kiều Kiều Y Huyết Thiên nhảy lên, trong nháy mắt đã đứng ở giữa lôi đài. Chỉ đích danh Phí Đống đành phải ra trận. Bốp. Một loạt tiếng roi vang lên, giống như từ trên trời đột nhiên xé không khí đập xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy trên không dường như có một đường màu hồng xé xuống. Chỉ hai giây, khi Phí Đống né tránh, lại tiếp một roi nữa, vai phải của Phí Đống toàn máu chảy ra. Mọi người khiếp sợ, cao thủ trong thập đại cao thủ năm xưa của thế giới quả là bất phàm. Một roi đã khiến Phí Đống bị thương, ngay sau đó roi hồng thứ hai lại xuất hiện, song trưởng của Phí Đống đan vào nhau. Tuy nhiên, nhưng cũng chẳng có cách nào để chống đỡ lại đòn này, vai phải lại chảy máu, hai vai đều mềm nhũn đi. Phí Đống vẫn muốn liều mạng, tuy nhiên, Phí Thanh Sơn hét lớn. Trận này chúng tôi nhận thua. Kha kha kha, cao nhân của Phí gia, chẳng qua cũng chỉ như thế. Y Huyết Tiên ngẩng cao đầu cười. Để Quyền Thiên đến tiếp ngươi. Quyền Thiên đạo trưởng là sư thúc của Phí Đống, đương nhiên trong lòng không vui vẻ, bắn người lên giữa lôi đài. Một đường roi màu hồng lại từ trên trời xé xuống, Quyền Thiên không phải là Phí Đống, hai tay rung lên, trên vai đột nhiên lộ ra hơn chục chiếc vòng màu bạc. Không khí xung quanh bị roi hồng và vòng bạc cuộn lên, giống như rồng quấn lấy nhau. Roi thứ ba lại đến, sự chắc chắn từ nham thạch của lôi đài đã bị chém một vết sâu chừng 2 mét, rộng chừng 2 hơn 60cm. Trở thành đường ngăn cách giữa hai nhà Phí gia và Hoành Đoạn gia. Hai người bắn lên không trung. Đánh từ lôi đài đến bờ sông, từ bờ sông đến khe núi, khiến người xem hoa cả mắt, một số đội viên công lực thấp của tổ ta tròn mắt ngơ ngác, phải nhắm mắt lại không thì đã ngất xỉu. Cuối cùng vẫn đang tiếp tục. Ha ha ha! Hoành Đoạn Thiên Hà cười ầm lên mấy tiếng, nói. Hai vị trọng tài, hôm nay trời đã tối rồi, ngày mai lại tiếp tục tỉ thí nhé. Cuối cùng tuyên bố ngừng chiến để nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong, bên phía Phí gia tập trung ở đại đường uống trà. Chương 3135, tổ đặc nhiệm A sắp biến thành quân nhà của Diệp Phàm rồi. Hôm nay nhìn tổng thể là chúng ta thắng, nhưng việc này cũng không có nhiều tác dụng lắm. Quan trọng còn phải là những trận đấu phía sau, nhưng theo đánh giá thì những trận đấu sau này khá nhiều chuyện xấu. Bên chúng ta không thể nào nắm chắc thắng lợi, thậm chí là đương nhiên nguy hiểm. Phí Đống vẻ mặt âm trầm. Vâng, tuy nói trận đấu hôm nay thắng. Nhưng nếu trận đấu phía sau nhà Hoành Đoạn đưa ra cao thủ tuyệt đỉnh, ví dụ như là Hoành Đoạn Thiên Hà. Một mình y có thể quét hết trận đấu chúng ta. Y Huyết Tiên là một đối thủ mạnh mẽ,
Phí đại sư tuy nói mới đột phá đến tiên thiên, nhưng không phải là đối thủ của Y Huyết Tiên. Nhìn trận đấu của ông ấy với Y Huyết Tiên mạnh hơn nhiều lắm. Cùng là tiên thiên, tôi nghi ngờ Y Huyết Tiên đã đến đỉnh núi tiên thiên đại viên mãn. Nếu vào ngày tỉ thí ngày mai, đại sư Quyền Thiên có thể thắng được Y Huyết Tiên thì chúng ta dễ lo liệu một chút. Chí Giã Hòa Thượng cũng nói. Hừ, Y Huyết Thiên chưa đột phá đến giai đoạn niệm khí, thì Quyền Thiên tôi cũng không phải là yếu ớt. Quyền Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn lên tiếng. Trận đấu của đại sư Quyền Thiên và Y Huyết Tiên cũng khó nhưng Y Huyết Tiên không phải là đáng sợ nhất. Người làm tôi lo lắng chính là Hoành Đoạn Thiên Hà. Từ một trưởng mà tôi và đại sư Quyền Thiên chạm với Y có thể thấy, cá nhân tôi cho rằng, Y mạnh hơn so với hai chúng ta một ít. Dù là Quyền Thiên đại sư thắng Y Huyết Tiên, nhưng có lẽ rất khó thắng Hoành Đoạn Thiên Hà. Ngay cả tôi cũng không được. Mà giai đoạn tỉ thí cuối cùng, chỉ cần Hoành Đoạn Thiên Hà vừa ra tay, chúng ta trên cơ bản chính là kết quả nghiêng về một phía. Trương Vô Trần mở mắt ra nói. Nếu như hai người có thể đấu một thì tốt, nhưng đây không thể, xong, Trương Đại Sư, nếu Hoành Đoạn Thiên Hà còn chưa thể đột phá đến giai đoạn niệm khí chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Trương Đại Sư và Quyền Thiên Đại Sư đều ở giai đoạn viên mãn. Nhiều nhất là tốn sức lực và nội tức một chút. Mà khi luận bàn tồn tại nhiều chuyện xấu, ví dụ như ứng dụng binh khí vũ khí cũng khá quan trọng. Mà phạm vi tỉ thí lần này mở rộng, có thể lợi dụng nhiều thủ đoạn tấn công. Chi Túc nói, hai người đấu một người, việc này Chi Túc, căn bản là ông không cần nghĩ đến. Dù là thắng cũng rất mất mặt. Hơn nữa, đối phương cũng có rất nhiều cao thủ trung tầng chưa lên sân khấu. Ví dụ như, Mễ Tử Hoàn còn chưa ra tay. Đương nhiên, những việc này cũng không phải việc chúng ta lo lắng tối nay. Chỉ có thể xem vận may ngày mai. Diệp Đại Sư nói, ha ha, tôi xem nhà họ Phí còn mời ai ra nữa. Cơ hội để nhà Hoành Đoạn chúng ta tắm máu đã đến. Hoành Đoạn Thiên Hà cười lớn, nhìn Y Huyết Tiên một cái nói. Lần này cảm ơn Đại sư Y Huyết Tiên đến, nếu không, hôm nay tôi cũng phải ra tay rồi. Đại sư Thiên Hà, cũng không thể coi thường họ như thế. Quyền Thiên và Trương Vô Trần chính là hai đối thủ mạnh mẽ. Trình độ có lẽ ngang hàng với ba chúng ta, mà muốn thắng lợi, vậy phải xem thi triển. Người phụ nữ Y Huyết Tiên còn muốn khiêm tốn một chút. Quyền Thiên là người lớn nhất của phái Lao Sơn, mà Trương Vô Trần nổi tiếng hơn nữa, là ngôi sao sáng của Vũ Đường Sơn. Người này hẳn là đến giai đoạn tiên thiên đại viên mãn. Mà âm dương thái cực chi vũ kỹ của Vũ Đường Sơn đã phát triển tới mức thuần thục. Nếu công lực tương đương, phần thắng của Trương Vô Trần có lẽ còn lớn hơn một chút. Mễ Tử Thu nhìn Y Huyết Thiên một cái hừ nói. Ừ, Trương Tam Phong sáng lập ra thái cực âm dương chi vũ kỹ đúng là tuyệt. Không cần binh khí, chỉ dùng đôi bàn tay, có thể chuyển cương thành nhu, nhu thành cương. Kết hợp cương nhu, có thể tùy cơ thay đổi. Mà trong thế giới võ của chúng ta, không phải cương thì chính là nhu, rất khó tổng hợp lại cân bằng. Mà nội khí cũng là thiên hướng kết hợp âm dương, mà thái cực âm dương vũ kỹ cũng rất dễ để giải quyết vấn đề khó khăn này. Âm dương đạt đến mức điều hòa, mà Trương Vô Trần luyện thái cực âm dương đã mấy chục năm. Vận dụng đã đến mức tùy tay nhặt ra. Dù công lực của ông ta yếu hơi hơn đại sư Y Thiên Tuyết nhưng thái cực âm dương lại bù lại chỗ thiếu này. Do đó đã bằng nhau. Hoành Đoạn Thiên Hà nói, nghiêm nhiên đây là phong thái của bậc thầy. Ừ, đại sư Thiên Hà nói rất đúng. Vũ kỹ tôi đúng là không bằng Trương Vô Trần. Nhưng đến giờ cũng chưa đấu với nhau, tôi vẫn mong được đấu với đại sư Trương. Nhưng thôi, Trương Vô Trần có thái cực âm dương Y Huyết Tiên cũng có phương pháp của đại anh chúng tôi. Còn đặc điểm không nói ở đây. Y Huyết Tiên khí thế lại nổi lên, cô nhìn Hoành Đoạn Thiên Hà một cái nói. Hôm nay có cậu Diệp Phàm kia thật tài, người này tuyệt đối là trẻ tuổi. Tuy nói có người chăm sóc tốt, như Trung Quốc còn có một cách gọi là thuật dịch dung. Nhưng, dù là có thuật dịch dung cũng không thể che giấu được dấu hiệu của tuổi tác. Ở chỗ rất nhỏ tuyệt đối có thể phát hiện người này đã không trẻ tuổi. Tôi cẩn thận quan sát người này, hình như cơ thể cậu ta có chút thay đổi. Cơ thể có chút thay đổi là sao đại sư Huyết Tiên? Mễ Tử không nhịn được hỏi. Không biết có phải ứng dụng một phương pháp nào đó để làm cho cơ thể có chút thay đổi. Ví dụ như cốt công của Trung Quốc hoàn toàn có thể tháo hết xương cốt. Do đó khiến cho cả người thu nhỏ lại không ít. Đương nhiên nếu muốn thay đổi mặt thì khá khó khăn. Nhưng, người thanh niên này không đơn giản. Thực lực tương đương bán tiên thiên,
không ngờ hắn thoải mái đánh bại không trạch Bản Tú. Bản Tú đại sư cũng là cao thủ bán tiên thiên lâu đời, đã đến bước cuối cùng đột phá đến tiên thiên. Thế nhưng, mấy chục năm luyện tập không ngờ thua một người thanh niên như Diệp Phàm. Kẻ mà sau này nếu như có thể đột phá đến tiên thiên, thì sẽ là một cao thủ mạnh mẽ như thế nào? Y Huyết Tiên nói, ừ, tôi cũng quan sát hắn, hình như là có chút thay đổi vậy, nếu như quả thật mà như thế, vậy hắn chính là không muốn cho mọi người biết sự thật về mình. Cho nên, người này còn rất thần bí. Hơn nữa, tôi đã điều tra qua, có lẽ người này chưa đến 30 tuổi, một cao thủ trẻ tuổi như thế thật sự là đáng sợ. Cho nên, ngày mai nếu hắn có thể lên sân khấu lại thì tốt rồi. Hoành Đoạn Thiên Hà vẻ mặt dữ tợn. Đại sư Thiên Hà thật sự muốn mượn cơ hội này hủy hắn. Mễ Tử hỏi. Anh cứ nói đi, người như thế không ra tay hủy diệt sớm, chẳng lẽ còn thật sự muốn hắn lớn dần đứng lên? Cho đến lúc này, chúng ta hôm nay ở đây đều bị hắn báo thù. Hoành Đoạn Thiên Hà hừ nói. Chỉ sợ sau này hắn không chịu lên sân khấu, mà đây là địa bàn của Trung Quốc, chúng ta cũng không tiện dùng thủ đoạn ngầm. Hơn nữa, tiếp sau đều là các đại sư lên sân khấu. Ngay cả một bán tiên thiên như hắn trước mặt các ông đều giống như trẻ 3 tuổi vậy, không chịu nổi một kích. Hắn không thể lấy thân thủ bán tiên thiên để khiêu chiến các vị đại sư quyền uy này. Nếu hắn không chịu lên sân khấu, lần này muốn hủy hắn có lẽ rất khó. Hơn nữa, người này đã có bí thuật thay đổi thân thể, một khi luận bàn chấm dứt hắn khôi phục nguyên trạng, chúng ta gặp cũng không biết, còn nói gì ra tay hủy hắn. Mễ Tử nói. Dù cho dùng bí thuật cũng lộ ra một chút dấu vết để lại, chỉ cần quan sát thực sự, sẽ giữ lại được vài đặc điểm. Hơn nữa, chúng ta vẫn có cách khác thôi, ví dụ như để lại một chút gì trên thân thể hắn. Trước kia độc công còn có chất thuốc bột để theo dõi người khác. Hơn nữa, người này trẻ tuổi, chắc chắn khí thịnh. Ngày mai trong trận quyết chiến cuối cùng, nếu Trương Vô Trần của anh nhà họ Phí bên kia bị chúng ta đánh bại. Nhà họ Phí đã không có chi binh, đến lúc đó. Chỉ cần chúng ta muốn, nói kích một chút người này, chắc chắn người này sẽ đứng ra. Dù sao, cao thủ đều có tính tình này. Hoành Đoạn Thiên Hà cười thâm hiểm. Cao Minh. Mễ Tử thở dài. Ôi, lần tỉ thí này hình như có chút bất lợi đối với nhà họ Phí. Cung Khai Hà thở dài, thực sự buồn bực cầm lấy cốc trà đưa lên miệng. Kế Viễn ngồi đối diện cũng im lặng uống trà. Không thể tưởng tượng được nhà Hoành Đoạn có thể mời đến cao thủ như Y Huyết Tiên. Mà nhà họ Phí mời Trương Vô Trần và Quyền Thiên, lực lượng vẫn yếu hơn một ít. Đáng tiếc chính là sư phụ của Diệp Phàm không ở đây, nếu không, mấy người Nhật Bản sẽ chứng kiến một vở hài kịch. Kế Viễn hừ một tiếng. Nói như vậy để làm gì, vừa rồi phân tích, nếu không có kỳ tích, có lẽ nhà họ Phí thất bại đã thành kết cục đã định. Cung Khai Hà nói. Hoành Đoạn Thiên Hà nhìn chỉ là một lão hắn mã, không thể tưởng tượng công lực cao thủ như vậy. Có lẽ chỉ có sư phụ của Diệp Phàm Phó Bức Vương Nam Lăng Hậu mới có thể giải quyết người này. Kế Viễn nói, Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, người tài ba lần ra, chẳng qua cao nhân không chịu xuất hiện. Ví dụ như, vị tiền bối Diệp Phàm gặp ở núi Sương Bối đã đánh bị thương Dạ Dương, công lực chắc chắn vượt qua Hoành Đoạn Thiên Hà. Đáng tiếc, cao thủ này đều chưa từng gặp, nếu không sao có thể để nhà Hoành Đoạn đến chỗ chúng ta cản rỡ. Nhưng việc này tổ chúng ta cũng không thể làm hơn. Cung Khai Hà nói. Mặc kệ nhà họ Phí thất bại nhưng lần này họ tiến hành luận bàn đối với đội viên tổ chúng ta mà nói thật sự là một cơ hội tốt để quan sát học tập. Cũng làm cho các đội viên thấy được thế nào gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Đối với việc tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện đều có lợi. Kế Viễn nói. Mấy tháng nữa, một khi Diệp Phàm có được trạng thái tốt nhất, kế hoạch tạo người của chúng ta sẽ bắt đầu. Đáng tiếc chính là xà bảo bằng quả bóng chuyền chỉ có một quả, chỉ có thể dùng để đẩy đồng chí xa nhất đao lên. Còn Điền Ly Thu, chỉ có thể đẩy sau từng bước, tìm cơ hội khác. Nhưng, thủy tinh đảo chúng ta không thể đi lần nữa, xà bảo này một quả cũng khó lấy. Cung Khai Hà nói, đồng chí Diệp Phàm gần đây biểu hiện khá thoải mái, chẳng những mời được cao thủ nhị thập đẳng đỉnh giai Điền Ly Thu. Hơn nữa gần đây, mời thêm hai cao thủ lục đẳng và ngũ đẳng. Đồng chí Cung Khai Hà, mười mấy năm nữa, đại đa số nhân viên tổ đặc nhiệm A chúng ta có lẽ đều là do đồng chí Diệp Phàm mời vào. Tổ A này, đều thành quân của Diệp Phàm rồi. Kế Viễn cười ha hả. Chương 3136, cấp siêu cao. Không việc gì, việc này chủ tịch cũng biết. Nhưng,
Diệp Phàm thực sự làm người ta yêu quý. Hắn trung thành với nước ta. Chúng ta căn bản không cần băn khoăn cái gì. Cung Khai Hà cười nói. Đó là đương nhiên, nếu không, tôi cũng không dám nói những lời này có phải không? Kế Viễn cười nói. 8 giờ sáng ngày hôm sau, trận đấu tiếp tục tiến hành. Quyền Thiên Đại Sư tiếp tục đấu với Y Huyết Tiên. Y Huyết Tiên vẫn che mặt, mà đạo trưởng Quyền Thiên cũng mặc đạo bào cùng giày màu xanh, trang phục dân tộc của Trung Quốc. Hai người một người hướng đông một người hướng tây, giống hai con chim bay về hai bên vách núi. Sau đó đứng trên một cây đại thụ nhìn đối phương. Những đội viên trẻ tuổi của tổ đặc nhiệm A rất kích động, nhưng một đám cũng không dám phát ra âm thanh gì, hai mắt một nhìn bên trái một nhìn bên phải. Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn ngồi im trên ghế, đương nhiên, mỗi người đều giữ một ống nhòm to. Bởi vì hai người đang ngồi trong phòng cách đó 5-6 dặm. Có đôi mắt ưng như Diệp Phàm cũng không ngại, mà ống nhòm hiệu quả cũng rất tốt. Hai người lẳng lặng đứng gần nửa tiếng, những người đứng nhìn đều trông mong họ ra tay. Trận đấu giữa hai cao thủ tiên thiên đại viên mãn rất khó thấy. Tất cả đều đang chờ đợi. Y Huyết Tiên di chuyển, vẫn là roi của cô, vút về phía Quyền Thiên cách xa 300-400 mét. Lần này khí thế tương đối lớn, hình ảnh một roi lớn từ trong tay Y Thiên Tuyết phá ra không trung. Không khí như bị tách ra một đường bằng cánh tay. Không khí cũng tạt sang hai bên, tạo lực đẩy ra ngoài. Lúc này tạo ra một làn sóng trào. Không lâu, tầng tầng các con sóng dâng lên. Không ngờ đến chỗ mấy người Diệp Phàm đang ngồi xem trận đấu. Uy lực thật sự rõ ràng, bởi vì chỗ hai người luận bàn cách nơi này 4 đến 5 dặm. Xa như vậy còn cảm giác được sóng không khí thì những người xem ở đấy sẽ cảm thấy như thế nào? Thế hệ trước còn rất bình tĩnh ngồi, lứa tuổi trẻ tất cả đều thi triển nội kình, thậm chí có nhóm người trẻ nhanh chóng đứng tấn, để tránh làn sóng khí này đẩy ngã xuống đất làm trò cười cho thiên hạ. Mà các đệ tử công lực quá yếu. Sư phụ ở bên cạnh giơ tay ra giúp, đem không khí phân tán đi một ít, các đệ tử này mới thư thái đi một ít. Quyền Thiên cũng di chuyển. Chỉ thấy tay ông ta vung lên, một quả trứng chim màu bạc bay lên không trung, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Mọi người phía dưới cũng thấy rõ ràng, vật này phản xạ ánh mặt trời, giống như mấy nghìn bóng đèn. Những người công lực thấp cũng trợn mắt nhìn. Đây cũng không phải cương đản phản xạ ánh mặt trời chứ. Vương Nhân Bàng ghé sát tai Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên không riêng gì phản xạ, cương đản này tuy nói mạnh nhưng không thể chỉ dựa vào phản xạ ánh sáng có thể phát ra ánh sáng như hàng nghìn bóng đèn. Nếu tôi đoán không nhầm, đây là nội khí của Quyền Thiên tác quái. Đem nội khí bước vào bên trong vu cương đản, sau đó ma sát với không khí. Cuối cùng, cương đản giống như lửa, mà ánh sáng này thật ra chính là nhiệt năng. Cứ thế, có lẽ cương đản sẽ làm cháy tóc người đứng xem rồi. Diệp Phàm cười nói. Lợi hại như vậy sao? Vương Nhân Bàng trợn mắt, có vẻ như không tin. Việc này cũng không có gì lạ, chúng ta dùng nội khí ngưng tụ thì hơi nước có thể biến thành băng. Vì sao cương đản ma sát với không khí không tạo ra sức nóng? Huống chi, cương đản của Quyền Thiên xoay tròn, tần suất xoay tròn này, có thể nhìn thấy. Cậu nghĩ lại xem, tốc độ xoay tròn này làm sao có thể không làm không khí nóng lên? Diệp Phàm nói. Quả nhiên. Không lâu cương đản mà Quyền Thiên khống chế trên không trung biến thành màu đỏ nhạt, rồi màu đỏ, lửa đỏ. Cuối cùng cả cương đản biến thành mặt trời. Cương đản cùng roi đều đi thật chậm, giống như gặp một lực cản nào đó ở phía trước, đang cố sức đẩy. Hai người ở cách xa nhau 500-600 mét luận bàn. Toàn bộ đấu bằng nội khí, công lực quá thấp căn bản là không là gì đối với đối phương. Đối với những cao thủ như họ, thật ra có thể thông qua nội khí tấn công từ rất xa. Nhưng cũng khá mất sức. Phí Đống lúc này nói. Tiếp cận. Vương Nhân Bàng nói. Diệp Phàm ngẩng đầu vừa phát hiện cương đản và roi cuối cùng đã chạm nhau trên không trung. Nhưng Diệp Phàm phát hiện. Roi co rúm lại trong không khí bị đốt nóng bởi cương đản, hình như bị nung nóng rồi. Không khí bị đốt nóng phát ra tiếng kêu ba ba. Hơn nữa càng ngày càng vang. Roi đung đưa trên không trung, thu lại phần bị nung nóng trở về, rồi một roi còn ép về phía cương đản. Mà cương đản càng đỏ hơn, đỏ sắp thành màu chết. Có lẽ là nổ. Phí Đống vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Vương Nhân Bàng một cái nói. Cái này nổ năng lượng sinh ra cùng với bom siêu trọng nổ không khác mấy. Dặn mọi người phải chú ý, đừng để nó nổ làm bị thương. Vì thế, Vương Nhân Bàng đi dặn dò mọi người. Dầm một tiếng vang lên, không trung giống như mặt trời bị nổ.
Một ánh sáng mãnh liệt nóng rực làm mọi người không thể mở mắt. Diệp Phàm nhìn bằng đôi mắt ưng, cương đản có vẻ nổ tung, thật ra không phải cương đản nổ, mà là không khí xung quanh cương đản bị nổ tung. Roi chạy trốn sang bên cạnh, nhưng Y Huyết Tiên rất bình tĩnh, hai tay khống chế roi lại về phái cương đản. Ba. Giống như tiếng bom nổ, tất cả người xem đều bị chấn động. Công lực cao còn được, như Vương Nhân Bàng đều chấn động nhảy vài bước mới đứng vững được. Mẹ nó, đây là 4-5 dặm, nếu trực tiếp ở trong vòng quay cương đản, không phải là biến thành các mảnh nhỏ sao? Vương Nhân Bàng mắng. Đúng vậy, anh Bàng, quá lợi hại, không chỉ nói là mảnh nhỏ, có lẽ bị đốt thành cho rồi. Đây là luận bàn siêu trình độ, muốn chết sao? Phí Nhất Độ cũng âm thầm líu lưỡi không thôi. Thật lâu sau, hết thảy mới trở lại bình thường, mà cây cối hai bên vách núi bị đổ ngã hết, Quyền Thiên và Y Huyết Thiên di chuyển xuống dưới. Hai người dừng trên lôi đài, lễ một lễ với nhau. Hòa! Chí Lý hỏi dò, Quyền Thiên cùng Y Huyết Thiên cũng chưa nói gì với nhau, chỉ cần đầu rồi ngồi trên ghế. Ngoại xá, cứ như thế này thì tốt rồi. Còn Hòa, sao biết ai lợi hại hơn ai? Hình như mới một chiêu thôi. Phí Nhất Độ có chút không rõ. Hòa rồi. Phí Đống thở dài. Hai người họ đều bị nội thương, hiện giờ nói cũng không được. Có lẽ vừa mở miệng sẽ hộc máu. May mắn sư thúc có thuốc trị thương, nhưng cũng không biết bị thương thế nào. Quả nhiên, Quyền Thiên và Y Huyết Tiên đều uống thuốc. Các đệ tử phía dưới đều không biết, nhưng không dám phát ra âm thanh, một đám đều thành hũ nút. Lần này có thể là kết quả không tồi. Đáng tiếc chính là không thắng được Y Huyết Tiên. Việc này liền phiền toái. Chúng ta bên này chỉ còn lại đạo trưởng Trương có thể đối kháng với Hoành Đoạn Thiên Hà. Nhưng phần thắng cũng khó. Phí Đống vẻ mặt u buồn. Mễ Tử phải lên sân khấu, chúng ta sắp xếp ai bên này? Diệp Phàm hỏi. Tôi đi. Phí Thanh Sơn nói. Là một trong những cao thủ bí mật mà nhà Hoành Đoạn mời đến, Mễ Tử cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng làm người ta khá thất vọng. Dáng vẻ đáng khinh, bộ dạng có chút như một người hầu thời xưa. Hơn nữa, đầu nhỏ, nhìn qua không đủ 1m6. Người này là đàn ông hay đàn bà không rõ ràng, bởi vì không có đặc điểm riêng của nam hay nữ. Cùng Phí Thanh Sơn gật đầu xong, Mễ Tử lùi ngay, nháy mắt đã mất bóng. Đôi mắng ưng của Diệp Phàm phát hiện, nơi y đặt chân là bờ cát bên bờ sông. Người này thật đúng là nhanh, so với con chuột còn nhanh hơn. Phí Nhất Độ hừ nói. Nhanh là một trong những pháp bảo của Mễ Tử, mà ẩn mình lại là một tuyệt kỹ của người này. Theo động tác vừa rồi của y, người này công lực tuyệt chưa đạt đến bán tiên thiên, có lẽ cảnh giới cùng với sư bá. Nhưng người này có thuật ẩn nấp cũng làm người ta khó nắm bắt. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Y rốt cuộc là nam hay nữ? Anh Diệp, anh có con mắt đặc biệt, hẳn là có thể nhận ra. Vương Nhân Bàng nhìn không được hỏi. Không rõ ràng lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu, Vương Nhân Bàng vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, anh cũng không rõ ràng lắm. Ừ, thật sự không phân rõ ràng lắm, ôi mẹ nó, người này rất thần bí. Diệp Phàm hừ nói. Phí Thanh Sơn thi triển hổ ưng chi công của nhà họ Phí, vài cái lên xuống đi ra bãi sông. Sau đó đứng trên một tảng đá lớn bên bờ sông. Nhưng, trên bãi sông có rất nhiều cỏ lau, rất tiện cho Mễ Tử ẩn mình. Đúng lúc này, Phí Thanh Sơn cảm giác dưới lòng bàn chân trầm xuống, chạy nhanh nhưng dưới lòng bàn chân một mũi nhọn màu trắng hiện lên. Sượt qua giày. Thấy không, người này không ngờ tấn công từ dưới nền đất. Nếu anh không cẩn thận thì... Vương Nhân Bàng nói. Phí Thanh Sơn tung người lên không trung, hai tay lao xuống. Bãi sông lúc này bão cát bụi nổi lên, quanh mình đều mịt mù, mọi người khó có thể thấy. Trong bão bụi, kiếm quang hiện ra, bá bá vài tiếng, kiếm đụng nhau vài cái. Phí Thanh Sơn rõ ràng đứng trên một cây cỏ lau nhìn xuống bãi sông. Đúng lúc này, không trung không ngờ hiện ra một bóng người. Mễ Tử không biết lên không trung từ lúc nào, một kiếm hướng xuống đầu Phí Thanh Sơn. Quá nhanh! Anh xem, sao y có thể lên không trung? Phí Nhất Độ hỏi. Nhìn không rõ lắm, con mẹ nó, người này hình như giấu trong không khí, đột nhiên liền xuất hiện. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu. Người này thật sự lợi hại, hình như là lợi dụng lỗi con mắt của người khác. Làm cho người ta cảm giác người này ẩn trong không khí. Trên người y chẳng lẽ có vật phản quang, giấu trong không trung nhất thời làm người ta khó phát hiện. Hơn nữa, bởi vì tốc độ của y cực kỳ nhanh. Cho nên, anh tưởng nhầm là y từ trên không trung xông đến.
kỳ thực vừa rồi hắn không phải là giấu trong không khí. Không khí trong suốt, nhưng cũng không thể chính xác. Diệp Phàm có chút buồn bực, người này nhanh như quỷ. Chương 3137, ai nói Diệp Phàm tôi không loại. Mà một thanh kiếm quang của Phí Thanh Sơn đem toàn bộ cả người bao trong đó, chỉ có thể dùng phương pháp phòng thủ đơn giản hữu hiệu nhất này. Mở đầu mấy chiêu qua đi, Phí Thanh Sơn rõ ràng bị vây trong hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể là bị động phòng thủ, bởi vì căn bản không nhìn thấy Mễ Tử giấu ở chỗ nào. Bóng người chợt lóe, Mễ Tử vào trong sông. Nhưng Phí Thanh Sơn thực sự thông minh, vẫn đứng trên cây cỏ lau, không xuống sông. Nếu ở trong sông có lẽ càng trúng gian kế của Mễ Tử. Bởi vì trong sông Mễ Tử đổi cách ẩn nấp. Mà Phí Thanh Sơn cũng có đôi mắt ưng của nhà họ Phí, chẳng qua không thay đổi lợi hại như Diệp Phàm thôi. Nhưng cảm giác vẫn rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, kiếm quang vừa xuất hiện bên trái của Phí Thanh Sơn. Ông ta không kịp tránh, đánh phải nghiêng người tránh. Nhưng quần áo vẫn bị cắt qua, mặt cũng chảy máu, người nhà họ Phí giật nảy mình, mà Phí Thanh Sơn cả người ngã xuống cạnh sông. Mà Mễ Tử lại nhảy lên không trung, một kiếm không lưu tình chút nào đâm xuống sông. Nhưng ngay lúc người nhà họ Phí lo lắng thì Phí Thanh Sơn đột nhiên chui vào bãi sông. Mễ Tử thật ra cũng ngây người một chút, bởi vì, y thật sự không nghĩ Phí Thanh Sơn giả vờ. Ngay lúc Mễ Tử sửng sốt, Phí Thanh Sơn đã đến phía sau y, một kiếm xoay tròn qua đi, Mễ Tử hét lên đau đớn, da đầu bị lột một tảng lớn, nhất thời máu tươi ướt hết đầu người này. Phí Thanh Sơn không lưu tình chút nào, đuổi theo, nhưng Mễ Tử đã chạy đến phía sau ông ấy, trả lại mấy kiếm. Phía sườn của Phí Thanh Sơn cũng bị thương, hơn nữa, hai bên đều ngã xuống bãi sông. Vừa rồi Phí Thanh Sơn chui vào bãi sông cũng mất rất nhiều khí lực. Phải dùng nội khí để đào một cái hang ra. Bởi vì mất nhiều lực, mới vừa rồi không có lực nghiêng người mới bị Mễ Tử làm bị thương. Hai bên di chuyển trên bãi sông, anh đến tôi đi. Đứng nhìn chỉ thấy từng trận kiếm quang thoáng hiện, quá nhanh, ngay cả bóng người đều không thấy. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua đi, bãi sông bình ổn xuống. Bãi sông hiện ra hai bóng người. Hai người đều là toàn thân đầy máu tươi đứng ở bãi sông như hai pho tượng. Ôi, lại một lần hòa. Chi Túc có chút ủ rũ. Ha ha ha, các anh còn có người không? Hai người Phí Mễ đi băng bó một hồi Hoành Đoạn Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười to một lúc sau. Lão già này cuồng vọng lên giữa lôi đài, hướng về phía nhà họ Phí hét lên. Tôi không phải người sao? Trương Vô Trần thản nhiên hừ một tiếng, bình tĩnh bước lên giữa lôi đài. Hai bên không rông dài, vừa đáp lễ xong Hoành Đoạn Thiên Hà im lặng, ước chừng 3 phút đồng hồ Hoành Đoạn Thiên Hà bước một bước, bước vững vàng dẫm nát mặt sông. Mà Trương Vô Trần cũng không sai biệt lắm, bào phục phiêu diêu dừng trên mặt sông. Hai bên cách xa nhau chừng 3 dặm, đoạn sông này khá thẳng thật ra có thể thấy rõ tình hình hai người. Đạo trưởng Trương, nghe nói âm dương thái cực chính là tuyệt kỹ lớn nhất của võ đăng các ông, hôm nay Hoành Đoạn Thiên Hà tôi sẽ lĩnh giáo một phen tuyệt kỹ của võ đăng. Hoành Đoạn Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười, vỗ tay xuống nước. Dòng nước đột ngột như ngư lôi từ trong nước hướng về phía Trương Vô Trần. Đừng nhìn dòng nước này tới thong thả, nhưng tất cả đều là nội khí của Hoành Đoạn Thiên Hà ngưng tụ cùng một chỗ, sắc bén nghiễm nhiên vượt qua bất kỳ binh khí nào. Trương Vô Trần vừa thấy, hai tay cao thấp xoay tròn, nước xuất hiện một vòng xoáy. Mà Trương Vô Trần nhấc lên trên, một bóng nước bằng quả bóng chuyển hướng về phía dòng nước. Giống như con rồng đang diễn trò, bóng nước đến trước mặt con rồng nhưng không đi xuống tiếp. Xem ra, công lực thật sự của Hoành Đoạn Thiên Hà mạnh hơn Đại sư Trương một ít. Nếu không, cầu nước này đã nổ tung. Nếu vẫn rằng coi như vậy, là đấu nội khí. Cứ tiếp tục như vậy Đại sư Trương sẽ mệt. Diệp Phàm thở dài. Diệp Phàm vừa dứt lời, Hoành Đoạn Thiên Hà đột nhiên một chưởng hao ninh đáy nước. Dòng nước đột nhiên từ trong nước lao lên không trung, há mồm cắn bóng nước. Không ngờ nuốt vào miệng, Trương Vô Trần vẻ mặt cứng đờ, kéo trở về, dòng nước chính là cũng hoảng đầu, nhưng bóng nước cũng dính ở miệng nó không kéo được. Mà lúc này dòng nước quét đuôi về phía Trương Vô Trần. Hừ, Trương Vô Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay lại xoay tròn, đuôi rồng bị ông ta dắt quay về. Vẻ mặt Trương Vô Trần trầm xuống, dòng nước cuối cùng bị ông ta chặt đứt. Nhưng bóng nước của Trương Vô Trần bị dòng nước nuốt vào. Mà Trương Vô Trần vì bị môn bóng nước cắn lui ra sau hơn 10 mét mới đứng vững trên mặt nước. Sau đó đối chiến kịch liệt, nước biến thành nước tiến, mà nước lại trở thành lá chắn. Một lần thủy đao trên mặt sống,
mà cát đá cỏ lau bên bờ biển, phàm có thể di chuyển đều bị hai người dùng làm binh khí hướng về phía đối phương. Nhất thời chính là cát bay đá chạy, trước mắt một lần loạn, người xem là quáng mắt. Đối với siêu tuyệt cao thủ như bọn họ mà nói, bất cứ vật gì họ cũng có thể sử dụng. 20 mấy tiếng sau, hai người bình ổn xuống dưới. Lần này động tác của hai người có phần thong thả hơn, hình như là biểu diễn kỹ năng trên màn ảnh vậy. Nhưng, vẻ mặt khán giả đều rất nghiêm trọng, bởi vì động tác vẫn chưa xong hiệu quả đã biểu hiện ra. Lui ra phía sau một cây số. Chí Dã đột nhiên hét lớn, Phí Hoành hai nhà mọi người chạy nhanh lùi lại đến cả cây số. Không lâu, có người kinh ngạc hét lên. Nguy rồi, trong tay Trương Đại Sư hình như có khí cầu lớn. Đây không phải là khí cầu lớn, đây là nội khí ngưng trọng không khí và hơi nước tạo thành. Đây là lợi hại nhất trong thái cực. Diệp Phàm nói. Bởi vì trước mặt Trương Vô Trần xuất hiện một quả cầu rất lớn, đường kính ước chừng có 3 thước, nhìn qua rất dọa người. Mà trước mặt Hoành Đoạn Thiên Hà kỳ lạ xuất hiện một hòn núi nhỏ, so với quả cầu lớn còn lớn hơn một ít. Đây chẳng lẽ chính là bí thuật Đoạn Bối Sơn của nhà họ Đoạn? Diệp Phàm hỏi. Đúng thế, trước kia bọn họ thi triển ra chính là trẻ con, đây mới thật sự là vậy. Phí Thanh Sơn băng bó xong trở về thở dài nói. Bóng nước của Trương Đại Sư hình như nhỏ hơn một chút. Vương Nhân Bàng nói nhỏ. Ôi! Núi này và cầu đều dựa vào nội lực chống đỡ mới có thể ngưng tụ thành. Đại sư Trương nội khí vẫn kém hơn Hoành Đoạn Thiên Hà, tất nhiên liền nhỏ hơn một chút. Có lẽ, cuối cùng đại sư Trương chịu thiệt. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Cầu và núi giống như hai lão phu xe cuối cùng lao vào nhau. Dầm một tiếng vang lên, đất rung núi chuyển, phạm vi mấy dặm đều cắt bay đá chạy, giống như ở đây đột nhiên xảy ra động đất hoặc nổ mạnh. Nếu không phải mọi người biết là hai vị cao thủ tỉ thí thật đúng là nghĩ đến chuyện gì đó sợ đến mức chạy trốn. Thật lâu sau, hết thảy mới bình ổn xuống. Trên mặt sông đã không có người, mọi người tìm một chút mới phát hiện hai vị đại sư đều đứng trên bãi sông. Mọi người chạy nhanh đến. Sư huynh, không sao chứ? Diệp Phàm chạy nhanh đến hỏi, nhưng luận bàn còn chưa có chấm dứt, cũng không thể tới gần. Ôi, tôi thua. Trương Vô Trần lập tức già đi rất nhiều, nói. Tốt, tốt, Hoành Đoạn uy phong, Hoành Đoạn uy vũ. Người nhà Hoành Đoạn vỗ tay như sấm dậy. Tất nhiên, nhà họ Phí bên này tất cả đều im lặng. Trương Đại Sư chính là thua nửa chiêu, thái cực âm dương của Võ Đăng Thiên Hà tôi bội phục. Hoành Đoạn Thiên Hà ôm quyền lễ một lễ thật tâm nói. Ha ha, Thiên Hà Đại Sư không cần tâng bốc tôi, thua thì thua, tôi tâm phục khẩu phục. Trương Vô Trần quay người nói, nhưng thật ra khiến Diệp Phàm thầm bội phục trong lòng. Theo ghi chép thì nhà Hoành Đoạn chúng ta thắng không bằng nhà họ Phí, nhưng Hoành Đoạn Thiên Hà tôi hiện nay một người đánh bại các cao thủ của nhà họ Phí. Chỉ cần nhà họ Phí có thể gọi một người đánh bại tôi, nhà Hoành Đoạn chúng tôi lập tức nhận thua. Hoành Đoạn Thiên Hà lên lôi đài, đứng giữa lôi đài, kiêu ngạo đến cực điểm. Lên, lên, hảo hán của nhà họ Phí. Người nhà Hoành Đoạn hét lên. Trợ uy cho Hoành Đoạn Thiên Hà. Phí Đống nhìn bên này một cái, còn có ai có thể lên? Mặc dù là có thể lên nhưng so sánh với Hoành Đoạn Thiên Hà đây chẳng qua là trứng chọi đá thôi. Chi Túc tôi lên. Chi Túc nhìn không được. Chu Túc, từ đã, xuống dưới. Phí Thanh Sơn chạy nhanh lên nhưng Chi Túc điên rồi, đã một cước lên đến lôi đài. Dầm một tiếng, Hoành Đoạn Thiên Hà chính là một trưởng, Chi Túc như máy bay bị chụp xuống sông ngã vào nước. Về sau được mấy người Phí Nhất Độ cứu lên bờ, cả người đã ngất đi. Sau đó, lại có mấy cao thủ Trung Quốc lên sân khấu nhưng đều không thể ngăn một cái tát của Hoành Đoạn Thiên Hà. Phí Đống bị thương, Phí Thanh Sơn bị thương, Quyền Thiên bị thương, Trương Vô Trần vừa mới bại, chỉ còn lại Diệp Phàm, nhà họ Phí đã không có binh để dùng. Hoành Đoạn Thiên Hà muốn chính là tình trạng này, y vẻ mặt hào khí nhìn Diệp Phàm nói. Bên các anh hình như tất cả đều như nhau. Chỉ còn lại thằng nhóc Diệp Phàm này. Như vậy đi, tôi chấp một bàn tay, chỉ dùng một bàn tay, chỉ cần hắn có thể đánh bại tôi, làm như vậy coi như nhà họ Phí thắng. Từ nay về sau, Hoành Phí hai nhà luận bàn chấm dứt. Hoành Đoạn Thiên Hà, ông biết Diệp Phàm chỉ có thực lực bán tiên thiên, hơn nữa hắn chưa đến 30 tuổi, ông đã hàng trăm tuổi, luận bàn như vậy thú vị sao? Phí Thanh Sơn hừ lạnh nói. Luận bàn chính là chuyện của tôi, đương nhiên. Nhà họ Phí các ông hiện giờ không có người ứng chiến, có phải là đã muốn thua không? Là tôi cho các ông một cơ hội, nếu các ông không cần tôi đây cũng không phản đối.
chẳng qua. Hoành Đoạn Thiên Hà nói đến đây hơi nhìn Diệp Phàm một cái, cười châm chọc nói. Chẳng qua không thể tưởng tượng được, người thanh niên cũng như thế, nói như người Trung Quốc các ông, câu nói đầu tiên là không loại. Ai dám nói bố không loại, Hoành Đoạn Thiên Hà, khiêu chiến của ông Diệp Phàm tôi tiếp nhận. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, thong thả lên giữa lôi đài. Diệp Phàm, cậu không thể đi, nhà họ Phí chúng ta nhận thua. Phí Thanh Sơn đau khổ hét lên. Không thể đi, Diệp Phàm. Tri Túc sau khi tỉnh nhảy dựng lên kêu. Diệp Phàm, thắng bại là chuyện bình thường trong tỷ thí, không cần quá mức so đo. Đại sư Nhất Diệp cũng lên tiếng. Chương 3138, tiếng kêu thảm thiết của Hoành Đoạn Thiên Hà. Ôi! Quyền Thiên thở dài không nói gì, Trương Vô Trần vẫn im lặng từ từ nhắm hai mắt lại. Ôi! Sao lại thành ra như vậy? Cung Khai Hà gác điện thoại xong, đập một cái xuống bàn trà. Vẻ mặt hết sức thống khổ. Chẳng lẽ Trung Quốc thật sự không có người nữa sao? Các cao thủ tiền bối của chúng ta đi đâu? Những người này, cả này chỉ biết luyện công và luyện công, lúc quan trọng không ngờ không ai thò đầu ra. Những người này, có phải luyện nhiều choáng váng? Kế Viễn cũng không nhịn được chửi chó má. Nói những câu này thì có tác dụng gì? Trong lòng bọn họ nào có khái niệm đất nước? Chỉ biết có chính mình, tất cả đều là hạng người tư lợi. Cung Khai Hà tức giận nói. Lão Cung, nhà họ Phí lần này thất bại đã thành kết cục đã định, ôi! Kế Viễn thở dài. Việc này không đáng sợ, hiện giờ quan trọng là Diệp Phàm lên sân khấu, so sánh với cao thủ Hoành Đoạn Thiên Hà ngay cả Trương Vô Trần đều đả bại dù là chỉ dùng một bàn tay, Diệp Phàm có phần thắng sao? Cao thủ như vậy một bàn tay đủ rồi, nội khí có thể thông qua bàn tay đi ra, trở thành vũ khí tấn công sắc bén lợi hại. Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng Cung, nhanh đến đó ngăn cản. Tổ đặc nhiệm A chúng ta không thể mất đi Diệp Phàm, hắn cũng quá xúc động, việc này rõ ràng là trứng chọi đá. Chuyện ngu xuẩn hắn cũng làm, nhanh chạy đến ngăn cản. Kế Viễn nóng nảy. Muộn rồi, hắn đã muốn đứng trên lôi đài, sau đó gọi hắn xuống, đó là tuyệt đối không thể. Chỉ có thể cầu trời xanh phù hộ đừng làm cho tàn phế. Cung Khai Hà nói. Lão Cung, tôi có dự cảm không tốt. Kế Viễn nói. Anh nói là nhà Hoành Đoạn đã có âm mưu từ trước. Cung Khai Hà sửng sốt kịp phản ứng, vẻ mặt âm trầm. Đúng vậy, Diệp Phàm biểu hiện rất thái quá. Một người không đến 30 tuổi đã là cao thủ bán tiên thiên cường giả, hơn nữa ngay cả Trạch Bản Thú là cao thủ bán tiên thiên lâu đời đều bị hắn đánh bị thương. Nhà Hoành Đoạn nhất định phải hủy hắn, miễn cho để lại mối họa sau này. Kế Viễn nói, hình như là vậy, nếu không, với thân phận của Hoành Đoạn Thiên Hà, khiêu chiến với Diệp Phàm cũng quá mất mặt. Tình hình này, nhà họ Phí thua trận đã thành kết cục đã định. Hoành Đoạn Thiên Hà ra vẻ cho nhà họ Phí một lần cơ hội, thật ra là muốn hủy cao thủ trẻ tuổi bên phía nhà họ Phí. Mưu đồ âm độc, quả thực so với rắn rết còn độc gấp trăm lần. Cung Khai Hà thiếu chút nắn cắn răng. Người thanh niên, nghĩ kỹ chưa? Để tôi ra tay chắc là không biết lưu tình. Đến lúc đó toàn bộ thương tàn đừng trách tôi bắt nạt người trẻ. Hoành Đoạn Thiên Hà vừa muốn làm gái đếm lại vừa muốn lập đền thờ. Tôi lựa cho tỷ thí trong khu rừng kia. Nhà Hoành Đoạn các ông có thể cử người đi kiểm tra trước một chút xem có người nào ở bên trong không. Diệp Phàm chỉ tay nói. Không cần, có người ở bên trong tôi liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, tuyệt đối không có ai. Hoành Đoạn Thiên Hà vẻ mặt bình tĩnh cười cười. Vậy là tốt rồi, chúng ta bắt đầu. Diệp Phàm vừa nói xong, nhằm thẳng rừng cây trên vách đá đi. Rất khí phách, tôi thích những người thanh niên như vậy. Hoành Đoạn Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, cũng lên xuống đuổi theo Diệp Phàm. Đại ca! Vương Nhân Bàng kêu một tiếng, Diệp Phàm quay đầu nhìn anh ta một cái. Người nhà giao cho cậu. Tôi không có bản lĩnh này, chính anh phải quay về quan tâm. Vương Nhân Bàng không ngờ có chút nghẹn ngào, đôi mắt cũng đỏ lên. Quan tâm hay không quan tâm tùy cậu. Diệp Phàm thở dài. Chúng tôi chờ anh về. Mấy người hét to, các đội viên tổ đặc nhiệm A cũng cảm động, tất cả đều kêu lên. Anh Diệp, chúng tôi chờ anh trở về. Những tiếng này vọng vào núi liên tục. Trở về, cứ mong đi. Hoành Đoạn Thiên Hà nói bằng tiếng Nhật. Vào trong khu rừng trùng điệp, Diệp Phàm đã sớm đem huyết cương chui vào trong đất, việc này dễ dàng với huyết cương. Mà bởi vì huyết cương không có hơi thở của người sống. Cho nên mặc dù Hoành Đoạn Thiên Hà là cao thủ không cẩn thận cũng khó cảm thấy được. Hơn nữa Hoành Đoạn Thiên Hà rất tự tin,
rơi xuống rừng cây liền đứng trên thân cây, hai mắt giống như đèn pha tìm chỗ mai phục của Diệp Phàm. Sát! Một luồng gió truyền đến, mấy phi đao lướt qua sát tai Hoành Đoạn Thiên Hà, lão già này đưa ra ra đẩy phi đao sang một bên. Diệp Phàm dùng kế nhiễu binh. Nhưng, làm như vậy hậu quả chính là Diệp Phàm bị Hoành Đoạn Thiên Hà phát hiện chỗ ẩn nấp. Lão già này như một con chim đến trên đầu Diệp Phàm, một trưởng đã bổ xuống đến đây. Lão già này thật sự là ngoan, trưởng thứ nhất không ngờ dùng là bối sơn. Nội khí ngưng tụ trên không như một ngọn núi đè ép xuống. Dầm một tiếng vang lên rất lớn, tròn bụi dâng lên qua người Diệp Phàm, nhưng cảm giác tay run lên vì đau, giống như bị chặt đứt. Mà vừa rồi chỗ ẩn thân lộ ra một hô to đường kính trên một mét, nếu thực sự bị bổ trúng thì người thành thịt nát xương tan. Huyết Trích Tử nhanh chóng bay về phía Hoành Đoạn Thiên Hà. Uốn éo bên ngoài, két một tiếng, một nhánh cây to gần Hoành Đoạn Thiên Hà đứng bị kéo đứt xuống dưới, nhưng vẫn không thể nào bắt được Hoành Đoạn Thiên Hà. Lão gia này ra vẻ nổi giận, có lẽ là cả thấy có chút mất mặt. Ông ta lại một quyền chuyển sang đây, một tiếng nổ giống như là đạn, ầm một tiếng, Huyết Trích Tử của Diệp Phàm bị bay ra một xa hơn 100 mét. Diệp Phàm nhanh chạy đến thu lại, thu Huyết Trích Tử trở về. Nhưng hiển nhiên không hiệu quả. Diệp Phàm chạy nhanh ra ngoài, nhưng một quyền lại tiếp tục đến đây. Quyền này cực kỳ nhanh, dầm một tiếng, Diệp Phàm bị đánh trúng, cả người phi về phía trước, liên tục chặt đứt đám cây nhỏ mới ngã lăn ra đất. Thằng nhóc, hôm nay cho Hiệp hội Người Tàn Tật Trung Quốc các người một thành viên nữa. Vết thương trên người con trai tôi muốn đòi lại gấp 100 lần trên người cậu. Hoành Đoạn Thiên Hà lộ ra khuôn mặt dữ tợn, một chưởng trên không trung đánh xuống. Chúng một chút vai bên trái Diệp Phàm, nhất thời máu tươi phun ra. Mà mắt thấy Hoành Đoạn Thiên Hà dừng trên đầu mình, Diệp Phàm vung lên, nhất thiêu hồng vụt thoáng qua một cái đã lên đến đây. Hoành Đoạn Thiên Hà trợn mắt, bởi vì nhất thiêu hồng chính là đồ của Hồng Tà. Nếu bàn về công lực, Hồng Tà tuyệt đối hơn Hoành Đoạn Thiên Hà. Binh khí của ông ta đương nhiên lợi hại. Ngay cả Hoành Đoạn Thiên Hà cũng không dám khinh thường, nhanh chóng tránh sang bên, mà quyền phong lại tiếp tục giáng xuống Diệp Phàm. A, à, Diệp Phàm hét thảm một tiếng bay ra ngoài. Ha ha ha. Hoành Đoạn Thiên Hà cười vang, nhưng đúng lúc này trong đất một đạo kiếm quang đảo qua chân ông ta trong nháy mắt. Két một tiếng. Thằng nhóc làm sao có thể? Hoành Đoạn Thiên Hà hét lên, bởi vì giày dưới lòng bàn chân bị kiếm đâm thủng, bàn chân cũng bị đâm vào, nhất thời dưới lòng bàn chân của lão già này đầy máu tươi. Lão già này tức giận, dậm một chân xuống đất, dầm một tiếng vang thật lớn. Dưới đất hình thành một cái hố to. Nhưng, huyết cương da dày thịt béo, tuy nói phát ra một chút nhưng cũng không bị thương tổn, huyết cương cũng đã chạy ra ngoài. Hai tay Diệp Phàm xoay chuyển, nháy mắt một bóng nước xuất hiện bay về phía Hoành Đoạn Thiên Hà. Chỉ một quả cầu. Hoành Đoạn Thiên Hà cười lạnh một tiếng, một trường áp chế qua đi. Bóng nước không ngờ bị y khống chế không thể nổ. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Diệp Phàm ngược lại bị thương. Miệng phun ra một ngụm máu tươi nhanh chóng chui vào rừng cây. Còn muốn trốn. Hoành Đoạn Thiên Hà cười vang một tiếng, trưởng giống như đang hướng về phía lưng Diệp Phàm, một đạo đao đầy sát khí chém thẳng về phía lưng Diệp Phàm. Nhưng, đúng lúc này, Hoành Đoạn Thiên Hà cảm giác bên trái có động tĩnh, nhanh chóng tránh, nhưng kiếm quang kỳ lạ kia lại xuất hiện. Hoành Đoạn Thiên Hà vội thu trưởng lại, nhưng vẫn quá muộn. Bên trái bị kéo đi một chút, lão già này tức giận. Không để ý đến phía bên trái, cả người bắn lên như một con chim lớn cuồng đánh về phía sau lưng Diệp Phàm. Một chưởng này khí thế quá lớn, trên không trung phát ra tiếng ba ba đáng sợ. Giống như một cây to hướng về phía người Diệp Phàm. Bình tĩnh, cậu tránh sang bên phải, sau đó dùng toàn lực ném binh khí của cậu qua đó. Ngay lúc Diệp Phàm cảm giác được nguy hiểm thật lớn, hơn nữa căn bản không có khả năng hóa giải là lúc bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Binh khí của tôi vô dụng. Đánh ông ta không được. Diệp Phàm vừa chạy vừa nói. Có tôi ở đây, cái gì đều dùng được, trước tiên làm ra đã. Giọng nói đó lại truyền đến. Diệp Phàm cũng không có cách nào khác, đánh phải làm theo. Đầu tiên là liều mình tránh sang phải, nhưng bả vai phía bên phải vẫn bị trúng một chút, nhưng hắn vẫn cắn răng dùng nhất tiêu hồng. Diệp Phàm chấn động, cảm giác một cỗ mạnh mẽ đột nhiên tràn vào cánh tay phải của mình. Mà nhất tiêu hồng rời tay bay ra trong nháy mắt không ngờ phát ra ánh sáng màu tía. Tốc độ so với vừa rồi chính là khác nhau một trời một vực. Nếu nói vừa rồi nhất tiêu hồng xuất ra tốc độ giống tốc độ xe tự động thì hiện giờ chính là tốc độ của Ferrari. Cái này mặc kệ dùng cái gì,
nhưng binh khí cũng không tệ lắm, cho cháu tôi chơi cũng tốt lắm. Hoành Đoạn Thiên Hà ngạo mạn, khinh thường ngắm mấy Nhất Tiêu Hồng một cái sau đó vươn tay muốn hút Nhất Tiêu Hồng vào tay xem. Nhất Tiêu Hồng vốn có tốc độ cao, hơn nữa, Hoành Đoạn Thiên Hà hút vào, tốc độ lại nhanh hơn. Két! Hoành Đoạn Thiên Hà kêu lên một tiếng thảm thiết đến mức những người ở xa 4 dặm cũng nghe thấy được. Có chuyện gì vậy? Người nhà Hoành Đoạn lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Người nhà họ Phí cũng không hiểu. Hình như là Hoành Đoạn Thiên Hà đang kêu thảm thiết. Vương Nhân Bàng không chắc chắn nói. Không giống, Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm? Phí Thanh Sơn nói đến đây lại im lặng. Đại ca của tôi sẽ không đoản mệnh như vậy, hắn sẽ không chết. Vương Nhân Bàng kêu lên. Hoành Đoạn Thiên Hà đều hét lên thảm thiết như vậy, Diệp Phàm chỉ sợ. Chi Túc cũng nghẹn ngào. Chỉ sợ cái rắm, đại ca sẽ không chết. Phí Nhất Độ không ngờ quát Chi Túc. Có phải là dùng tuyệt chiêu cuối cùng, dùng tính mạng đổi lấy Hoành Đoạn Thiên Hà bị trọng thương? Nhất Diệp Đại Sư nói. Chương 3139, điều này sao có thể? Không phải Đại Sư, sẽ không như thế. Vương Nhân Bàng mặt đỏ lên nắm chặt tay, ra vẻ phải cùng Nhất Diệp Đại Sư chiến đấu kịch liệt. Mấy vị cao nhân Trương Vô Trần, Quyền Thiên cùng Phí Đống đều giỏng tai nghe, ba người chưa hề lên tiếng. Nhất Tiêu Hồng đâm thủng ngực phải Hoành Đoạn Thiên Hà, một cỗ máu tươi từ ngực Hoành Đoạn Thiên Hà phun ra. Huyết Cương cũng không chậm, nắm lấy cơ hội giơ lên trên, kéo chân Hoành Đoạn Thiên Hà vào trong đất. Nhất thời, trong đất giống như xảy ra động đất. Hoành Đoạn Thiên Hà ở trong đất không tốt thi triển chân tay, hơn nữa, bị thương lại còn phun huyết, nhất thời bị Huyết Cương làm cho luống cuống tay chân. Thấy Huyết Cương gây sức ép, Diệp Phàm khôi phục chút nguyên khí xông lên từng quyền về phía Hoành Đoạn Thiên Hà. Dưới những quả đấm thép cuồng loạn của Diệp Phàm, Hoành Đoạn Thiên Hà không chịu nổi liền trốn tránh. Nhưng, tuy nói có quyền đập chúng nhưng chỉ là bên cạnh. Đây là Hoành Đoạn Thiên Hà bế huyệt phong huyết, nếu không sao có thể đập vào y. Tặng ông một quyền nữa, tấn công. Lúc này giọng nói kia lại vang lên. Diệp Phàm lần này không lo lắng, một quyền hướng về phía Hoành Đoạn Thiên Hà. Lần này nắm tay đáng sợ, mà ngay cả không khí đều run sợ. Diệp Phàm cảm giác đột nhiên gia tăng sức mạnh gấp bội. Giống như đây là uy lực của cảnh giới tiên thiên. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. A, à, lần này Hoành Đoạn Thiên Hà hét lên thảm thiết càng vang dội hơn, làm cho những người nhà Hoành Đoạn đang xem thi đấu đều đứng lên nhìn về phía rừng cây cổ thụ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông cụ sẽ không sao chứ? Một người trong gia đình Hoành Đoạn nhỏ giọng hỏi. Dầm một tiếng. Người này bị Hoành Đoạn Hà cửu tát một cái bay ra xa hơn 10 mét. Mày còn mở miệng quả đen của mày ông sẽ tát chết mày. Hoành Đoạn Hà cửu mắng. Thình thịch, thình thịch. Diệp Phàm giống như đang luyện quyền anh, lúc này Hoành Đoạn Thiên Hà hoàn toàn là một bao cát. Những cú đấm của Diệp Phàm nhanh như chớp, từng cú vẫn trúng mục tiêu. Sau đó, lão già này không có chút ý thức nào, mặc Diệp Phàm hành động. Đùi phun máu tươi, Hoành Đoạn Thiên Hà đã thành người máu. Lão già này, ông cũng thế thôi, tôi không muốn mạng của ông, về nhà nằm trên giường cả đời đi. Diệp Phàm cười lạnh. Một cái tát như đao, lúc này đầu Hoành Đoạn Thiên Hà như bay đi, ngay cả tủy não đều lộ ra, hơn nữa một phần tủy não bay xuống đất. Đời này còn muốn đứng lên, tuyệt đối là không thể nào. Diệp Phàm thu hồi huyết cương, giống như diều hâu bắt gà bắt Hoành Đoạn Thiên Hà ném ra giữa lôi đài. Làm sao có thể? Tất cả mọi người của nhà Hoành Đoạn sợ ngây người. Đại ca, anh còn chưa chết. Vương Nhân Bàng không ngờ ngây người hỏi ra những lời này. Anh làm sao thế, anh Diệp làm sao có thể chết? Hắn họ Trương tên Lang. Phí Nhất Độ đắc y nói. Anh Diệp uy phong, anh Diệp uy vũ, Trung Quốc uy phong, nhà họ Phí uy vũ. Tiếng hô không ngừng vang lên, vọng vào trong núi rất lâu mới ngừng lại. Nhà Hoành Đoạn đã luống cuống chân tay. Phí Thanh Sơn cũng cử người đi quan sát, gọi thầy thuốc giúp đỡ trị liệu. Nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phí Thanh Sơn hét lên, mấy thằng nhóc nhà Hoành Đoạn khênh Hoành Đoạn Thiên Hà chạy như bay. Bởi vì, cách đó không xa một trực thăng dân dụng đã đậu sẵn, không lâu, trực thăng nổ máy giòn vang vay đi. Y Huyết Tiên nhìn Diệp Phàm thật lâu. Ngay cả Trương Vô Trần, Quyền Thiên, Phí Đông cũng không khác gì. Tất cả đều có chút si ngốc nhìn Diệp Phàm, trong lòng có lẽ đều nói điều này sao có thể. Các vị, mặt tôi không có hoa chứ. Diệp Phàm nhún vai. Cậu thanh niên,
cậu chắc chắn phải dùng cái gì? Y Huyết Tiên nhìn Diệp Phàm một cái hử nói. Bà nói cái gì? Diệp Phàm cười thần bí. Nhưng, tôi không làm thế, hơn nữa tôi thắng hết. Y Huyết Tiên, đây là Trung Quốc to lớn, đất rộng của nhiều, không phải bất luận kẻ nào dám đến tùy tiện khiêu khích được. Hoành Đoạn Thiên Hà muốn tự hủy diệt, đây là một bài học. Hôm nay có thể tha cho ông ta một mạng, đó là bởi vì người Trung Quốc chúng tôi nhân từ. Cũng không phải chúng tôi sợ phiền phức. Cậu thanh niên, trong vòng 5 năm, cậu dám đến đất nước chúng tôi sao? Y Huyết Tiên lạnh lùng hừ nói. Bà khiêu chiến với tôi. Diệp Phàm hừ lạnh lại. Cậu ngay cả Hoành Đoạn Thiên Hà đều đánh thành như vậy, chẳng lẽ còn sợ Y Huyết Tiên tôi? Những lời này Y Huyết Tiên là có ý nghĩa, có lẽ cũng khá nghi ngờ. Không cần nói bà ta, ngay cả Trương Vô Trần trong lòng cũng thắc mắc, Quyền Thiên liền lại càng không cần nói chẳng lẽ Diệp Phàm trong lúc đó đột nhiên lợi hại đáng sợ đến như vậy. Không thể nào. Tuyệt đối không thể như thế được. Trong đó chắc chắn có bí mật. Cuộc chiến này tôi ứng, trong vòng 5 năm từ hôm nay tôi sẽ đến gia tộc Y Huyết Tiên. Đến lúc đó, Diệp Phàm tôi sẽ san phẳng gia tộc Y Huyết Tiên. Diệp Phàm rất hào khí. Ha ha, trên đời này dám cuồng ngôn như thế trừ Diệp Phàm cậu ra không còn ai khác. Y Huyết Tiên tôi chờ cáo, đây là gia tộc Y Huyết Tiên tôi tỉ thí với người Trung Quốc. Đến lúc đó, các vị có rảnh xin mời đến. Đương nhiên, không dám tới thì không tính rồi. Y Huyết Tiên hừ nói. Chúng tôi đều sẽ đến. Tất cả mọi người bên nhà họ Phí đều nói. Bởi vì, chúng tôi muốn xem Diệp Đại Sư sẽ san bằng gia tộc Y Huyết Tiên của Nhật Bản như thế nào. Vương Nhân Bàng nói và cười vang. Đúng vậy, làm cho gia tộc Y Huyết Tiên hoàn toàn trở thành lịch sử của thế giới. Phí Nhất Độ hét lớn. Cuồng vọng, chúng ta đi. Nhớ kỹ, cậu thanh niên, 5 năm ước hẹn. Y Huyết Tiên xoay người đi, còn Y Đế Đức cũng chạy nhanh đuổi theo. Mấy người Mễ Tử cũng đi rồi, Kri còn lại mấy người gia tộc Hoàn Đoạn đáng thương. Chúng ta bị đánh bại. Hoành Đoạn Hạc Cửu nhục nhã nói ra những lời này. Tôi tuyên bố, lần này nhà họ Phí của Trung Quốc và nhà họ Hoành Đoạn tỉ thí, nhà họ Phí hoàn toàn thắng. Chí Dã cùng Sơn Lâm đứng lên tuyên bố. Sơn Lâm tuy không muốn nói ra nhưng sự thật xảy ra như vậy, ông ta không thể không nói ra. Tất cả người nhà Hoành Đoạn đều nắm chặt tay, nhưng cũng không thể làm gì. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ hiện giờ sống chết chưa rõ, còn có cái gì cái thể khoe khoang. Nếu mấy người không phục, có thể khiêu chiến với nhà họ Diệp Trung Quốc chúng tôi. Diệp Phàm nhìn đám người nhà Hoành Đoạn một cái hử nói. Không thể so. Hoành Đoạn Hạc Cửu cúi đầu vẻ mặt buồn bã. Chúng tôi sẽ cùng gia tộc Y Huyết Tiên gặp lại cậu. Một người thanh niên nhà Hoành Đoạn hét lớn. Ha ha, hy vọng đến lúc đó cậu còn chưa gia nhập hiệp hội người tàn tật. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng. Anh thật ngông cuồng. Người thanh niên nhà Hoành Đoạn hung tợn nói. Diệp Phàm tôi cho đến bây giờ đều khiêm tốn, Trung Quốc là một quốc gia khiêm tốn. Nhưng, đối với các anh như thế, tôi không cần phải khiêm tốn làm gì. Nên cuồng thì sẽ cuồng, nếu không anh có thể khiêu chiến với tôi lúc này, tôi chấp anh một bàn tay. Diệp Phàm cười lạnh nói. Anh, 5 năm sau gặp lại. Người thanh niên nghẹn lời. Mặt đỏ như mông khỉ, xoay người bỏ đi. Ha ha, vui quá, vui quá. Cung Khai Hà đập bàn, nước trà văng cả lên mặt Kế Viễn. Ông nhẹ một chút có được không, giống như Lão Phong vậy. Kế Viễn vẻ mặt căm giận nói. Ha ha, Lão Kế, không có gì, không phải chỉ là một chút nước trà sao. Diệp Phàm đại thắng, vui quá, vui quá. Hôm nay thật vui, Lão Kế, uống mấy bình thì thế nào. Cung Khai Hà vừa lấy khăn lau vừa cười nói. Chỉ mình ông vui có phải không? Giống như đánh gà, được uống. Kế Viễn cũng hào hứng lên. Lão Kế, ông nói xem, thật đúng là Diệp Phàm đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà sao? Hai người uống một chén xong, Cung Khai Hà hỏi. Nhìn ngoài thì chính xác là như thế, trong đó có biến cố gì, có lẽ chỉ hai người họ biết. Nhưng, Hoành Đoạn Thiên Hà đời này đã thành tàn phế, có thể tỉnh lại hay không đều khó nói. Vậy chỉ có Diệp Phàm biết, nhưng thằng nhóc này có lẽ không chịu nói thật. Kế Viễn cười nói. Ôi, tôi nghĩ, hỏi cũng không tốt, nhưng, muốn nói Diệp Phàm đã mạnh đến mức đả bại Hoành Đoạn Thiên Hà tuyệt đối là không thể. Có lẽ hắn có một chút thủ đoạn người khác không biết. Nhưng nếu có thể đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà, nếu gặp tình huống tương tự thì hắn đánh bại một cao thủ tiên thiên cường giả là hoàn toàn có thể.
đây đối với tổ chúng ta đều là việc mừng. Cung Khai Hà nói. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm có lẽ hiện giờ đã đủ thực lực để đánh bại cao thủ tiên thiên sơ cấp. Ông thấy không trạch bản tú thế nào, cũng là cao thủ bán tiên thiên cường giả, còn không phải là bị Diệp Phàm đả bại sao? Việc này, có phải là nên báo cáo cấp trên một chút không? Kế Viễn nói. Ông nói là việc kia. Cung Khai Hà hơi mở mắt. Tôi thấy đề nghị mạnh mẽ việc kia, Diệp Phàm được điều đến chỗ vô dụng, đối với đảng và nhà nước ta là một tổn thất. Hơn nữa, hiện giờ tình hình của chúng ta không phải thật sự tốt, cần thực lực như vậy. Kế Viễn nói. Ừ. Cung Khai Hà gật đầu. Không cần tìm tôi, chúng tôi đã gặp mặt. Diệp Phàm đứng trên lôi đài, nhìn hết đông rồi lại tây, hy vọng có thể phát hiện người hỗ trợ thần bí kia. Đã gặp, sao tôi không có ấn tượng gì với tiền bối? Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Núi xương bối, ha ha, tay tôi trên một cái lò. Một giọng già nua cười nói. Ngài là vị tiền bối đó. Diệp Phàm thiếu chút nữa bật cười. Ha ha, đệ tử Bức Vương, Bất Phàm. Người này cười nói. Làm sao có thể, còn không phải là tiền bối bí mật tương trợ. Nếu không, tôi làm sao có thể đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà, có lẽ hiện giờ thê thảm như ông ta chính là tôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Không thể nói vậy, tôi chỉ cho cậu mượn lực, mà hành động thật sự cũng là cậu hoàn thành. Hơn nữa mặc dù không có sự tương trợ của tôi, thật ra, có lẽ cậu đã có tính toán tốt rồi có phải không? Giọng nói kia nói. Tiền bối cũng nhìn ra điểm này. Diệp Phàm hỏi. Chương 3140, lời nhắc nhở của người thần bí. Còn giả vờ với tôi, cơ hội thắng của cậu lần này có vài điểm. Một chính là lúc Hoành Đoạn Thiên Hà và Trương Vô Trần đại chiến. Trên thực tế công lực của ông ta đã mất đi 7 phần. Nhưng, Hoành Đoạn Thiên Hà quá kiêu ngạo, cho rằng với 3 phần công lực có thể thoải mái đánh thắng cậu. Nhưng ông ta không nghĩ, cao thủ bán tiên thiên cường giả như cậy cô giống với bán tiên thiên bình thường. Hơn nữa, cậu còn có sự giúp đỡ, một người cô có sự giúp đỡ. Cho nên, mặc dù là cô có tôi hỗ trợ, ít nhất cậu còn có thể cùng Hoành Đoạn Thiên Hà lưỡng bại câu thương. Người này cũng quá kiêu ngạo. Thực muốn lấy Trung Quốc chúng ta có phải không? Trung Quốc rộng lớn, người tài xuất hiện lớp lớp. Cao thủ không biết khiêm tốn thì có thể làm được việc gì? Người này nói. Ôi, tiền bối nói tôi có tính toán, nhưng trên thực tế đối mặt với một cao thủ Hoành Đoạn Thiên Hà hành động cũng khá khó khăn. Nhưng, chúng ta là người Trung Quốc, dù Diệp Phàm tôi hôm nay chết ở đây tôi cũng muốn chết. Diệp Phàm nói. Hảo tiểu tử, khí phách rất tốt. Vừa rồi chính là vì khí phách quyết chiến này của cậu tôi mới ra tay tương trợ. Cậu là một người thanh niên kỳ lạ mà tôi đã gặp. Một cao thủ như thế cô ngờ lại làm cán bộ trong cơ quan nhà nước. Đương nhiên, tôi cũng cô phải nói làm cán bộ nhà nước không tốt. Chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Đời con người ta, tự tại tiêu đao thật tốt. Một cao thủ như cậu kiếm tiền cũng không khó, lại chịu làm việc trong cơ quan nhà nước với nhiều khuôn sáo hạn chế, thật sự là đáng quý. Người làm cán bộ trên lưng nhiều giàn giáo lắm, những việc cản tay không phải những cao thủ có khả năng chấp nhận được. Cho nên, tính toán khác đi. Người kia nói. Tiền bối nói là siêu tuyệt cường giả niệm khí đi. Diệp Phàm nhanh chóng hỏi, muốn biết sự thật về người thần bí này. Ha ha, đây là suy nghĩ của cậu. Người nọ cười nói. Lẽ ra là thế, Hoành Đoạn Thiên Hà là tiên thiên cường giả lợi hại. Như đạo trưởng Quyền Thiên. Cùng đạo trưởng Trương đều là cao thủ tiên thiên đại viên mãn cũng không bằng Hoành Đoạn Thiên Hà. Rồi sau đó tôi chỉ mượn một chút lực của tiền bối liền thắng được Hoành Đoạn Thiên Hà. Nếu như nói tiền bối và Hoành Đoạn Thiên Hà cùng một trình độ thì cô thể nào chiến bại ông ta? Hơn nữa, còn cho tôi mượn tay. Với tình hình Hoành Đoạn Thiên Hà còn sót lại 3 phần sức lực, tiền bối tự mình ra tay có thể thoải mái thu phục ông ta. Diệp Phàm nói. Đương nhiên, sư phó của tôi còn là tiên thiên cường giả lợi hại nhất. Hẳn là có thể đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà. Ha ha, cậu nhóc này thật đúng là cô hiểu được chi tiết Bức Vương. Là đệ tử cuối cùng của ông ta thật cô xứng đáng. Người nọ cười nói. Lời này tôi nghe chính mồm sư phụ nói là hắn có thể đánh bại tiên thiên cường giả. Nhưng cũng có thể đột phá đến giai đoạn niệm khí. Diệp Phàm có chút sững sờ. Ha ha, cậu đó, thật đúng là tin tưởng sư phụ của cậu. Người nọ cười nói. Tôi đương nhiên tin tưởng sư phụ. Diệp Phàm nói. Nhưng chẳng lẽ là sư phụ tôi nói dối tôi? Nhưng vì cái gì, ông ấy không cần phải thế.
Nếu sư phụ công lực cao, làm đệ tử chẳng phải là càng tự hào sao? Ha ha, cậu đó, đầu óc khai hóa một chút chẳng phải là tốt sao? Người nọ cười nói. Tôi thật sự cô hiểu, xin tiền bối chỉ cho một chút. Diệp Phàm rất khiêm tốn nói. Đã có bán tiên thiên, vì cái gì không có bán niệm khí cường giả có phải cô? Người kia nói. Diệp Phàm như tỉnh giấc mộng, sửng sốt một chút, nói. Đúng vậy, tôi còn thực sự bị sư phụ lừa dối. Xem ra sư phụ thật đúng là cao thủ bán niệm khí cường giả đại viên mãn. Tôi vẫn bị niệm khí dây dưa, vẫn còn cố nghĩ đến chữ bán. Tôi gặp tiền bối hai lần, cũng có hai lần duyên phận, nếu tiền bối có thể cho tôi gặp mặt, trong lòng. Ha ha, hữu duyên tự nhiên sẽ có cơ hội gặp lại. Vậy phải xem cơ duyên, tôi và cậu còn chưa có cơ duyên gặp mặt. Nhưng, tôi thấy cậu hiện giờ đã vượt qua năng lực bán tiên thiên. Tìm một cơ hội thích hợp cậu hoàn toàn có thể nâng lên cảnh giới tiên thiên. Cậu nhóc, nhanh chóng tìm cơ hội. Người nọ cười nói. Tôi chỉ là bán tiên thiên đại viên mãn, muốn bước vào cảnh giới tiên thiên, còn kém xa lắm. Diệp Phàm nói, thật ra, trong lòng đã xúc động. Ha ha, nội khí lưu trữ trong cơ thể cậu đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Đây là chỗ kỳ lạ trong cơ thể cậu. Hơn nữa, tôi thấy cơ thể cậu hình như không chỉ một cái đan điền. Đây là một cách chữ khí rất kỳ lạ. Có thể chữ nội khí ở mức lớn nhất, cho nên, cậu chỉ cần một cơ hội là đủ. Người nọ cười nói. Tiền bối có thể nêu lên một chút cơ hội. DP tùy tay hỏi tiếp. Mang mang bột hải, ha ha. Người nọ cuối cùng nói một câu, DP hỏi lại biết người ta đã đi rồi. Mang mang bột hải. Diệp Phàm nói thầm trong lòng. Bột hải lớn như vậy chạy đâu đi tìm. Bồng Lai cô phải là hột hải sao? Bồng Lai có truyền thuyết bát tiên, cảnh trí mờ ảo, anh Diệp có phải là muốn đi du ngoạn nghỉ ngơi một chút? Đúng rồi, anh cùng Viên Viên cô phải nói kết hôn, đi nghỉ tuần trăng mật thôi, đến Bồng Lai đi. Vương Nhân Bàng thò mặt ra cười nói. Bồng Lai ở Bột Hải, cậu còn biết những gì, nói hết đi. Diệp Phàm sửng sốt, hỏi nhanh. Truyền thuyết kể lại, từ xa xưa, ở Bột Hải có ba ngọn núi, màu trắng, màu vàng, và bạc, cây lanh canh mọc thành bụi. Hoa ăn vào có thể trường sinh bất lão. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước xong, muốn Giang Sơn được lâu dài, mình được trường sinh bất lão liền đến đây tìm kiếm thần núi, cầu được trường sinh bất lão. Khi ông ta đi vào Bồng Lai, trèo lên núi nhìn về phía xa, biển rộng cô thấy bóng dáng thần núi đâu, chợt phát hiện giữa biển sóng có một vật màu đỏ, liền hỏi, người ta trả lời là tiên đảo. Tần Thủy Hoàng lại hỏi, tiên đảo tên là gì? Phương sĩ nhất thời cô thể trả lời. Thấy tảo trôi nổi trong nước, liền trả lời là Bồng Lai. Bồng Lai cây cỏ hao lai, Vương Nhân Bàng cười nói. Cửu Diệu Đảo của cửu chỉ đạo trưởng không phải là ở Bồng Lai sao? Chẳng qua không có chút manh mối, Bột Hải to lớn như thế, nếu như không rõ thì giống như tìm kim dưới đáy biển. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, Bột Hải lớn như vậy, không có manh mối thì tìm cái rắm. Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói. Quay người nhìn Diệp Phàm một cái thần bí cười nói. Diệp Phàm, vừa rồi anh làm sao có thể mạnh mẽ đánh cho Hoành Đoạn Thiên Hà thành người sống thực vật. Con mẹ nó, thật là khoái, sau này có Diệp Phàm, ông đây không sợ gì trên thế giới. Ai dám đến gây chuyện, lão Diệp của chúng ta sẽ trị y. Anh nữa, so với tôi lợi hại hơn, nếu thật sự có suy nghĩ thế thì mua đậu hũ về đâm chết xong hết mọi chuyện. Nếu không... Đến lúc đó nhân vật lợi hại bị người ta đánh thành như Hoành Đoạn Thiên Hà thì tôi không có cách nào. Nói thật với anh, tôi làm sao có thể đi tìm Hoành Đoạn Thiên Hà, chỉ là may mắn thôi. Không cần nói là Hoành Đoạn Thiên Hà, ngay cả Quyền Thiên cùng đạo trưởng Trương tôi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp Phàm nói. Thiết. Vương Nhân Bàng dùng tay ra hiệu, cười khan hai tiếng. Vậy làm sao anh đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà, đây không phải là sự thật, chẳng lẽ trong rừng cây có kỳ tích? Không cần nói, đây là sát chiêu lớn nhất của Diệp Phàm tôi sẽ không để lộ cho bất cứ ai, dù là anh. Diệp Phàm quay sang xem thường. Không nói thì không nói, có lẽ cũng không có gì dễ nghe, muốn ra vẻ thần bí trước mặt tôi, anh em tôi không có cửa, không thú vị. Vương Nhân Bàng lại giơ tay ra hiệu, có chút ủ rũ, rõ ràng không để ý đến người này. Anh đó, tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, các tổ viên đều có thu hoạch. Ngân sách của anh có phải là nên lấy ra mời khách không? Diệp Phàm hỏi. Anh nữa, qua sông quên cầu có phải không? Lần sau không thể có may mắn như vậy.
Diệp Phàm thiếu chút nữa chán nản. Đại sư, ký tên một cái cho Thiến Thiến được không? Một ni cô xinh đẹp đi đến, còn cầm theo một quyển sổ, có lẽ là đệ tử Nga Mi. Đại sư gì, cứ gọi tôi là Diệp Phàm là được. Diệp Phàm cười ký tên. Tôi gọi anh là anh Diệp thì thế nào? Dù sao anh cũng không lớn tuổi, tôi là Trương Thiến Thiến, đến từ Bồng Lai, Nhất Diệp đại sư của Nga Mi là sư phụ của tôi. Tôi cùng thế hệ với trưởng môn Vi Thảo Sư Thái. Anh thấy tóc tôi đều còn, tôi mang danh tu hành, có thể tùy thời hoàn tục về nhà. Trương Thiến Thiến vẻ mặt xinh đẹp cười nói. Mang danh tu hành, ha 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 ha. Vương Nhân Bàng cười. Anh cười gì, tránh ra, tôi và anh Diệp nói chuyện, thật đáng ghét. Trương Thiến Thiến nói chuyện xong, giống như đuổi ruồi bọ đuổi Vương Nhân Bàng đi. Anh ta tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn răng. Một ni cô như cô còn muốn tư xuân, ha ha, Diệp Phàm người ta có khi là phụ nữ. Những ngày khác đến tiền đều có, một ni cô như cô người ta ai để ý, trở về làm bạn với mõ của cô là được rồi. Trương Thiến Thiến tôi không dám nói quốc sắc thiên hương, nhưng không phải là kém cỏi. Anh là ai, tên là gì, nói ra xem. Có phải là chưa ăn cây nho đã nói cây nho chua không? Nhìn bộ dạng anh, khổ người lớn như vậy, ngay cả lôi đài cũng không dám đi lên. Chỉ làm chút việc dọn bàn quét tác. Trương Thiến Thiến nói đến đây đột nhiên nghĩ ra cái gì cười nói. Tôi biết rồi, anh là người mà nhà họ Phí gọi đến làm vệ sinh có phải không? Đúng rồi, anh có phải là người nhà họ Phí không? Hẳn là họ Phí phải không? Cô, ông đây đường đường là lãnh đạo cục cảnh vệ, không ngờ thành như vậy. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa tức giận, ngay cả bàn tay cũng giơ lên. Sao thế, người thanh niên, muốn động thủ có phải không? Lúc này một giọng lạnh lùng vang lên, Vương Nhân Bàng quay đầu vừa thấy, nhất thời nhanh chóng giơ tay lên, đánh vào khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy, Nhất Diệp đại sư, tôi đuổi muỗi, con mẹ nó, muỗi thật đúng là lớn, ở ngoài rừng này. Chú ý chút người trẻ tuổi, dù cậu là đội trưởng gì trước mặt tôi cũng không được việc. Ngay cả bộ đội chính quy nhìn thấy Thiến Thiến nhà chúng tôi cũng phải tươi cười. Đại sư Nhất Diệp hừ nói, khuôn mặt lạnh lùng. Hả? Trong nhà cô Thiến Thiến nhất định có lãnh đạo cao cấp. Vương Nhân Bàng châm chọc. Tục tằn. Nhất Diệp đại sư hừ một tiếng xoay người đi. Tục tằn, Vương Nhân Bàng tôi tục tằn, mẹ ơi, cái gì thế? Anh Diệp, anh phân xử cho tôi, Vương Nhân Bàng tôi tục tằn. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa tức giận, hét lên. Chương 3141, anh không tục tằn. Ha ha, anh không tục tằn, anh là người cao thượng đúng không đồng chí Vương Nhân Bàng? Tổ trưởng tổ bảo vệ cái gì, cô Thiến Thiến, người anh em của tôi rất lợi hại, ngàn vạn lần đừng làm loạn anh ta. Diệp Phàm cười khan nói. Hừ, một tổ trưởng tổ bảo vệ thì là cái gì, ngưu phẩm còn không khác lắm. Trương Thiến Thiến lắc đầu xoay người bỏ đi. Anh Diệp, đây là cái gì vậy? Vương Nhân Bàng vẻ mặt phẫn nộ. So đo với những cô gái như thế này làm gì, chúng ta là đàn ông, lòng dạ nên phóng khoáng một chút. Nếu so đo với những ni cô như thế này, cậu có thể đánh mất thân phận đội trưởng của cậu. Diệp Phàm cười nói. Đúng, tôi là đội trưởng đội bảo vệ, sau này về sẽ điều tra một chút xem người nhà của cô gái này ai làm quan. Ông đây muốn đến nhà của cô kiêu ngạo một hồi. Dám coi thường đội trưởng như tôi, mẹ kiếp. Vương Nhân Bàng tức giận nói sau đó lại nhíu mày nói. Anh Diệp, gần đây đoàn của chúng tôi hiếm cao thủ, đôi khi thật sự là khó sắp xếp. Không có cao thủ hỏi lão cung là được, gần đây tổ có không ít cao thủ mới. Những cao thủ này tạm thời chưa thể dùng, nhưng lão cao thủ thì có thể dư ra. Diệp Phàm nói. Hỏi ông ta làm rắm, tôi đã hỏi rồi, vừa mở miệng chính là tổ đặc nhiệm A khó khăn khan hiếm nhân lực, hình như còn muốn điều động cấp dưới của tôi. Muốn anh để ý, xem tổ A có ai thích hợp để tôi sắp xếp một đội phó. Phải dùng hài lòng mới được, hơn nữa. Công lực cũng không thể phế vật có phải không? Thi thoảng tôi còn có thể giao cho anh ta trách nhiệm. Nếu không, cả ngày bị trói ở đội rất không được tự nhiên. Vương Nhân Bàng nói. Việc này anh cứ đợi, vội không được. Chỗ của anh, quá quan trọng, không thể qua loa. Từ từ tìm hiểu, xem có đồng chí nào thích hợp. Diệp Phàm gật đầu nói. Vậy xin cảm ơn, khảo sát xong anh trực tiếp hỏi lão cung đòi người là được. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Cái gì, tôi trực tiếp hỏi ông ấy. Đó là việc của anh, đòi người cũng phải là anh đi, liên quan chó gì đến tôi.
tôi muốn người cũng phải là đến tập đoàn Hoành Không, anh thật xấu. Diệp Phàm nói, thì là giúp anh em một phen có phải không? Vương Nhân Bàng vẻ mặt cay đắng. Được rồi, vậy mời tôi ăn cơm là được. Diệp Phàm thở dài khoát tay áo. Đừng hòng, nhiều nhất một chút, lần này tổ cũng chỉ cho tôi mấy chục nghìn, còn chưa đủ tôi tiêu dùng nửa năm. Vương Nhân Bàng hừ nói. Không phóng khoáng rồi. Phí Nhất Độ không ngờ nghe được, đi đến cười nói. Buổi tối, mấy người Diệp Phàm đến khách sạn, nhưng thật ra là tắm rửa sau đó ngồi máy bay mà nhà họ Phí thuê về Bắc Kinh. Nghe nói Diệp Phàm về, Kiều Viên Viên chờ trong phòng khách không ngủ. Viên Viên, đã muộn thế rồi còn chưa ngủ. Diệp Phàm đau lòng nói. Đại tướng quân của chúng ta trở về, em nào dám ngủ. Kiều Viên Viên vẻ mặt cười cười tiến lên giúp Diệp Phàm cởi áo. Viên Viên, mấy năm nay vất vả cho em. Anh bôn ba, không mấy khi về nhà, nhà này toàn bộ nhờ vào em. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm eo Kiều Viên Viên, nói tình cảm. Em là con dâu nhà họ Diệp, đây là việc em nên làm, có bao nhiêu người muốn làm chủ nhân của Hồng Diệp Bảo. Em là người hạnh phúc. Kiều Viên Viên nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, ba mẹ có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Rất tốt, từ ngày uống thuốc bổ của anh, hai người càng tốt, ba còn nói giống như khi còn trẻ vậy. Kiều Viên Viên cười nói. Một đêm tám lần lang. Diệp Phàm cười khan vài tiếng, bị Kiều Viên Viên đánh cho vài quyền, nói. Anh đó, ba đã lớn tuổi, còn mạnh mẽ giống như anh có phải không? Ba có nói đến chuyện gì khác không? Diệp Phàm hỏi. Không có, gần đây Bắc Kinh bình tĩnh. Đương nhiên, không tính những chuyện không liên quan đến chuyện của chúng ta. Chẳng qua không liên quan đến chúng ta cũng không để ý. Dù sao quan tâm cũng không làm gì có phải không? Ba nói, tập đoàn Hoành Không phát triển trụ cột là anh. Nhất định phải phát triển Hoành Không, hơn nữa, còn phải làm thật tốt mới được. Về việc bổ nhiệm của anh, Bí Thư Ninh rất cố gắng. Có ân phải biết báo mới đúng, nếu không, xem thường không ai thích. Kiều Viên Viên nói, anh biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, Kiều Viên Viên tự mình đi nấu canh hạt sen. Sa Thiên bước vào. Chuyện hai vị tiền bối rời tới làm như thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Tiến độ của chúng ta nhanh hơn, ngay cả cha tôi cũng đến đây trợ giúp. Cho nên, rất nhanh đã tạo ra một cái hang rất lớn. Hơn nữa, hang đã mở rộng, chúng ta chọn dùng cách khí cầu anh nói để đem hang đá về Ngàn Sinh Bát. Hơn nữa, Ngàn Sinh Bát Mộc Lâu đã được xây dựng tốt rồi. Để chống ẩm thấp, chúng tôi dùng xi măng cốt thép làm khung giàn. Nhưng, việc này cần thời gian, có lẽ phải 2 tháng hơn mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cha xuất hiện. Lục tinh thủy từ vách núi chảy ra, cho nên, đã đặc chế ra vật để gác ở đó. Một khi đạt đến số lượng nhất định liền lấy về bổ sung vào hang đá. Dù sao, lục tinh thủy cũng bốt hơi không ngừng. Cha đã đo, cho rằng, lục tinh thủy lại không thể bổ sung được cho hai vị tiền bối. Cho nên, nhiều nhất 3 năm, nước này sẽ không đủ dùng, đến lúc đó sẽ phiền toái. Cho nên, còn phải nhanh chóng nghĩ cách, tìm được thứ khác thay thế lục tinh thủy này. Nếu như có thể phối chế ra một thứ giống như viên thuốc, thì không cần lục tinh thủy này. Hơn nữa, hai vị tiền bối cũng có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của lục tinh thủy, từ này về sau đi ra khỏi Mộc Lâu. Nếu như có thể giải quyết vấn đề chân của họ, với thân thủ của hai vị tiền bối hoàn toàn có thể có cuộc sống bình thường. Sa Thiên nói, dẫn Diệp Phàm đến trước mặt Thiên Sinh Bát. Thấy giàn giáo đã được dựng lên, mà Thiên Sinh Bát và cây cối đều đã được di rời đến rồi. Mà một hang đá rất lớn nằm giữa Ngàn Bát Sinh, nhưng, Diệp Phàm vừa thấy, nhất thời ngạc nhiên, bởi vì phát hiện hải bá lại có thể ôm Phí Thanh Sơn ngâm trong lục tinh thủy, giống như rất thoải mái, đem lục tinh thủy quý giá làm nước biển. Diệp Phàm thiếu chút nữa chán nản, chỉ vào chỗ đó hỏi. Sao lại thế này? Khi vừa đưa lục tinh thủy về đây, vừa lúc hải bá ôm trứng chạy ra ngoài, không thể tưởng tượng được người này thấy hang đá giống như điên cuồng lao thẳng đến. Hơn nữa còn muốn chen vào trong nước tiên, còn Hồng Tà và Lệ Tiền Bối đương nhiên tức giận, ôi mẹ nó, không ngờ sức sống còn rất cao. Cho nên, hai người liên thủ đem hải bá ném ra ngoài. Nhưng hải bá không ngờ không thuận theo không buông tha, lại liều mình lao vào lục tinh thủy. Cứ như vậy liên tục bị ném mấy chục lần không ngờ nó vẫn muốn tiến đến đó. Cuối cùng, Tiền Bối Hồng Tà tức giận, xuống tay nặng không ít. Đánh cho tên kia mình đầy thương tích. Nhưng tên kia da dày thịt béo như vậy vẫn không chịu lại.
hơn nữa, gào thét, sợ tới mức cách xa mấy trăm mét đều có thể nghe được. Cuối cùng tiền bối Hồng Tà và Lệ tiền bối cũng biết hải bá là vật mà nhà họ Diệp yêu quý, hơn nữa tiểu công chúa, tiểu thiếu gia thích nhất nó, cũng không hạ tay giết nó. Tiểu thư ra mặt, tạm thời để hải bá vào hang đá, nói là chờ anh về sẽ giải quyết chuyện này. Dù sao thì còn lâu mới xây xong, tiền bối Hồng Tà cùng Lệ tiền bối cũng không nói gì nữa. Chẳng qua phát hiện lục tinh thủy mỗi ngày giảm bớt nhiều lắm, hai vị tiền bối thịt đau đến liệt rồi. Sa Thiên nói, hải bá khổng lồ như thế, đương nhiên tiêu hao nhiều lục tinh thủy hơn. Diệp Phàm nói, hải bá chỉ hơi mệt một chút, nhưng hiện nó giống như rất cưng chiều quả trứng này. Một ngày 24 giờ đều ngâm trong lục tinh thủy. Người này hình như điên rồi, hình như lục tinh thủy này có thể ấp trứng nở ra rùa con vậy. Sa Thiên cảm thấy buồn cười. Trứng mấy nghìn năm còn có thể sinh ra rùa con, ha ha, chuyện lạ trong thiên hạ. Giọng Hồng Tà vang lên. Chào hai vị tiền bối, việc này, ngại quá. Quay người lại phát hiện Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đứng phía sau, Diệp Phàm áy náy nói. Việc này cũng không đúng, có một số việc rất lạ. Không chắc lục tinh thủy còn có khả năng hồi sinh. Hơn nữa, trứng ngàn năm có tác dụng thúc dục, nếu không ông và tôi đã chết rồi. Lệ Vô Nhai có quan điểm của mình, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chúng ta nghiên cứu qua thiên sinh bát này, phát hiện tảng đá chế tạo ra thiên sinh bát có thể giữ gìn, hơn nữa có thể thúc dục sự sinh sôi phát triển. Cho nên, cây cối trồng bên trong đều tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ, thiên sinh bát này chẳng những có tác dụng đối với thực vật có lẽ đối với động vật cũng có lợi. Hải bá có lẽ là trời sinh có trực giác về điểm này, cũng không phải nói nó đem lục tinh thủy làm nước biển. Đây là một sự nhận thức của động vật. Nhưng lục thủy tinh này đều bị nó tiêu hao, hai chúng ta đều chết. Hồng Tà châm chọc nói. Lão Hồng Tà, nhất trác nhất ẩm đều do trời định. Lục tinh thủy này là vật trời định, tôi và ông có thể sử dụng, vì cái gì phải cướp đoạt quyền sử dụng của hải bá. Bà là chính nhân quân tử, bà cao thượng, nhưng chúng ta liền xong đời. Nếu hải bá không cần, chúng ta ít nhất còn có thể kiên trì 2 năm. Hiện giờ hải bá cũng vào đó, thời gian của chúng ta sẽ không hơn. Nhiều nhất chỉ còn lại 3 năm. Hồng Tà hừ nói. Ha ha, sống chết do trời định, tôi và ông sẽ không phải cố chấp quá. Lệ Vô Nhai cười thoải mái. Hai vị tiền bối yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách trong vòng 3 năm. Lục tinh thủy này cũng không phải là cách, nghĩ cách để hai vị ra khỏi đây hoàn toàn mới là thượng sách. Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ tìm được thứ để thay thế lục tinh thủy. Thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu có phải không? Diệp Phàm ôm quyền nói. Chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Hồng Tà bất mãn phất ống tay áo đi. Ngại quá, tôi sẽ nói với ông ấy, không cần lo lắng cái gì. Lệ Vô Nhai cười rồi cũng đi ra ngoài. Chào bà, chuyện này là bà mua, nhưng mệnh chúng ta không có. Hồng Tà tức giận ngồi trên ghế salon. Hồng Tà, ông nghĩ xem, thật ra, đối với chúng ta mà nói chết chưa hẳn là không tốt. Lệ Vô Nhai cười nói. Chương 3142, người này không đáng tin. Chúng ta sắp mất mạng đến nơi rồi còn chuyện tốt cái nỗi gì. Hồng Tà không tin lời nói dối này. Ông nghĩ xem, Diệp Phàm chắc chắn muốn nhận hai chúng ta, sau này có chuyện gì có thể sai khiến chúng ta. Cho nên, hắn không chịu để chúng ta mất mạng như vậy. Người thanh niên này rất có năng lượng, hai mắt tôi không mù. Tôi nghĩ, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách để chúng ta thoát khỏi khổ ải. Mà thời gian càng ít hắn càng có áp lực lớn. Nhưng thật ra có thể sớm thúc đẩy chúng ta một lần nữa đứng lên. Nếu không, hắn sẽ không quan tâm đến hai chúng ta. Bởi vì khó khăn rất lớn. Lệ Vô Nhai nói. Lợi hại, lão Lệ, tôi còn thực nghĩ ông là chính nhân quân tử hy sinh chính mình. Hồng Tà châm chọc nói, cũng ra vẻ mặt bội phục. Ha ha, tất cả mọi người đều không muốn chết. Có thể sống lâu sao lại muốn chết đi. Như tôi chết tuy nói không sao, nhưng đối với Diệp Phàm cũng là song toàn. Ông nghĩ xem, hải bá này là vật yêu quý của hai đứa con của Diệp Phàm, hắn sao làm cho con mình khổ sở mà đem hải bá đi ra. Cho nên, cùng khiến cho mọi người không thoải mái, không bằng chúng ta đại lượng một ít. Lệ Vô Nhai cười nói. Lão Tà, chúng ta hiện giờ chính là ăn nhờ ở đậu, ông còn muốn uy phong thế nào? Lợi hại, tôi hôm nay cuối cùng biết thêm được một sự lợi hại của chính nhân quân tử. Hơn nữa, tôi cảm thấy người trẻ tuổi này càng ngày càng thú vị.
Ngay cả thế hệ của chúng ta ông đã thấy một cao thủ bán tiên thiên trẻ tuổi như vậy sao? Hơn nữa, còn mang theo huyết cương thần bí kia, cái đó cũng không phải tôi và ông có thể làm ra. Lệ Vô Nhai cười nói. Ôi, kia nhất định là vượt qua khả năng của cao thủ như chúng ta. Lão Lệ, ý của anh là thân thủ của Diệp Phàm chắc chắn có cao thủ chống đỡ có phải không? Nhưng, tôi hỏi thăm rồi, hình như người này xuất thân bình thường. Cũng không phải con cái một gia tộc lớn, không có liên quan đến một số dòng họ võ công của Trung Quốc chúng ta. Hồng Tà nói, có thể là một gia đình bình thường thuộc một gia tộc võ công. Lệ Vô Nhai nói, đó cũng là một khả năng, nếu không phải vậy, người thanh niên này chắc chắn là kỳ ngộ. Có phải gặp một cao thủ siêu việt, mà người này cũng không tiện xuất hiện. Lão Hồng Tà cười, không hẳn, rất chán. Lệ Vô Nhai sờ sờ đầu, lắc lắc đầu. Hai vị tiền bối đã quen chưa? Diệp Phàm gõ cười bước vào cười hỏi. Không tồi, không tồi, so với trong sơn động chính là trên trời. Hơn nữa, người hiện đại các cậu rất lợi hại, phát minh nhiều dụng cụ thông minh như vậy. Như cái tivi gì đó thật đúng là thần kỳ. Xem đến mức tôi không muốn ăn cơm, nhưng, diễn võ Lâm Đại Hiệp thật không? Còn nữa, thần tiên chẳng lẽ cũng có thật, vậy cao thủ như chúng tôi trước mặt họ chỉ là trẻ con. Hồng Tà cười nói. Đương nhiên là giả, về võ công chẳng lẽ hai vị còn không rõ, còn việc bay, đó là giả, chẳng qua là diễn để mọi người giải trí. Đó không khác gì diễn trò thời cổ đại, chẳng qua dùng một số phương pháp đặc biệt để quay lại cho mọi người giải trí. Diệp Phàm cười nói. Tôi còn tưởng là thật, mẹ kiếp, tất cả đều là gạt người. Hồng Tà căm giận. Hai vị tiền bối, tôi nghĩ mời cho hai người một người thầy có được không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, chúng ta thật đúng là không có chỗ trong xã hội này. Có thầy giáo thì chắc chắn hiểu nhanh hơn, nếu không, sau này khôi phục muốn đi ra ngoài lại làm trò cười cho người khác. Lệ Vô Nhai cười nói. Thầy giáo, thật chán, chúng tôi còn cần thầy giáo sao? Hồng Tà hừ nói. Lão Hồng Tà, không chịu cũng không được, như cái điện thoại di động này, ông xem, nhỏ như vậy không ngờ có thể nói chuyện với người ở xa. So với thuật truyền âm của chúng ta hoàn hảo hơn. Lệ Vô Nhai cười nói. Ông nói cũng có lý, vậy mời một người đi. Hồng Tà cười nói. Buổi sáng ngày hôm sau Diệp Phàm đến nhà họ Phí. Bọn họ đều đi rồi. Diệp Phàm hỏi. Bọn họ đều đi rồi, bọn họ đều là đại ân nhân, không rảnh. Phí Thanh Sơn nói. Nhưng Trương đạo trưởng còn chưa đi, nói là muốn gặp cậu. Hai người nói xong đi vào trong, thấy Phí Đông và Trương Vô Trần đang uống trà. Sư huynh. Phí lão. Diệp Phàm chào hai người rồi ngồi xuống. Diệp Phàm, hiện tại có thể nói rõ chứ? Phí Đống cười ha hả nói. Phí lão nói về mặt nào? Diệp Phàm hỏi. Còn giả vờ với tôi. Phí Đống trầm mặt. Việc này là có một vị tiền bối thần bí tương trợ tôi mới may mắn thắng. Nếu không, với lực của tôi, không thể làm cho Hoành Đoạn Thiên Hà thảm như vậy. Diệp Phàm nói. Vị tiền bối thần bí kia chính là cho cậu mượn tay là có thể làm cho cao thủ siêu cấp tiên thiên đại viên mãn thành như vậy. Công lực của vị tiền bối này chẳng phải là thật sự đáng sợ sao? Trương Vô Trần hỏi, cũng có hứng thú. Tôi đã thử rồi, nhưng ông ấy không nói ông ấy đã đạt đến cảnh giới nào. Việc này, hôm đó cũng không dám hỏi nhiều có phải không? Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, cậu không nói dối chúng tôi cái gì chứ? Sư huynh Trương Vô Trần của cậu cũng không phải chúng tôi mời đến, mà tổ đặc nhiệm A mời anh ta đến tham gia lần tỷ thí này. Nếu không, cậu thật sự nghĩ với lực của nhà họ Phí có mặt mũi lớn như vậy sao? Phí Đống đột nhiên ngây người một chút, không thể tưởng tượng được Trương Vô Trần không ngờ là tổ đặc nhiệm A mời đến. Ý của Phí Đống Diệp Phàm cũng hiểu, nói cách khác chuyện của tổ đặc nhiệm A cũng không cần phải nói dối Trương Vô Trần. Ngại quá, tổ đặc nhiệm A có quy định. Có một số việc không nên nói ra ngoài, nhưng vị tiền bối kia thật sự lợi hại. Hơn nữa hình như còn quen sư phụ Bức Vương Nam Lăng Hậu của tôi. Bởi vì, nể mặt sư phụ mới quan tâm đến tôi. Hơn nữa, lần trước ở núi Sương Bối vị tiền bối này cũng đã xuất hiện rồi. Lần này kỳ lạ nhất chính là ông ấy còn nhắc nhở tôi cơ hội đột phá ở Bột Hải. Mà người thần bí trong trận chiến mấy ngàn năm ở đảo Thủy Tinh Cửu chỉ đạo trưởng hang ổ ngay ở đảo Cửu Diệu ở Bồng Lai. Mà Bồng Lai không phải ở Bột Hải sao? Mà đảo Cửu Diệu ở chỗ nào chúng ta không rõ ràng lắm, không có một chút manh mối nào. Hơn nữa, tôi cuối cùng cảm thấy rất kỳ lạ,
Hình như từ khi đán phi tử xuất hiện đến giờ, hình như việc nhất hệ liệt đại sư phát sinh cũng có chút dấu hiệu. Giống như tôi rơi vào một âm mưu vậy, dường như hết thảy đều có người sắp xếp từ trước. Nói cách khác, vị tiền bối thần bí kia sao lại nói đến Bột Hải, việc này rõ ràng chỉ hướng về đảo Cửu Diệu. Mà đán phi tử báo cho tôi muốn đột phá đến tiên tiên phải đến cung thiên tinh sau đó đến đảo Cửu Diệu. Đán phi tử cùng vị tiền bối kia hình như là tiền hậu bất nhất. Diệp Phàm nói, tôi cảm thấy được đán phi tử là một nhân vật quan trọng, theo cậu nói, núi xương bối xuất hiện đán phi tử, mà đảo thủy tinh cũng xuất hiện. Đán phi tử cùng Vũ Vương quan hệ như thế nào, mà đán phi tử hình như không có chỗ ở cố định, có thể sử dụng nội khí để giấu bên trong xương cốt. Cũng có thể dùng nội khí hóa một kiếp người, tất cả mọi điều này, rất thần bí. Trương Vô Trần nói, đúng vậy, đán phi tử bảo cậu đến thiên tinh cũng. Sau đó lại không nói cho cậu biết thiên tinh cung ở đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, như tìm kim đáy biển, ông ta nói vậy có ý gì? Nếu như nói ông ta cũng không biết vị trí chính xác của thiên tinh cung, vậy hình như cũng giống trong phim. Mà ông ta biết sao lại không nói cho cậu, đây là vì cái gì? Phí Đống nói, tôi nghĩ, đán phi tử tuyệt đối không phải là tốt như vậy. Người này quá lợi hại lại rất thần bí, nhất định là đang lợi dụng cậu. Có lẽ là hoàn thành việc lớn gì đó của ông ta. Mà ông ta cũng không nói rõ vị trí của thiên tinh cung, một là ông ta không biết vị trí chính xác của thiên tinh cung. Hai là ông ta biết, nhưng ông ta hy vọng cậu dùng một chút thời gian để tìm ra, mà trong quá trình đó vừa muốn cậu trải qua những việc ông ta đã sắp xếp. Làm cho cậu hoàn toàn đi theo con đường ông ta sắp xếp để làm. Cuối cùng, nước chảy thành sông rồi, ưu thế ông ta chiếm hết. Hơn nữa, tôi nghĩ... Ông ta có công với cậu, mà thông qua tôi luyện cũng làm cho cậu trở nên điềm tĩnh hơn, tất cả những việc này ra vẻ ông ta bồi dưỡng cậu. Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy, người này không yên lòng, có phải là ông ta đang tìm một cơ thể có nội tức thích hợp để chuyển sang một kiếp khác không? Phí Thanh Sơn nói xen vào. Cho nên, cậu phải đề phòng người này, nhưng nói dễ dàng những làm thì khó. Việc này phải đề phòng như thế nào, quan trọng là không có cách đề phòng ông ta. Trương Vô Trần nói. Đáng tiếc chính là Bức Vương không biết đi đâu, nếu không, có ông ta ở đây bàn bạc có thể tìm ra một chút manh mối. Dù sao cao thủ như ông ta ánh mắt khác chúng ta. Đúng vậy, trước kia tôi cho rằng Ngũ Đoạn chính là cao thủ siêu cấp, hiện giờ, xem ra Ngũ Đoạn đều thành rác rưởi. Thập Đoạn cũng không tính là gì, cao thủ cũng không phải là một người. Việc này, tôi nghĩ chính là vấn đề trình tự. Chờ công lực của chúng ta nâng cao một bước, lại có cao thủ lợi hại hơn xuất hiện. Hơn nữa, cao nhân đều 10 phần thần bí đáng sợ. Hết thảy đều tràn ngập một cảm giác thần bí. Tôi lo lắng chúng ta cứ tiếp tục thì tất cả đều bị cuốn vào. Đến lúc đó, kết cục như thế nào không ai đoán được. Diệp Phàm nói. Ha ha, cao thủ hơn một ít, nhưng cũng không đến nỗi tràn ra như cậu nói. Ví dụ như gần đây có 10 đại cao thủ của thế giới, phía dưới họ có Ngũ Cực, tiếp nữa có Lục Tôn, còn có người trẻ tuổi Tuất Tú. Mà tầng cao nhất chính là 11 người như Hồng Tà. Mà hiện tại 11 người này xuất hiện 2 người, là Hồng Tà và Cổ Huyết. Còn khá nhiều người chưa xuất hiện, sư phụ của cậu Bức Vương chính là một trong 11 người này. Tôi nghĩ, vị tiền bối thần bí kia có phải là một trong 11 người này không? Mà đán phí tử không ở trong số đó, ông ta là nhân vật của mấy nghìn năm trước. Mặc dù là có thể thành công trong phương pháp chuyển nội khí vào cơ thể người khác nhưng có lẽ trước mắt còn yếu kém. Phí Đống nói, tôi không cho là như vậy, tôi cho rằng đán phi tử còn chưa tìm được cơ thể thích hợp để chuyển đổi. Mà Diệp Phàm có thể là người mà đán phi tử lựa chọn. Cho nên, nếu Diệp Phàm bị đán phi tử theo dõi thì tương đối nguy hiểm. Người này rất thần bí, tôi thấy Diệp Phàm, ngay cả ngón tay kia cậu cũng không nên mang theo người. Trời mới biết ngón tay này có phải nội khí của đán phi tử bên trong không? Nếu cậu mang trên người sẽ bị ông ta theo dõi. Phí Thanh Sơn nói, chương 3143, Lão Triệu muốn nhận làm cháu gái. Tôi đã không mang theo từ trước rồi, trước kia mang theo lần ở Ngũ Đài Sơn đấu với Lão Hòa Thượng đán phi tử còn giúp đỡ tôi. Cho nên, sau đó tôi không dám mang theo nữa. Lời nói của đán phi tử không thể tin hoàn toàn, nhưng có một phần chân thật. Ông ta rốt cuộc muốn gì, việc này chúng ta không rõ ràng lắm. Diệp Phàm nói, chỉ có thể cẩn thận thôi, không có cách nào khác. Trương Vô Trần thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cậu có biết chỗ ở của sư phụ không?
Tôi có nghe ông ấy nói một ít nhưng cụ thể ở đâu không rõ lắm. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy cậu nói xem, ông ấy ở đâu? Trương Vô Trần hỏi. Ông ấy nói cùng một số cao thủ đến Nam Cực, nói là dưới đó mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét có dược liệu trời sinh. Có thể hỗ trợ bọn họ đột phá đến cảnh giới cao nhất. Sau khi đột phá năng lượng cơ thể có thể được tẩy tủy một lần nữa, có thể làm cho bọn họ sống lâu thêm 10 năm. Ông ấy nói, bọn họ đều đã trên trăm tuổi, mỗi ngày đều vì cuộc sống mà hối hả. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, trăm tuổi qua đi, ai biết mình có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng công lực càng cao năng lực cơ thể càng tốt, đương nhiên cơ hội sống lâu hơn một chút càng nhiều thêm. Trương Vô Trần thở dài, sau đó nói. Như vậy, tôi chuẩn bị một chút, cũng đến Nam Cực một chuyến. Mặc kệ kết quả như thế nào, có thể tìm họ thì tốt, nói thật tôi cũng có suy nghĩ, tôi cũng hơn trăm tuổi, ngày nào chết cũng không rõ. Dù sao đều là chết, không bằng đi thăm dò một chút chỗ chưa biết, biết đâu còn có thể mang đến cho tôi một cơ hội. Nếu không, với năng lực hiện tại của tôi, muốn đột phá một tầng rất cao cũng chỉ có thể là lấy trăng trong nước. Truyền thống võ thuật Trung Quốc càng lên cao càng khó. Chỗ kia chắc chắn rất nguy hiểm. Đạo trưởng Trương đi phải suy nghĩ thật kỹ. Phí Thanh Sơn nói. Không có gì lo lắng, coi như là đi du lịch đi. Dù sao đời người Trung Quy cũng về đất bụi thôi. Nếu như có thể đột phá đến trình tự rất cao, lại có thể sống thêm 10 năm, tôi tình nguyện. Đời người, không thể biết hết được. Loài người thăm dò thiên nhiên, thăm dò vũ trụ, đây đều là tinh thần của con người. Nếu không, sống một đời uổng phí không có gì thú vị. Trương Vô Trần vuốt chòm râu một chút nói. Trương đạo trưởng, tôi đi với ông thì thế nào? Phí Đống cũng động tâm. Không thể đi đại bá. Phí Thanh Sơn phản đối. Thanh Sơn, cậu hiện giờ đã lớn dần lên, nếu không có gì trở ngại thì cậu đột phá đến bán tiên thiên là không có vấn đề gì. Hơn nữa, hiện giờ tuổi cậu cũng không cao, hơn 70 tuổi, không có nhiều tổn thương thì sống thêm 3-40 năm không thành vấn đề. Cho nên, cậu còn có thời gian, mà ông trời không cho chúng tôi nhiều thời gian lắm. Tôi cũng không phải sợ chết, tôi còn muốn nhiều thời gian nhìn ngắm thế giới này, tôi còn muốn nhìn nhà họ Phí chúng ta lớn lên. Mà trận tỉ thí với nhà Hoành Đoạn chấm dứt, tôi ở nhà cũng lãng phí, chi bằng cùng Trương đạo trưởng đi ra ngoài, dù chết tha hương cũng không có gì. Dù sao đều phải chết có phải không, chi bằng đi tranh thủ một chút cơ hội. Nhà họ Phí hiện giờ thiếu tôi cũng không có gì, còn có cậu ở, còn có Diệp Phàm trẻ tuổi có phải không? Với thực lực của Diệp Phàm bây giờ, hoàn toàn có thể đối phó với một vài cao thủ vừa mới tiên thiên cường giả. Ví dụ tôi, so sánh với Diệp Phàm coi như là như nhau. Phí Đống nói. Phí lão rất khiêm tốn, tôi sao có thể đánh thắng ông? Diệp Phàm nhanh chóng nói. Diệp Phàm, người phải khiêm tốn, rất khiêm tốn cũng không tốt. Nếu đồng ý thì cứ đồng ý, không cần nhìn mặt ai. Phí Đống nói. Ha ha, sư đệ tôi cũng không biết khiêm tốn, chính hắn cũng phải nhìn người nào thôi. Trương Vô Trần cười nói. Vậy được rồi, đại bá quyết định tôi cũng không nói gì. Hy vọng đại bá có thể sống trở về. Con cháu nhà họ Phí đều mong chờ. Phí Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu. Tôi đến Tuyết Gia Thôn một chuyến, xem có thể tìm được Phi Chuông Tuyết Nha không. Tin rằng bà nghe nói chuyện này xong nhất định sẽ đồng ý cùng chúng ta đi. Nhiều người cũng tăng sức mạnh, đến lúc đó gặp cái gì cũng dễ đối phó. Trương Vô Trần nói. Sư đệ, cậu luyện công cho tốt. Tiên thiên đối với cậu mà nói không có vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ, Đán Phi Tử bảo cậu đến Thiên Tinh Cung. Tôi thấy nơi đó trước tiên không cần gì, tôi thật ra cảm thấy vẫn nên đến đảo Cửu Diệu trước. Đương nhiên là phải tìm ra nơi đó. Nếu cậu đột phá đến tiên thiên, lại đi Thiên Tinh Cung, ít nhất thực lực tăng mạnh, năng lực ứng đối cũng tăng mạnh. Dù Đán Phi Tử muốn chiếm đoạt thân thể cậu cũng khá khó khăn. Thứ nhất là cậu là người sống, mà Đán Phi Tử tồn tại trong khí. Đến hiện giờ cũng đã có ngàn năm, nội khí không thể không hao tổn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc chính là đảo Cửu Diệu không biết ở đâu. Tôi nghĩ, đạo trưởng Cửu chỉ là một nhân vật thiên tài, chắc chắn sẽ không để Cửu Diệu lộ ra ngoài. Cao thủ thời xưa nếu như không thể tìm ra đảo này, với năng lực hiện giờ của chúng ta tìm ra nó càng khó hơn. Hơn nữa, đạo trưởng Cửu chỉ ngay cả đại xà của Vũ Vương cũng dám trộm đi, lợi hại đến mức nào chúng ta không dám tưởng tượng. Cách xoay người trong nháy mắt, đạo trưởng Cửu chỉ hoàn toàn có thể làm được. Tôi nghĩ, người thần bí kia chỉ điểm tôi đến Bột Hải,
người này có thể là con cháu của đạo trưởng Cửu Chỉ hay ai đó. Có phải đạo trưởng Cửu Chỉ cũng theo dõi tôi? Diệp Phàm, tôi đã thành thịt đường tăng rồi. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, suy đoán này của Diệp Phàm có lý. Tôi nghĩ, trên người Diệp Phàm có phải là tồn tại một thứ gì chúng ta không biết, mà cao thủ mấy nghìn năm như Đán Phi Tử dự đoán được. Ví dụ như thân thể Diệp Phàm thích hợp để chuyển sang kiếp khác. Phí Thanh Sơn vỗ đầu gối nói. Không thể nào, nói như vậy tôi thành nhân vật thiên thần chuyển thế, hoặc là kim thiền tử chuyển thế. Tất cả mọi người đều muốn. Đây chính là xã hội hiện đại, cao thủ thời xưa rất huyền diệu, nhưng không đến mức thần kỳ như vậy đi. Chúng ta có phải là quá lo lắng không? Diệp Phàm nghi ngờ. Lo lắng không có gì không tốt, dù sao cũng phải đề phòng. Tuy nói thần kỳ, có lẽ chúng ta cảm thấy được thần kỳ, nhưng đối với bọn họ mà nói là vẫn có thể làm được. Ví dụ như cậu nói hoang đảo rất thần bí, nếu dùng khoa học hiện đại để giải thích căn bản là không thể giải thích. Ví dụ như, nếu dùng suy đoán, Diệp Phàm cậu là chỗ để Vũ Vương chuyển thân thể, mà Đán Phi Tử cùng Cửu Chỉ cùng với một số cao thủ cổ đại đều có liên quan lớn đến Vũ Vương. Có lẽ bọn họ vẫn là đối thủ, cho nên, bọn họ không phải muốn phá việc chuyển nội khí của Vũ Vương sao? Bởi vì Vũ Vương gửi trong cơ thể cậu vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cho nên, bọn họ muốn phá đi hoặc làm gì đó. Trương Vô Trần đúng là thông minh, nói xong làm cho Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Sư huynh, anh nói cũng hơi quá. Tôi không có chút cảm giác nào, còn có cái gì chuyển tồn lại, với thực lực của Võ Vương, muốn chiếm cơ thể tôi không phải là một hơi nội khí là có thể làm được sao? Làm sao còn phải làm cái gì thức tỉnh linh tinh? Diệp Phàm nói. Ha ha, tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng cũng có thể giả tưởng một chút có phải không? Ví dụ như Vũ Vương bị trọng thương, nhất thời muốn tỉnh dậy đều phải từ từ. Nội khí của ông ta liền chuyển vào cơ thể cậu. Chỉ là bởi vì không thức tỉnh nên chưa chiếm được cơ thể cậu. Có lẽ Vũ Vương có quyết định của ông ấy không muốn chiếm cơ thể của cậu, mà là thông qua cậu làm một số việc nào đó khác. Cho nên, cậu mới có thể đột phá đặc biệt nhanh, hết thảy những việc này có lẽ chính là do Vũ Vương tương trợ cậu. Trương Vô Trần nói, sư huynh còn thích đọc tiểu thuyết. Diệp Phàm kinh ngạc, cậu thật sự cho tôi là đồ cổ, đến ngay cả tiểu thuyết cũng không biết xem sao. Thật ra, tôi thích tiểu thuyết cổ trang. Bình thường khi rảnh rỗi đều xem để giải trí có gì không tốt. Tuy nói bọn họ miêu tả phân nửa là hư cấu. Nhưng người ta hư cấu cũng có cơ sở. Có một số miêu tả vẫn gần với cuộc sống đúng không? Hơn nữa, nói ngay như Hoàng Dịch, nói rất huyền diệu, nhưng có phần tương tự Đán Phi Tử. Trương Vô Trần nói. Đúng là mở mang kiến thức, nếu không tôi cho rằng sư huyền chí biết luyện công. Diệp Phàm xúc động cười nói. Ha ha ha. Diệp Phàm về nhà đã tối, Kiều Viên Viên pha trà xong nói. Diệp Phàm, có chuyện phải nói với anh. Em nói đi. Diệp Phàm vừa uống trà vừa nói. Chính là chuyện Triệu Lão Tướng Quân. Kiều Viên Viên nói. Triệu Lão Tướng Quân có chuyện gì? Diệp Phàm có chút lạ, nhìn Kiều Viên Viên hỏi. Anh thật sự là hồ đồ, chuyện lớn như vậy đã quên. Kiều Viên Viên có chút oán trách, lườm hắn một cái. Em nói thẳng là được, vòng vo làm gì? Con gái chúng ta, không phải lúc mới sinh được Triệu Bảo Cương yêu quý, muốn nhận làm cháu gái sao? Anh quên việc này sao? Kiều Viên Viên hỏi. Ngày đó Triệu Lão chính là tùy tiện nói, sao có thể là thật, cho nên, anh đã quên. Diệp Phàm sờ đầu cười nói. Ôi, với anh tùy tiện, người ta là thật. Kiều Viên Viên hừ nói. Có phải là bên họ tỏ vẻ? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Không thực rõ ràng, có lẽ là thế. Nhưng hôm quá Triệu Tứ đến đây, nói được ông nội giao đưa cho Diệp Thanh Liên nhà chúng ta một miếng bùa, là chế tác từ vàng, rất tinh xảo. Nhưng, em thấy như không phải chế tác thời hiện đại. Kiều Viên Viên nói. Mang ra xem. Diệp Phàm nói, không lâu đã mang ra, Diệp Phàm quan sát một chút, phát hiện là phong cách cổ xưa, vì thế cười nói. Hẳn không phải là chế tác hiện tại, chắc chắn là đồ gia truyền của nhà họ Triệu. Vật này rất quý, chúng ta không thể nhận. Người ta thận trọng đưa đến, sao anh có thể thế? Anh đúng là người ta yêu quý con gái chúng ta, tỏ thái độ. Cho nên, chúng ta cũng phải đáp lại có phải không? Cũng không thể im lặng nhận một thứ tốt của người ta như vậy. Kiều Viên Viên nói. Chương 3144, môn khách Diệp gia. Việc này thật ra là vấn đề không nhỏ, nhưng chuyện này em đã hỏi ba chưa? Diệp Phàm hỏi.
Triệu lão muốn nhận Thanh Liên nhà chúng ta làm cháu gái, đó là phúc phận thu tám đời. Em đã hỏi qua mẹ, bà bảo chúng ta tự quyết định, không cần phải hỏi ba. Kiều Viên Viên nói. Vậy nhận đi. Diệp Phàm nói. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Kiều Viên Viên thật sự quan tâm hỏi. Nghĩ kỹ rồi, nên thế nào thì thế đó. Như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt chúng ta bày mấy bàn tiệc ở nhà để thông báo. Đương nhiên, cấp bậc lễ nghĩa chúng ta vẫn phải làm. Đừng để người ta chê cười, ví dụ như phải mang chân heo đi vân vân. Việc này cụ thể làm thế nào anh không rõ lắm, hỏi mẹ là được. Diệp Phàm nói. Vậy đi, em làm việc này. Một khi quyết định ngày em sẽ thông báo cho anh. Kiều Viên Viên nói. Em là chủ nhân của nhà họ Diệp, còn hỏi anh làm gì? Thời xưa chính là chuyện hậu cung. Diệp Phàm cười. Đừng nịnh em. Kiều Viên Viên vẻ mặt ngọt ngào, thật ra trong lòng vẫn khá thích thú. Không đúng, anh còn muốn có các phi tần. Nói linh tinh. Diệp Phàm nhanh chóng lắc đầu. Không đúng sao? Kiều Viên Viên cười nói. Đúng rồi, Thủy Mẫu gần đây thế nào? Diệp Phàm hỏi. Vẫn không nghĩ thông suốt, luôn tức giận. Kiều Viên Viên hừ nói nhíu mày nói. Hay anh thả người ta ra, giam lỏng như vậy cũng không phải là chuyện hay. Nhận người, hơn nữa còn là người bên mình, nhất định phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục, nếu cô nhận một trái bom hẹn giờ. Người đàn bà này, có thể bước chân vào nhà họ Diệp là may mắn, không ngờ không biết thân phận. Diệp Phàm có chút bất mãn hừ nói. Anh đừng trách người ta, ai muốn cho người khác sai khiến có phải không? Hơn nữa, người ta dù gì cũng là cao thủ, anh cho rằng đi vào nhà họ Diệp là tốt, người ta lại không cho là như vậy. Cho nên, suy nghĩ của anh rất độc quyền. Kiều Viên Viên cười nói. Anh đâu có coi họ là tôi tớ, đều là bạn bè. Tiền lương của mấy người đều lên đến mấy trăm nghìn. Việc này so với tri thức tiền lương còn cao hơn nhiều lắm, vượt qua cả công ty đa quốc gia. Bọn họ ở đây ăn ngon, vừa không ai dám khinh rẻ, có gì chưa đủ. Em xem Sa Thiên, Ngô Tuấn, Mao Ni, Ngưu Bá không phải là tự tại tiêu giao sao, hiện giờ em có đuổi họ cũng không muốn đi. Diệp Phàm hừ nói. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, những thứ anh cho người ta không thiếu, nhưng không biết có khúc mắc gì không. Em thấy cô vẫn buồn bã không vui. Nhưng hỏi cô không nói. Kiều Viên Viên nói. Ôi, có lẽ là thế, cô giờ ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ngơ ngác ngồi trên một ghế gỗ sau núi. Trước kia Phí lão thích ngồi trên ghế gỗ này. Đường thành không tồi, thường thường tìm chút việc vui muốn cô vui. Nhưng vẻ mặt cô ấy giống như ai nợ cô ấy mấy triệu vậy. Kiều Viên Viên vừa nói vừa cười. Đường thành, tìm việc vui, thằng nhóc này không phải là quan tâm đến cô chứ? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Không thể nào, Đường Thành chưa đến 30 tuổi, Thủy Mẫu đã hơn 30, với gia thế của Đường Thành, cô gái tốt có gì khó tìm. Huống hồ, nhà họ Đường cũng không thể để một người con gái giang hồ như Thủy Mẫu vào cử. Nhà họ Đường là gia tộc cao sang nhất Bắc Kinh, có lẽ hôn sự của Đường Thành cũng không trốn khỏi nhân duyên chính trị. Ôi, đây đều là số của cậu ta, nhưng nếu nói Đường Thành muốn quan tâm đến cô gái đó, em không đồng ý. Muốn tìm thì cậu ra ngoài, đây là nhà chúng ta, phải bảo cậu ra ngoài tìm hoa. Kiều Viên Viên trợn cả lông mày, thể hiện tư thế chủ nhân. Ha ha ha, em quan tâm làm gì, Thủy Mẫu cũng được em bảo vệ như vậy còn bảo anh thả cô ấy ra, anh thấy em tiếc cô ấy rồi. Diệp Phàm cười nói. Em là phụ nữ, đương nhiên không thể để cho phụ nữ chịu thiệt. Nhưng em thật thích cô gái này, tuy nói 30 nhưng tư thế oai hùng, hơn nữa, dáng vẻ cũng được. Kiều Viên Viên nói. Diệp Phàm gật đầu đi ra ngoài, vừa mới mở cửa Đường Thành vẻ mặt nịnh nọt cười đi lên chào nói. Anh Diệp đã về rồi, hì hì. Cậu nhóc, vẻ mặt cười như vậy có phải nhặt được cô gái không? Diệp Phàm hừ nói. Nói gì vậy, trên đời này có cô nương rơi sao? Rác rưởi có thể nhặt nhưng đừng nói là nhặt cô nương. Đường Thành cười nói. Đúng rồi, tóc cậu lúc này chưa dài, có phải là phải đội mũ một thời gian ngắn? Diệp Phàm vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Ai bảo số tôi khổ, chỉ đi xem trận chiến Phí Hoành thôi, không ngờ lại trở thành lão hòa thượng. Mà lão hòa thượng còn thật sự rất tích cực, nói muốn nhận hòa thượng giả làm đồ đệ. Đồ đệ này căn bản là tạm thời thôi, ông đây không muốn mãi thế. Đường Thành nói về việc này buồn bực. Bởi vì, Đường Thành cũng là một trong 10 người Vương Nhân Bàng đưa đi,
đang xem cuộc chiến thì không ngờ bị Chí Dã đại sư làm cho chọc đầu, hiện giờ không thể không đội mũ. Không phải đầu bóng mấy tháng, có gì? Cậu nghĩ lại xem, lần này thu hoạch nhiều thế nào? Nếu lần sau còn có cơ hội cậu có lẽ là muốn đi. Không cần nói đầu bóng, dù là da đầu bị bóc một mảng cậu có lẽ đều tình nguyện. Diệp Phàm cười cười nhìn cậu ta. Đó là đương nhiên, cơ hội như thế khó có được. Con mẹ nó, rất kích động. Cao thủ như vậy như Trương Vô Trần cùng Hoành Đoạn Thiên Hà, đi đâu gặp, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nếu một ngày tôi có thể giống như Trương Đạo Trưởng thì đời này sống cũng không uổng phí. Đường Thành nói. Nỗ lực lên. Diệp Phàm vỗ vai Đường Thành. Anh Diệp chính là tấm gương của Đường Thành tôi. Hoành Đoạn Thiên Hà thì sao, đánh bại Trương Vô Trần, nhưng vẫn phải bại trước anh Diệp. Tiên Thiên Đại Viên mãn siêu cấp, anh Diệp vẫn là thần. Không ngờ thắng lão già này, thật kích động. Nhưng dù không thấy được quá trình, mọi người nói đều rất hay. Đường Thành vẻ mặt hăng hái, thiếu chút nữa nước miếng tung bay. Anh thật sự đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà, ngay cả Trương Vô Trần cũng bị bại. Đúng lúc này một tiếng nói vang lên, Diệp Phàm phát hiện Thủy Mẫu thực sự nhanh, chạy đến bên cạnh mình, hai mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên, anh Diệp là ai? Hoành Đoạn Thiên Hà dù thắng Trương Vô Trần nửa chiêu, cuối cùng bị anh Diệp của chúng ta làm cho đầu thiếu chút nữa bay mất một nửa. Hiện giờ có lẽ là sống đời sống thực vật. Đường Thành cười nói. Khoác lác, đầu bay thì làm sao có thể sống. Hơn nữa, tôi không tin anh Diệp có thể đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà. Chẳng lẽ công lực của anh Diệp còn lợi hại hơn của Tiên Thiên? Làm sao có thể, anh Diệp nay mới bao nhiêu tuổi, nghe nói hơn 30. Dù là thiên tài cũng không thể. Tôi thấy hai người đều là khoác lác, thật sự là không đúng. Thủy Mẫu khinh thường nói. Đường Thành tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Thủy Mẫu hừ nói. Với công phu mèo cào của cô sách giày cho anh Diệp cũng không xứng. Còn nói chúng tôi khoác lác, chúng tôi khi nào thì nói khoác. Anh Diệp lúc nào cũng khiêm tốn, gái lỡ thì. Ai là gái lỡ thì? Thủy Mẫu trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Thành. Hơn 30 tuổi còn chưa lấy chồng. Đây không phải lỡ thì là cái gì? Chẳng lẽ Đường Thành tôi nói sai? Hơn nữa, mấy năm nữa chính là gái ế. Gái ế là thế nào biết không? Chính là không ai muốn và không tìm được chồng. Đường Thành lầm bầm. Ế thì ế cũng không đến lượt anh. Thủy Mẫu hừ nói, nhìn Đường Thành, sau đó nói. Anh không phải nói tôi xách giày cho anh Diệp cũng không xứng sao? Chẳng phải là ngay cả cơ hội xách giày cũng không có? Cô nói cái gì thì nói. Đường Thành tôi cũng là cấp dưới của anh Diệp, không cần nói xách giày cho anh Diệp, dù là đổ bồn tiểu cũng có phần. Cô sẽ không có cơ hội này. Đường Thành thật đúng là bẩn, ngay cả lời này cũng có thể nói. Xem ra, thật muốn đấu miệng với Thủy Mẫu. Ha ha ha, Thủy Mẫu đột nhiên cười vang. Điên, thật đúng là. Đường Thành nói, vẻ mặt khinh bỉ. Anh nói tôi không bằng anh, vậy đi, chúng ta thử mấy chưởng là được. Nếu anh ngay cả tôi đều không thắng, thì anh dựa vào cái gì để đổ nước tiểu cho anh Diệp, anh không xứng. Thủy Mẫu vừa nói, vừa suy nghĩ nhéo nhéo tay, chỉ khu đất trống trong rừng. Tôi mệt mỏi, hôm nay không muốn, một thời gian ngắn nữa chúng ta đấu. Đường Thành nhún vai, dáng vẻ đầy sĩ diện. Gặp rất nhiều người vô sỉ, chưa từng thấy người vô sỉ như vậy. Đánh không lại thì không đánh, lại còn nhấc khối tã lên che giấu. Đây là phong cách của Đường công tử anh sao? Nam tử Hán, nên biết thì biết, múa mép khua môi không ra nam tử Hán. Vậy anh chỉ có thể làm con gái thôi. Diệp Phàm nghe thấy thế quả muốn bật cười, cứ đứng một bên làm người xem. Cô nói ai dùng tã, đánh không lại cô chỉ mới thất đẳng kheo khoang cái gì? Đường Thành nhanh chóng nói. Không có gì, tôi chỉ là thất đẳng muốn đấu với anh mấy chưởng, xem anh bát đẳng có thể đánh thắng được tôi không? Thủy Mẫu cũng không biết hỏi thăm đâu biết Đường Thành chi tiết như vậy, từng bước ép sát. Tốt, hai người đấu đi, tôi làm trọng tài. Diệp Phàm vỗ vỗ tay nói. Anh Diệp, anh. Đường Thành thiếu chút nữa chán nản, nhìn Diệp Phàm nói không ra lời. Sao thế, đồng chí Đường Thành bát đẳng của chúng ta tại sao lại có thể bị một người thất đẳng dọa? Diệp Phàm dụ. Đều là biến thái. Đường Thành nói một câu giống như tự diễu. Tất nhiên trong lòng buồn bực đến cực điểm, vung tay lên nói. Thủy Mẫu, nửa năm sau, chúng ta sẽ đấu, đến lúc đó xem tôi đùa chết cô như thế nào. Ha ha ha, tôi sẽ đến xin chỉ giáo. Đến lúc đó răng rơi đầy đất đừng có trách tôi.
Thủy Mẫu cười nói, Đường Thành cắn răng nhìn Diệp Phàm một cái nảy sinh ác độc nói. Anh Diệp, anh nhất định phải giúp tôi một phen. Ha ha, ôi, trong khoảng thời gian này bận quá. Diệp Phàm nói. Chương 3145, lão tàn phế sao lại lợi hại như vậy? Vội cái gì, vội hơn nữa thì cũng phải dành ra thời gian có phải không? Anh nhẫn tâm để tôi chịu uất ức trước một người con gái sao? Chúng ta là đàn ông. Đường Thành cố gắng ưỡn ngực. Thật sự là bận, cậu xem, tôi ở Hoành không lại kiêm chức bí thư địa ủy Giang Hoa. Hiện tại việc di rời đã bắt đầu rồi, chỉ địa khu Giang Hoa kia là 30 triệu, đều phải lo lắng, tóc tôi gần đây đã bạc rồi. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ. Anh Diệp, anh em chúng ta không cần diễn bài bi hài nữa. Đường Thành cũng không ngu, sớm nghe ra được chút gì đó. Bài bi hài, anh em chúng ta có cần không? Diệp Phàm vẻ mặt không hiểu. Tôi biết, vừa rồi anh muốn nói điều kiện. Nói đi, dù sao rũi một đao lui một đao. Đường Thành căm hận nói. Chuyện di rời trung tâm địa khu Giang Hoa có phải cậu cũng ra chút sức? Diệp Phàm cười gượng một tiếng nói. Liên quan quái gì đến tôi? Đường Thành kêu lên. Không phải cậu nói chúng ta là anh em tốt sao? Anh của cậu gặp việc khó, cậu làm em có phải là cũng nên giúp một phen? Diệp Phàm tiếp tục cười khan. Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm lời của Thủy Mẫu nói, cậu không phải là đàn ông, chính là cái kia. Tôi xem như đã nhìn thấu người anh em thần mã, anh và Thủy Mẫu cùng là nơi chút giận. Đường Thành giận dữ nhìn Diệp Phàm một cái hừ nói. Tất cả đều là ích lợi, ích lợi. Ha ha, tính rồi, cậu không giúp tôi thì không hối hận. Chuyện của cậu, tôi làm anh cũng không có nghĩa vụ giúp có phải không? Hơn nữa, việc này cũng không thể kêu là ích lợi. Chỉ có thể nói là hai bên cùng có lợi thôi. Cậu và tôi đều muốn tốt có phải không? Anh em là phải thế, cậu giúp tôi giúp cậu, mọi người cùng nhau phát triển có phải không? Diệp Phàm cười nói. Tôi giúp còn không được sao? Tôi giúp cho chết anh. Đường Thành cắn răng nói. Giờ mới giống, vấn đề của cậu sẽ không có vấn đề gì, nhưng rắn bảo kia cậu đã làm ra chưa? Diệp Phàm hoi. Đương nhiên. Đường Thành tôi ra tay còn không lấy được một quả rắn bảo sao. Thì Đường Thành tôi không cần làm người nhà họ Đường. Đường Thành vẻ mặt lại đắc ý. Ha ha, biết rõ cậu nói khoác, thái tử đảng của Bắc Kinh, có nó tốt rồi, chúng ta chọn một thời gian để tương trợ cậu một phen. Ha ha, một khi thành công, cậu lập tức có thể đấu với Thủy Mẫu cô nàng. Diệp Phàm cười nói. Chỉ với thân thủ của anh ta đã muốn đấu với tôi. Không có cửa nào. Cảnh giới này chính là khổ luyện ra, sao có thể mấy tháng liền thay đổi? Thủy Mẫu châm chọc nói, nghe không hiểu Đường Thành và Diệp Phàm nói cái gì. Mấy tháng sau, Thủy Mẫu đồng chí, cô đến là được. Đến lúc đó rơi răng đầu đất cùng không cần cầu anh tôi. Tôi quyết tâm, không phải thương hoa tiếc ngọc, ra tay đối với nữ đồng chí như thế, đến lúc đó. Đường Thành hừ nói, anh Diệp, anh nói số để tôi chuẩn bị. Thế nào? Diệp Phàm giơ một đầu ngón tay ra. Một 10 triệu, tốt lắm. Đường Thành vẻ mặt thoải mái, cười nói. Lên trên nữa. Diệp Phàm lắc lắc đầu. 100 triệu. Không thể nào, nhiều như vậy. Đường Thành trợn mắt thật lớn. Anh thấy tôi là người chỉ cần 1 triệu sao? Chút tiền ấy với tôi không đủ nhét kẽ răng. Không phải 10 triệu mà là 100 triệu. Cậu nghĩ cách mà làm. Cần tài liệu và lý do tôi cung cấp. Cậu trực tiếp hỏi thư ký vệ quốc của tôi là được. Diệp Phàm hừ nói. 1 tỷ. Đường Thành giống như bị người ta giết một đao vậy, hét lên đau khổ, bả vai kia run run, sau đó quát. Anh Diệp, khẩu khí của anh cũng quá lớn rồi đấy, Đường Thành tôi đâu phải ngân hàng. Tôi lấy đâu ra 1 tỷ, không nên, nhiều lắm, ít hơn một chút đi. Vậy 900 triệu thì thế nào? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Không thể vượt qua 200 triệu. Nếu không tôi sẽ nuốt xà bảo. Đường Thành thái độ kiên quyết. Cậu nuốt thì nuốt đi, không liên quan đến tôi, cũng có thể có chút sức lực. Diệp Phàm nói. Anh. Đường Thành trợn mắt, cuối cùng không có cách nào nói. Được, 50%, đây là khả năng lớn nhất của Đường Thành tôi. Không phải các anh di rời sao, hỏi bộ tài chính đòi tiền, mấy trăm triệu của là một khoản lớn, không dễ làm. Có lẽ còn phải phân tán. Đến các bộ và ủy ban liên quan xin một ít. Ôi, số khổ rồi, Đường Thành tôi sao lại gặp loại người này? Được rồi, nể mặt anh em thì 50%.
đồng chí phụ trách việc di rời trung tâm địa khu Giang Hoa đã ở Bắc Kinh. Có rảnh tôi giới thiệu để cậu làm quen một chút. Diệp Phàm cười nói, còn giống như là chịu thiệt. Gặp làm gì, tôi chỉ là nể mặt anh, bọn họ tính cái cầu, không gặp. Đường Thành khó được khi kiêu ngạo như vậy. Có thể làm chút thành tích đi. Diệp Phàm nhìn buồn cười. Anh Diệp, anh thực sự có thể đánh bại Hoành Đoạn Thiên Hà sao? Không thể tưởng tượng được Thủy Mẫu lại hỏi chuyện này. Cô hỏi làm gì? Diệp Phàm nhìn cô ta. Đương nhiên là có việc. Thủy Mẫu nói. Cô nói nguyên nhân trước đi. Diệp Phàm quyết định tăng lòng ham muốn của cô ta. Anh ít nhất có thể đánh thắng Điền Ly Thu. Thủy Mẫu nói. Điền Ly Thu trước mặt anh Diệp tính cái rắm, sách giày cũng không xứng. Đường Thành khinh thường hừ nói. Có gì cô cứ việc nói thẳng, nếu không tôi không rảnh để nói chuyện tào lao với cô. Diệp Phàm nói. Tôi muốn biết thực lực thực sự của anh Diệp, nếu không, chuyện của tôi anh không giải quyết được, nói cũng không tốt. Thủy Mẫu nói. Tôi nghĩ, cô vẫn đi theo Điền Ly Thu, có phải muốn chuyện gì ông ta có thể giúp cô? Diệp Phàm nhớ đến chuyện gì đó. Đúng vậy, Điền Ly Thu là cao thủ nhị thập đẳng đỉnh giai. Hơn nữa, nghe nói sẽ đột phá. Cho nên, tôi luôn chờ mong ông ta có thể đột phá đến trình tự cao, đến cảnh giới bán tiên thiên trong truyền thuyết. Đáng tiếc ông ta không thể nào đột phá đến cảnh giới này đã bị các anh bắt. Thủy Mẫu thở dài. Chuyện của cô anh Diệp hoàn toàn có thể giúp giải quyết. Đường Thành nói. Việc này, Thủy Mẫu có chút do dự. Ha ha, tôi thấy cô đầu óc đúng là không thông minh, anh Diệp không tiện giải quyết thì anh Diệp có bạn bè. Mấy ngày hôm trước vừa đến hai ông lão, có phải là cô cũng nhìn thấy không? Đường Thành cười thần bí. Đúng là thấy, nghe nói còn phải ở trong thiên sinh bát, nhưng đó thì thế nào, hai lão tàn phế thôi. Thủy Mẫu hừ nói. Cô gái, cô thật đúng là mắt mù. Đường Thành châm chọc. Chẳng lẽ hai lão tàn phế có chút gì, nhưng mặc dù là lai lịch nhưng tàn phế, còn có thể dùng cái gì? Thủy Mẫu đúng thật là rất mạnh mẽ. Bọn họ tàn phế cũng là cao nhân, hơn nữa, bọn họ dùng một đầu ngón tay có thể làm cho cô răng rơi đầy đất. Diệp Phàm hừ lạnh một câu. Không thể nào. Thủy Mẫu thực sự kiên quyết, lông mi dựng thẳng lên, có chút không phục. Không tin để họ đến vui đùa với cô một chút. Đùa thì đùa, đến lúc đó, liên thủ bị tôi đánh cho tàn phế thì đừng trách tôi. Thủy Mẫn mạnh mẽ lên. Cứng cỏi, Đường Thành, đi mời họ đến đây. Diệp Phàm gật đầu nói, Đường Thành xoay người bước đi, không lâu Hồng Tà ngồi xe lăn đã tới. Cô gái lỡ thì nào kiêu ngạo như thế, không ngờ dám đánh cho ông đây rơi răng đầy đất. Hồng Tà nhìn Thủy Mẫu một cái hét lên. Đây là lý gì, một đàn bà bó chân cũng dám nhảy ra kêu la. Đúng là đời. Chính là cô ấy, người ta trước kia là con gái nuôi của Điền Ly Thu vùng Hoành Giang. Thiên kim của bá chủ vùng Hoành Giang, thật sự lợi hại, tiền bối, ông phải cẩn thận. Nếu không, ngay cả tay cũng tàn phế thì phiền toái. Hừ, Hồng Tà thiếu chút nữa tức nổ phế quản, từ xa chộp về phía Thủy Mẫn. Nghe tiếng gió xé truyền đến, Thủy Mẫu cũng biết lợi hại, vận công muốn chống cự, nhưng cô hôm nay gặp Hồng Tà một trong 11 cao thủ của cả nước, sao có thể có tác dụng. Cuối cùng cả người bị nắm lên không trung, dầm một tiếng, cả người bị Hồng Tà ném lên trên cỏ, mặt xám cho không nói nổi. Chỉ chút thân thủ đó, không kính. Hồng Tà làm xong xoay người phe phẩy xe lăn đi. Thế nào cô nàng, lão tàn phế còn được chứ? Đường Thành châm chọc nói. Hu hu. Không thể tưởng tượng được cô gái mạnh mẽ đó đột nhiên òa khóc. Việc này, anh Diệp, tôi chính là không nên trêu cô ấy. Đường Thành vội đến mức ngượng ngùng đứng lên. Cậu đó, có phải trước mặt Hồng Tà thêm mắm thêm muối? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, việc này cô không phải thế sao? Nhưng tôi thực không nghĩ, một người tàn phế không ngờ có thể đùa giỡn với một cao thủ như vậy. Lão già này, thật đúng là không phải, hình như so với Phí lão còn lợi hại hơn. Đường Thành vẻ mặt kinh ngạc. Nếu không tôi giới thiệu với cậu một chút, bái làm sư phụ thì thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thôi, ai muốn bái loạn hỉ nộ vô thường kia làm sư phụ? Khác gì tìm đánh, nghe nói vẫn là tà người trong vật, loại tà người này chính là không dễ chọc, không phải chỗ tốt. Đường Thành lắc đầu giống như cổ rắn vậy. Nghĩ kỹ đi, qua thôn không thể không qua điếm đó. Diệp Phàm nói. Nếu không vị tiền bối lệ kia còn được. Đường Thành ánh mắt thật đúng là sáng như tuyết. Ha ha, cậu có thể đi tranh thủ thôi.
Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp, từ nay về sau tôi nghe lời anh. Thủy Mẫu đứng mạnh lên, trên mặt đầy nước mắt. Cô nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Phàm giọng dịu đi không ít. 13 áo xanh thập tam thanh y anh đã nghe nói bao giờ chưa? Thủy Mẫu nói. Thập tam thanh y, đó là gì, chưa nghe nói qua. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn Đường Thành một cái, cậu ta cũng không biết. Có lẽ hiện tại Mai Danh ẩn thích, thời Thanh là khá nổi tiếng. Bọn họ do 13 người tạo thành, mỗi người thân thủ cao cường. Trước kia đều là thổ phỉ trên sa mạc, mặc quần áo màu xanh đi suốt dọc sa mạc miền Tây Bắc. Cướp bóc chính là trên con đường tơ lụa. Sau đó, thập tam thanh y cứ tiếp tục, đến hiện giờ đã có ngàn năm lịch sử. Nhưng mỗi người kế nghiệp đều là đời sau của 13 người này. Mà 13 người áo xanh đều có biệt hiệu, như người lớn nhất là Mãn Thiên Vân. Nghe nói là một tay ám phiêu thi triển ra có thể đạt hơn 100 miếng. Thi triển ra giống như ông trời đều bị che lấp, cho nên, gọi là Mãn Thiên Vân. Thời kỳ nhà Thanh Mãn Thiên Vân công lực cực kỳ cao. Nghe nói so với cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Thập tam thay y trải qua mấy trăm năm cướp bóc cũng tích lũy được vô số tài sản. Theo truyền thuyết bọn họ còn có nơi giấu của cải, đều là đồ quý mỗi lần cướp bóc bỏ vào đó. Mấy trăm năm nếu có thể đào ra thì nguy rồi. Thủy Mẫu nói. Chương 3146, Thập Tam Thanh Y. Cô nói chuyện này không hẳn là nói tào lao chuyện xưa. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên không phải, chuyện của tôi có liên quan đến Thập Tam Thanh Y. Tên thật của tôi là Cổ Ảnh, cha tôi là Cố Phong, chính là truyền nhân thứ ba của Thập Tam Thanh Y, Sa Ưng. Đến xã hội hiện đại, Thập Tam Thanh Y cũng không thể cướp bóc ở sa mạc, bọn họ sau này đều làm nghề vận chuyển để sống. Đương nhiên, cũng có một số hoạt động bí mật, còn cha tôi bởi vì bất hòa với Mãn Thiên Vân, sau đó mâu thuẫn bùng phát, đến mức bí mật thanh toán. Cha tôi bị Mãn Thiên Vân ám sát, bị thương tích đầy mình chạy trốn đều vùng phía nam, nhưng Mãn Thiên Vân vẫn không buông tha cho cha tôi, tự mình đuổi giết đến đó. Cuối cùng, cha tôi vì bảo vệ tôi và mẹ cũng đã chết. Mẹ tôi đau khổ, hơn nữa luôn nhớ cha tôi nên thân thể không tốt. Khi tôi 8 tuổi cũng đã chết, mà lúc ấy một vú em đi theo mẹ tôi đã đưa tôi ra ngoài trốn. Sau đó đi đến vùng Hoành Giang, nghe được vùng đó có thiết phiêu môn, vú em nghĩ cách cho tôi vào đó. Qua 20 năm cố gắng, tôi cuối cùng dựa được vào Điền Ly Thu. Cho đến hôm nay, tôi hy vọng ông ta có thể đột phá đến bán tiên thiên, muốn xin ông ta báo thù cho cha tôi. Cố Ảnh nói. Ý của cô là cầu chúng tôi báo thù cho cô. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có thể báo được thù, bản đồ dấu của thập tam thanh y liền ở chỗ tôi, đến lúc đó tôi lấy ra tặng cho anh. Nghe nói nơi dấu đó không riêng gì có vàng bạc của cải, còn có dược liệu bao nhiêu năm tích lũy. Ví dụ như, Thủ Ô và Lão Sơn mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đều có. Còn có Thái Tuế. Nghe nói nơi giấu đồ là 13 lão áo xanh tổ tông đã trải qua vài chục năm quan sát chọn lựa. Chẳng những đồ vật không bị hư hỏng, hơn nữa, có thể bảo tồn khá dài. Sau này cô có quay về thập tam thanh y không? Diệp Phàm hỏi. Nào dám trở về, trốn còn không kịp. May mắn lúc đó tôi còn bé, có lẽ Mãn Thiên Vân cũng không quan tâm đến tôi. Hơn nữa, vì tôi nhỏ, chuyện thập tam thanh y cũng không nhớ rõ ràng. Thủy Mẫu nói. Thập tam thanh y dừng chân ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Chính là gần vùng Lân Lan ngày nay. Có lẽ cách xa mười mấy cây em. Địa chỉ cụ thể tôi cũng không nhớ rõ, hơn nữa, sau giải phóng có lẽ đều về thành. Thủy Mẫu nói. Lâu Lan, một địa phương thần bí. Diệp Phàm nhắc lại một câu. Đúng vậy, về chuyện Lâu Lan vẫn còn là thần bí. Nếu để ở sa mạc Taklamaka dùng một sợi tơ hồng nối lại. Chúng ta sẽ ngạc nhiên phát hiện, tất cả thành cổ bao gồm cả vương quốc Lâu Lan, thời gian bị đột ngột bí mật đều ở năm 415. Cho đến ngày nay, dù rất nhiều học giả đưa ra các giả thuyết, nhưng việc biến mấy của thành Lâu Lan vẫn còn là một bí ẩn lớn. Mà di chỉ Lâu Lan cũng thành mục tiêu chú ý của thế giới. Thành cổ Luân Thai, di chỉ Thả Mạt, mộ cổ Táng Đàn, xác ướp, bếp cổ, đá cổ. Đều là điểm du lịch của thế giới. Trong lịch sử nhân loại, Lâu Lan tràn ngập sắc thái thần bí. Ôi, ngay lúc đó thành cổ này khá hơn, mà cứ điểm của thập tam thanh y ngay tại chỗ vừa rồi anh đừng nói. Tôi chỉ nhớ là cách thành cổ Lâu Lan không xa lắm. Tôi nghĩ, nơi giấu cổ vật này chắc trong phạm vi vài trăm dặm.
chẳng qua sa mạc mờ mịt, muốn tìm cũng không dễ dàng. Thủy mẫu thở dài. Nơi giấu đồ quý này cha cô làm ra sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, nơi giấu đồ này từ tổ tiên đến đời thứ ba Sa Ưng bắt đầu triển khai. Mà Mãn Thiên Vân chính là muốn chiếm đoạt bản đồ này cho nên mới hạ độc thủ đối với cha tôi. Tất cả không phải vì bản đồ này sao, đều là nó gây ra họa. Thủy mẫu nói. Cô gái, chúng ta nói trắng ra, lời này của cô có chút không thật. Diệp Phàm đột nhiên cười lạnh nói. Anh Diệp anh có ý gì? Thủy mẫu vẻ mặt căm tức. Rất đơn giản, nếu là chỗ giấu đồ của thập tam thanh y, làm sao có thể do một người cất giữ? Nếu người giữ này có dụng tâm, đây chẳng phải là bị lấy đi hết sao? Diệp Phàm cười lạnh nói. Tổ tông quyết định như vậy, mà nhà tôi trung thành với thập tam thanh y là không cần phải nói. Nhiều thế hệ đều như vậy, niềm tin của người xưa không giống với chúng ta thời nay. Thủy mẫu nói. Lời của cô có thể lừa trẻ con 3 tuổi. Tôi nghĩ, bản đồ giấu kho báu này chia làm 13 phần. Từng người trong thập tam thanh y đều có một phần, mà Mãn Thiên Vân có lẽ là muốn nuốt tài bảo này cho nên, thu thập muốn lấy được bản đồ đầy đủ. Không lấy được phần trong tay cha cô, cho nên đuổi giết, cô nói xem, tôi đoán có lý không? Diệp Phàm nói. Thủy mẫu trầm mặc, thật lâu sau mới cắn răng nói. Lúc trước tôi lừa mấy người, anh Diệp đoán thật đúng là chuẩn xác. Thật sự là 13 người mỗi người một phần, phải tập hợp đầy đủ 13 phần mới có thể tìm ra nơi giấu đồ quý. Nhưng năm đó Mãn Thiên Vân âm thầm ra tay, nghe nói đã tập hợp được 5-6 phần. Mà có mấy người áo xanh cùng cha tôi đã tập trung, có hai người bị Mãn Thiên Vân đuổi giết xong đem bản đồ giao cho cha tôi. Mà trong tay cha tôi thật ra đã có 3 phần, nhưng cũng vì vậy mà mang họa sát thân. Thủy mẫu nói. Vậy bản đồ trong tay cô cũng không thể dùng, còn 10 phần, đi tìm ở đâu? Hơn nữa, nhiều năm như vậy có lẽ đã sớm bị phá hủy rồi. Đường Thành có chút mất mát, vốn hứng thú thật sự, lập tức thất bại, đương nhiên khá buồn bực. Việc này tôi không thể cam đoan, nhưng chưa chắc đã cần phải tụ đủ 13 phần bản đồ. Với khoa học kỹ thuật hiện đại, có định vị GPS còn có bản đồ vệ tinh. Chỉ cần tụ tập đầy đủ 7-8 phần có lẽ có thể tìm ra những phần không trọn vẹn khác. Ít nhất, trong vòng mấy năm sẽ không xảy ra thay đổi nhiều về bề mặt vỏ trái đất. Thủy mẫu nói. Vậy cũng không chính xác, Lâu Lan đều là khu vực sa mạc, hơn nữa tình hình trên sa mạc phức tạp. Rất nhiều thành cổ đều biết mất trong biển cát mịt mờ. Nếu khu giấu đồ quý bị tầng tầng cát che đậy, chúng ta cũng chỉ có thể than thở thôi. Hơn nữa, cát chảy cũng làm cho địa hình thay đổi. Mà bản đồ vệ tinh nhiều nhất có thể đưa ra khu vực đó một cách khái quát. Nhưng biển cát nhiều, chúng ta không thể tìm trong khu vực mấy chục thậm chí mấy trăm dặm. Đường Thành nói. Ôi, địa hình sa mạc phức tạp, không có toàn bộ bản đồ thì so với lên trời còn khó hơn. Diệp Phàm nói. Bất kể khó hay không khó, luôn có hy vọng có phải không? Số tiền này lấy được đều hữu dụng. Thủy mẫu nói. Như vậy đi, cô giao cho chúng tôi 3 phần bản đồ đó, xem có tìm được chút dấu vết nào không? Đường Thành nói. Các anh coi tôi là con ngốc có phải không? Thủy mẫu hừ lạnh một tiếng nhìn hai người liếc mắt một cái, nói. Trước khi có thể báo thù, các anh đừng mơ nhìn thấy bản đồ này. Dù các anh có giết tôi cũng vô dụng. Cô không đưa ra bản đồ chúng tôi dựa vào cái gì tin cô? Đường Thành hừ nói. Có tin hay không là tùy anh. Thủy mẫu nói. Vậy giao dịch này cũng không dễ nói. Diệp Phàm xoay người muốn đi. Tôi hé ra cho các anh xem trước. Nếu các anh chưa tin tôi không phản đối. Hơn nữa, tôi lừa các anh cũng không được gì. Cuối cùng các anh không có được tôi là một cô gái, đánh sao lại các anh. Thủy mẫu không ngờ tự nhiên đáng thương. Được, hé thì hé, trước tiên nhìn một cái. Diệp Phàm gật đầu. Cử một người đi theo cô là được. Đường Thành nói. Không cần, tôi còn muốn cô phục làm như vậy không được ưa chuộng. Diệp Phàm lắc đầu. Thủy mẫu đi ra ngoài. Buổi tối ngày hôm sau trở về. Mở hé ra một mảnh da dê, hai người nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì. Cuối cùng Đường Thành cầm xem xét một chút nhưng thật ra Diệp Phàm có chút vui mừng, khi nhìn tấm da dê là hơn 2.000 năm trước. Đây chứng tỏ lịch sử của thập tam thanh y càng lâu hơn. Mà buổi tối, Trương Hùng đến Hồng Diệp bảo. Có điều tra ra cái gì không? Diệp Phàm vừa mời anh ta ngồi vừa nói. Quái! Tổ chúng ta căn bản không có tư liệu liên quan đến thập tam thanh y.
trước kia có chút tư liệu liên quan đến Thành Lâu Lan. Nhưng tôi đã tìm qua, chưa nghe nói qua Thập Tam Thanh Y. Có thể là thay đổi tên không hoặc là tư liệu của tổ không gọi là Thập Tam Thanh Y. Trương Hùng nói, việc này cũng không đúng, nhưng nếu nói nổi tiếng như vậy, tổ không ngờ lại không có tài liệu liên quan. Nhưng cũng là bình thường, tổ đặc nhiệm A chúng ta thành lập cũng chỉ mới mấy chục năm. Mấy chục năm có lẽ Thập Tam Thanh Y sau giải phóng liền biến mất, hoặc là vì Mãn Thiên Vân nổi loạn mà làm cho 13 người tản ra. Diệp Phàm nói, anh Diệp, nếu thật muốn đi, chỉ có thể tìm hiểu qua dân bản xứ. Người dẫn đường địa phương quan trọng, hơn nữa việc này anh lại không muốn cho tổ biết. Cho nên, lực lượng tôi cũng không biết dùng ở đâu, miễn tổ đừng phát hiện. Trương Hùng nói, ha ha, hành động lần này tôi muốn mấy anh em phát tài, nếu thực có thể tìm ra nơi giấu đồ quý thì tôi sẽ mang nó đến quần đảo Cơ Tư, bên kia cần một khoản tiền lớn. Mà còn lại một phần chia cho các anh em. Chúng ta cùng giàu có, ít nhất, tôi muốn các anh em của tôi cùng giàu có, không bao giờ phải lo lắng vì tiền. Đương nhiên, tổ đặc nhiệm A sớm muộn cũng biết, dù sao, nộp lên trên một phần. Nếu không, chúng ta không làm thế, có lẽ mấy hôm sau các đồng chí ủy ban kỷ luật sẽ tìm để cửa nhà tôi để tâm sự. Diệp Phàm cười nói, nhưng cậu dùng một số mối quan hệ để tìm ra tài liệu về Lâu Lan. Việc này ngựa chết làm ngựa sống đi, còn nữa. Xem có người dẫn đường thích hợp không. Không lâu Vương Nhân Bàng cũng cười đi đến, nghe nói việc này xong lập tức nói. Anh cũng tính một phần của tôi thì sao? Vội gì, anh có rảnh không? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chương 3147, Hương Tiêu muốn thăng quan. Không rảnh rỗi để đi, kho báu Thập Tam Thanh Y, 13 áo xanh, ngẫm lại cũng rung động. Anh à, em gần đây nghèo tới nỗi cái đinh hương nó cứ kêu lên. Cái kho này đều trống rỗng rồi, nếu không bổ sung thì sẽ cạn kiệt lương thực. Vương Nhân Bàng nói, không phải tôi không để anh đi, vấn đề là anh sao có thể rời bỏ vị trí của mình chứ? Chí ít, nếu có thể tìm được người phụ tá anh thì anh có thể rời đi ít hôm được, còn trong thời gian dài thì không được. Diệp Phàm nói ra điều này thì tôi phải trách anh rồi, lần trước chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi. Gần đây căng quá, tôi muốn tìm một trợ thủ đắc lực. Tới giờ anh vẫn không cho tôi tìm một cái ghế tổng tài thích hợp, vẫn còn làm lão đại cái khỉ gì, anh hãy vì các anh em mà suy nghĩ đi. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa nhảy lên ghế salon rồi. Chuyện này tôi sớm đã chọn được người rồi, chỉ là nhất thời chưa suy nghĩ thông. Diệp Phàm nói. Ai? Vương Nhân Bàng hỏi. Hương Tiêu. Diệp Phàm cười nói. Người đó, chính là người đã đấu tranh lật đổ, công tác trong tổ chức nhà nước, tên là Trương Ẩn Hào. Vương Nhân Bàng cười nói, quay người lắc lắc đầu, nói. Bản lĩnh của anh ta cũng kém quá, tôi muốn một người có thực lực có thể trợ giúp tôi, về sau cũng có thể sắp xếp thời gian đi làm một số chuyện. Ví dụ như, có thể đi làm việc này, có phải không? Vì thế, nếu người này có thể đảm nhận công việc chính mới được. Có phải là người mà đời trước của anh ta đều làm đảo chính, hình như là người của tổ khoa năng? Thân thủ ngũ đẳng đỉnh giai. Trương Hùng nói chen vào. Ừ, bản lĩnh có kém một chút, nhưng anh ta cũng có thể có những đột phá đúng lúc. Diệp Phàm nói, đột phá, có khỉ mà dùng được, đột phá lớn nhất của cậu ta lẽ nào từ là cấp 6 nhảy một cái đã tới thất đẳng rồi. Công lực quá kém đấy, không có tác dụng gì lớn cả. Vương Nhân Bàng lắc đầu thẳng thừng, hiển nhiên không hài lòng. Anh này, người tôi đề cử vẫn còn kém sao? Yên tâm đi, không phải chỉ là thất đẳng thôi sao? Suy nghĩ lại thì người này có thể đấy. Tôi đã kiểm tra cơ thể của cậu ta rồi. Thấy rằng dung lượng nội khí của cậu ta cũng khá lớn. Nếu có rắn bảo có lẽ cũng có thể đột phá tới thất đẳng đấy. Diệp Phàm nói. Vậy được rồi, Diệp Phàm nói như vậy thì tôi còn gì để nói nữa. Nhưng mà chuyện này anh phải nói với lão cung đấy. Tôi cũng nói, chúng ta cũng nói xem thế nào. Vương Nhân Bàng nói. Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Trực tiếp gọi điện trực tiếp cho Cung Khai Hà, nói về chuyện của Trương Ẩn Hào. Vương Nhân Bàng, trách nhiệm của đồng chí là ở đoàn vệ sĩ Trung Nguyên, trên danh nghĩa là Cục trưởng Cục Cảnh vệ. Nếu đồng chí Trương Ẩn Hào muốn vào thì sẽ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ. Việc này còn phải thông qua sự đồng ý của chủ nhiệm Điền mới được. Nhưng mà hiệu quả cao thấp mới là mấu chốt, đương nhiên, nếu như anh giúp cậu ta phá được tới cấp 7 thì việc này tôi có thể gật đầu. Nếu không thể đạt tới cấp 7 thì chỉ có thể chọn người khác. Hơn nữa, trong tổ cũng đang xem xét đề nghị của anh.
Hiện tại thi hành nhiệm vụ càng ngày càng phức tạp, hoàn cảnh cũng càng ngày càng gay gâu. Thân thủ tứ đẳng trở thành hạm chuẩn nhập môn thấp nhất của tổ A đã không còn phát triển phù hợp với tình thế nữa. Các tổ chức bí mật của các quốc gia cũng đều hết sức đề cao trình tự đội viên, chúng ta không thể lạc hậu. Ngũ đẳng làm hạm chuẩn nhập môn, tôi nghĩ cũng thích hợp. Hơn nữa, gần đây thông qua anh giới thiệu lại có thêm mấy đội viên mới nữa. Mà những người này, thân thủ đều đạt tới cấp 8 trở lên, tôi rất mừng. Lần trước khi báo cáo lên trên anh đường có hỏi tình hình bên trong tổ, tôi cũng báo cáo với anh ấy chuyện của anh rồi. Cậu ta rất cao hứng, bảo tôi nói những lời này cho anh. Bức tranh mà trước kia cậu ta đưa cho anh đó có thể mang trở lại đề lên mấy chữ. Cung Khai Hà cười nói. Tất nhiên là được rồi. Đợi tôi một chút, tôi bảo Trương Hùng cầm tới đây. Nhờ anh khi nào đi báo cáo công việc thì mang tới đó giúp. Diệp Phàm cười nói. Ừ, chuyện nhỏ. Cung Khai Hà nói. Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Trương Ẩn Hào, cười nói. Thế nào hả đồng chí Hương Tiêu? Buổi tối nay tôi không có ăn gì. Chuyện này đơn giản thôi, anh Diệp muốn ăn điểm tâm, gọi tôi một tiếng là có Sơn Hào Hải Vị ngay. Địa điểm do anh chọn, đi đâu đây? Trương Ẩn Hào cười hỏi. Tới biệt thự Vượng Giác. Diệp Phàm cười nói. Tôi nói này Diệp Phàm, chuyện này tôi là không có cách nào. Trương Ẩn Hào nói. Tôi thì quên rồi, cậu đoán chừng là không có thẻ hội viên đúng không? Diệp Phàm hỏi. Thật xấu hổ, có thể tới cái chỗ phi phú tức quý ấy. Theo thể chế mà nói, chí ít cũng phải là phó chủ tịch tỉnh mới đủ tư cách. Trương Ẩn Hào có chút buồn bực. Ha ha, không sao, thẻ thì trước đây tôi đã có một chiếc, nhưng mà sau đó lại cho người khác rồi, nhưng mà không sao, tôi gọi một cái là có thẻ ngay thôi. Diệp Phàm cười nói, trước kia Phí Nhất Độ cho hắn một cái thẻ nhưng sau đó hắn lại cho người khác. Đừng nhìn tôi cũng không có. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu. Thật là kỳ lạ a, ngay cả Vương Nhân Bàng anh. Thân phận là ông chủ của biệt thự Vương Giác này mà không đưa thẻ cho, chẳng lẽ mắt mù rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Đưa thì đưa rồi, nhưng tôi không muốn. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu. Tôi nghiêm túc, chứ không phải chỗ nào cũng chìa tay ra được. Nói tới thân phận đặc biệt của tôi không cần phải tạo ra cái ảnh hưởng về sự bất lương. Vương gia chúng tôi mấy đời đều là nhà ái quốc, hơn nữa, thể diện của chúng tôi vẫn còn, không thể loạn bậy mà thò tay mượn tiền được, như vậy quá thấp hèn. Đương nhiên tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta chỉ cần kiếm đủ tiền, muốn tiêu thế nào thì tiêu, cần Vượng Giải không cần Vượng Giác, đi tới chốn náo nhiệt đó làm cái gì. Diệp Phàm cười, gọi điện thoại kêu Đường Thành tới. Thật xấu hổ, tôi cũng không có. Đường Thành sửng sốt, nói. Cậu sao có thể không có, không thể nào Đường Thái tử của chúng tôi. Vương Nhân Bàng có chút kinh ngạc, nhìn Đường Thành. Tôi thật không có, Gia Phong Nghiêm, tôi nào có dám tỏ tay linh tinh chứ. Lão nhân lại không đánh gãy chân tôi à? Hai vị đại ca, các anh xem tôi có khi nào dám nói khoác chứ? Không có cách nào, cái mệnh này của tôi đang ở Đường ra rồi. Nhưng mà nếu anh Diệp thực sự cần thì tôi đi làm một tấm thẻ là được. Rắc rối đấy. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt đau khổ của Đường Thành mà muốn bật cười. Được rồi, tôi kêu Nhất Độ nghĩ cách vậy. Nghĩ một lát rồi Diệp Phàm gọi điện cho Phí Nhất Độ, tên này tất nhiên là không có rồi. Nhưng mà lại đồng ý làm một tấm thẻ để đối phó trước đã. Thực ra thì với những tấm thẻ như này thì những người cực kỳ giàu có danh tiếng thì đều có cả. Chí ít là gia đình phải có tới mấy trăm triệu trở lên mới có đủ tư cách. Một đám người nghe thấy có miếng ăn chạy tới nhanh như thỏ. Không lâu sau đều đã tới cả rồi. Cậu chính là người anh em họ Trương, tối nay là anh mời, có đúng không? Vừa thấy Trương Ẩn Hào, Phí Nhất Đống cười khà khà vài tiếng. Các vị huynh đệ tới đây nhất định là đã nể mặt Trương Ẩn Hào tôi, đặc biệt là anh Diệp cũng đến. Trương Ẩn Hào ra vẻ rất hào phóng. Trương huynh đệ, đây có phải là công quỹ không? Vương Nhân Bàng cũng cười khan vài tiếng, dùng tay ra hiệu, ý tứ có thể nói đến số tiền thanh toán hết chỗ này. Không phải, đây là tiền túi của cá nhân tôi. Các vị có thể nể mặt Trương Ẩn Hào tôi một chút, tối hôm nay cứ việc tới đúng giờ là được. Cái gì đắt thì dùng, cái gì tốt thì dùng. Chúng ta không say không về. Còn nữa, phải nói với các phu nhân một tiếng, các anh em chúng ta không cần phải khách khí với bản thân. Trương Ẩn Hào giọng càng thêm đại nghĩa. Được, mang thức ăn lên, cái gì đắt thì ăn cái đó, cái gì ngon thì đưa hết cho lão tử ăn. Vương Nhân Bàng kiểu như rất vinh dự gọi món, hướng về phía cô gái phục vụ xinh đẹp,
cười nói. Đúng rồi, có món hàng nào xinh đẹp thì mang lên đây cho bọn ta ngắm cái. Tiên sinh, chuyện này, trước tiên tôi sẽ giới thiệu với các vị một chút về các món ăn của quán chúng tôi. Menu của chúng tôi có 10 món. Thứ nhất gọi là Thu Sơn Phường Nguyệt, món thứ hai gọi là Tây Thi Du Hồ, món thứ ba là Bát Bảo Thử Đinh. Nhưng mà xếp cuối cùng trong thực đơn này là món Hồng Vĩ Ngư Bỉ có giá 9.000 một bát. Cô phục vụ xinh đẹp giới thiệu mà cười tít mắt lại. Món xếp cuối cùng mà những 9.000, vậy thì món thứ nhất là Thu Sơn Phùng Nguyệt, kia chẳng phải là quá đắt sao? Vương Nhân Bàng cố ý nói to, cậu ta hỏi xong lại còn liếc mắt nhìn Trương Ẩn Hào. Không sao, không phải 9.000 sao? Trương Ẩn Hào còn nhún vai tỏ ra là một người có tiền. Tiên sinh, những món này không giống nhau. Món cuối cùng là dùng cá chép làm, mà hỗn hợp nguyên liệu thấp nhất làm nên món thứ nhất có tên, Thu Sơn Phùng Nguyệt, là lão Sơn Tham Vương ở núi Trường Bạch 30 năm giang khô lên. Hình như cái hỗn hợp này có tới mấy chục loại. Cô gái phục vụ nói ra những lời này, Trương Ẩn Hào buộc phải nhích dần hướng về cái bàn để dựa vào, dường như có vẻ mềm nhũn người rồi. Ha ha, huynh đệ, cậu phải chịu đựng rồi. Phí Nhất Độ tiến tới vỗ nhẹ vai Trương Ẩn Hào. Cái này có hà gì, Trương gia chúng tôi trước đây có làm ăn buôn bán bí mật. Trương Ẩn Hào vẫn ưỡn ngực, hoàn toàn không hề để ý tới bộ dáng. Ừ, hóa ra là vậy, vậy thì không cần lo lắng gì nữa. Buôn bán bí mật thì mấy món này đều được giải quyết hết rồi. Vương Nhân Bàng bộ dạng như bừng tỉnh ra, quay đầu hỏi. Cô em, món thứ nhất Thu Sơn Phùng Nguyệt ấy, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Nguyên liệu làm món Thu Sơn Phùng Nguyệt, rất khó kiếm. Có thể nói là hiếm thấy. Lấy từ một loài sinh vật ở sâu dưới biển khoảng 3.000 mét, có tên là bọ ngựa đông. Loài sinh vật sâu dưới biển này có thể nhìn thấy mà không xin, cực kỳ hiếm. Hơn nữa lại sâu tận 3.000 mét dưới biển, thật khó bắt. Ông nói xem, tàu ngầm chiến lược tiên tiến nhất của Mỹ liệu có thể xuống tới đấy không? Hơn nữa lại muốn bắt khô nó nữa. Cô phục vụ trình bày những khó khăn, mồm mép rất lưu loát, có quỷ mới hiểu được cái thứ bọ ngựa đông kia là cái gì. Dài dòng cái gì thế, nói thẳng là bao nhiêu tiền được rồi. Phí Nhất Độ hừ nói, hiển nhiên là không kiên nhẫn. 2.000 một bát, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nói. Một bát 2.000, ý của cô là những người ngồi đây đều là nhân viên chỉ ăn một bát thôi, đúng không? Vương Nhân Bàng cười khà khà không ngớt. Đúng vậy, hơn nữa, có vị khách tới đây cảm thấy ít quá ăn không đủ để thành nghiện nên thường gọi 2 bát. Nói thật là những cái bát kia thật nhỏ. Đương nhiên, món này là đắt nhất của biệt thự Vương Giác rồi. Trên thực tế cũng không thể bán với giá như vậy, đương nhiên chủ yếu là do nguyên liệu khó tìm. Nhưng mà hôm nay các vị tiên sinh gặp vận may, vừa may là có nguyên liệu làm món này. Cô phục vụ cười nói. Vậy thì trước tiên mỗi người thử 2 bát, chỉ sợ chúng ta ăn quá ít không đủ nghiện, có đúng không? Vương Nhân Bàng cười gượng đề nghị. Trương Ẩn Hào nghe thấy, cái bụng dựa vào bàn. Không sao chứ người anh em. Vương Nhân Bàng cười hì 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 hỏi. Không sao, không sao, dạ dày tôi có chút không thoải mái. Đây là bệnh cũ, qua trận này liền khỏi thôi. Trương Ẩn Hào ôm bụng nói. Thật mong có thể sớm được thưởng thức món Thu Sơn Phùng Nguyệt. Chương 3148, gọi món. Mỗi người 2 bát, cho lên. Phí Nhất Độ giống thái giám công công dắt giọng la lên. Trương Ẩn Hào không lên tiếng. Được rồi. Món ăn này nghe người phục vụ nói là ngon, nhưng... Diệp Phàm nói tới đây cố ý dừng lại một chút, phát hiện trên mặt Trương Ẩn Hào hiện lên vẻ cảm kích. Diệp Phàm chuyển giọng, cười. Nếu như đây là món cực kỳ khó tìm của biệt thự Vượng Giác, chúng ta không thể bỏ qua này cơ hội. Mỗi người uống 3 chén nhỏ là được, quyết định như vậy đi. Diệp Phàm vung tay lên, Trương Ẩn Hào dở khóc dở cười, những người khác cười ha ha. Muốn gái hay không, bao nhiêu tiền một cô? Vương Nhân Bàng cao giọng hỏi. Các vị tiên sinh, các cô nương ở đây cũng có sự phân cấp khác nhau. Ti Kiều có, con gái Lào có, các cô gái Nga phong tình cũng có, còn có những cô Ấn Độ màu mỡ, và những cô kỹ nghệ của Nhật Bản chúng tôi đều có, cần gì có nấy. Nhưng mà, theo trình tự theo cấp bậc, giá cả là từ 8.000 tới 3.000. Có điều tôi thấy các vị gọi những 3 bát, Thu Sơn Phùng Nguyệt, như vậy tức là vấn đề tiền nong cũng không quan trọng, đúng không? Cô phục vụ cười như hoa nở. Ừ. Phí Nhất Độ đáp, thẳng thắn gật đầu. Vậy sắp xếp cho mỗi vị một cô giá 8.000.
Nếu như muốn kỹ nghệ thì phải đắt hơn một chút, bởi người ta là người làm nghệ thuật. Kỳ thật đây là hai minh tinh tới từ Nhật Bản, mời rượu thôi cũng là 2 vạn một trận rồi. Đương nhiên các vị tiên sinh mà muốn nhu cầu đặc biệt nào khác thì sẽ bàn bạc kiểu khác. Cô phục vụ đúng là ngựa theo đường cũ. Trương Ẩn Hào chậc lưỡi một cái, nói. Các vị, chúng ta đều là người trong thể chế, chuyện này sẽ có ảnh hưởng không hay? Tôi thấy chuyện về các cô gái thì nên gác lại, được không? Sợ gì, chúng ta bây giờ cũng không phải như vậy, bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi. Còn nữa, chỉ là rót rượu thôi. Vương Nhân Bàng hừ nói. Anh Bàng nói rất đúng, nên nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ nên gọi các cô nghệ kỹ Nhật Bản tới đi. Mẹ nhà chúng nó, trước đây là chúng nó ức hiếp chúng ta, bây giờ phải để chúng ta vui đùa một chút với các cô gái của họ mới phải. Phí Nhất Độ hừ nói. Kẻ thù thì phải bớt giận mới phải. Vương Nhân Bàng cười khan nói. Vậy gọi đi. Trương Ẩn Hào đau lòng, mạnh dạn gọi. Được rồi, chúng ta phải nói chuyện, có người ngoài không tiện lắm. Trương Ẩn Hào chạy vội nói. Đúng vậy, chúng ta phải nói chuyện. Kha kha, tất nhiên là chút ý vị của các cô nghệ kỹ này chúng ta phải thưởng thức rồi, chỉ là hãy để lần sau đi, vẫn là biệt thự Vương Giác đồng chí Hương Tiêu tiếp tục làm chủ. Các anh em, đồng ý không? Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn hai người Vương Phí. Đồng ý, chúng tôi đồng ý cả hai tay. Vương Nhân Bàng cùng Phí Nhất Độ đều cùng nhau vỗ tay. Vậy thì, quyết định như vậy đi, để lần sau. Đồng chí họ Trương mặt cứng đờ, chua xót vỗ tay theo. Ha ha, để lần sau anh sẽ thấy được vật đáng giá. Diệp Phàm đưa tay vỗ bả vai Trương Ẩn Hào cười tủm tỉm. Lời Diệp Phàm anh nói tuyệt đối chính xác. Trương Ẩn Hào trong lòng hiểu rõ 8 đời tổ tông Diệp Phàm, trong miệng thì lại liên tục gật đầu. Hải Thôn sau khi ăn xong 2 bát, Thu Sơn Phùng Nguyệt, Diệp Phàm khen ngợi một câu, sau đó hỏi. Ẩn Hào, có muốn đổi chỗ không? Đổi chỗ, anh xem tôi có thể đi đâu? Trương Ẩn Hào hỏi. Ở đây cậu không nhất thiết phải câu nệ, mọi người đều biết lai lịch của anh. Các đồng chí có thể ngồi đây đều biết rõ gốc rễ của anh. Diệp Phàm nói. Anh Diệp, tôi đương nhiên là muốn đổi rồi. Kho bạc nhà nước đã cạn kiệt từ lâu rồi. Có điều nhất thời tôi chưa nghĩ ra là đi tới đâu. Hơn nữa, thân mang trọng trách thì biết đặt ở đâu. Đi đâu thì cũng phải được sự đồng ý của mọi người mới được. Điều này là rất khó. Lần trước bảo tôi đi cũng là muốn che giấu thân phận này. Trương Ẩn Hào nói. Ha ha, thân phận Vương Nhân Bàng như thế nào cậu hẳn là rõ ràng. Diệp Phàm vỗ nhẹ vào vai Trương Ẩn Hào. Đương nhiên là biết, anh Bàng chính là đội trưởng đội cảnh vệ lừng danh, cục trưởng cục bảo vệ. Trương Ẩn Hào nhất thời vẫn chưa hiểu ý. Chỗ ngồi của anh ấy cũng không tồi chứ Ẩn Hào. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên không tồi. Trương Ẩn Hào vội gật đầu. Vậy là tốt rồi, có muốn cùng cậu ấy kết bạn không? Diệp Phàm hỏi, Trương Ẩn Hào nhất thời trợn tròn mắt. Tên này nhất thời kích động, đứng cả người lên, tay nâng chén rượu, miệng không biết mình phải nói gì. Muốn đi thì đi thôi, đừng có đa cảm quá. Phí Nhất Độ hừ một tiếng. Muốn đi, nhưng mà việc muốn đi và đi hay không mới phải là 2 việc khác nhau. Trương Ẩn Hào như một phản xạ có điều kiện, đứng nghiêm lại. Ha ha ha, tất cả đều hết sức vui vẻ. Hôm nay gọi anh tới đây chính là muốn thương lượng với anh chuyện này, nếu anh muốn đi thực sự, có thể giảm nhiệm một chức phó cục trưởng cục bảo vệ, kiêm phó đội trưởng đội cảnh nội vệ, cùng làm việc với đồng chí Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm trở nên nghiêm túc. Vâng, tất cả đều nghe theo chỉ thị của thủ trưởng. Trương Ẩn Hào nghiêm một cái. Không, là nghe theo chỉ thị của anh Diệp. Thực muốn đi thì quyết định vậy đi, bên anh cung tôi đã đánh tiếng rồi, anh ấy cũng không có ý kiến gì. Nếu cậu đồng ý, việc kiểm tra chắc là sẽ diễn ra trong mấy ngày tới, cậu luôn phải chuẩn bị kỹ càng, không thể qua loa. Vì chức vụ này rất mẫn cảm, rất quan trọng, phương diện kiểm tra cũng rất nghiêm khắc, đương nhiên vì anh là đội viên trong tổ. Nên trong việc kiểm tra chính trị thì không có gì phải lo lắng cả. Trên thực tế chỉ cần hình thức là được, nhưng cũng không thể có chút coi thường được. Diệp Phàm nói. Tôi hiểu rồi anh Diệp. Vẻ mặt Trương Ẩn Hào vừa thận trọng cộng thêm sự kích động. Người anh em Ẩn Hào, làm tốt đấy, anh em chúng ta đồng lòng, bảo đảm là công việc này chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Vương Nhân Bàng cổ vũ thêm, quay người cười. Thế nào, gọi món ăn này có giá trị không? Giá trị, rất giá trị. Trương Ẩn Hào liền gật đầu.
nâng cốc rượu lên, rất cung kính hướng về phía Diệp Phàm nói. Anh Diệp, tôi, Tiểu Trương tôi kính anh ba ly. Anh một ly, Tiểu Trương tôi ba ly. Cậu tha cho tôi đi, đừng có gọi, anh, cứ như tôi đã già rồi ý. Diệp Phàm vỗ nhẹ vai Trương Ẩn Hào, đột nhiên nói. Chúng ta ba người cùng nhau chúc mừng Trương huynh đệ, trước hết là ba chén. Loảng xoảng, loảng xoảng. Không khí bàn rượu náo nhiệt. Ẩn Hào, cậu chưa nghe thấy bang hội Thập Tam Thanh Y bên sa mạc sao? Diệp Phàm hỏi. Thập Tam Thanh Y. Trương Ẩn Hào, rất lâu sau mới lắc đầu, nhưng mà quay lại nói. Có người có lẽ sẽ biết. Ai? Vương Nhân Bàng trừng mắt nhìn hắn. Người trước đều gọi ông ta là thất gia, sở trường của ông ta là sử dụng cây thiết đản trong tay. Cách xa hàng trăm mét vẫn chuẩn. Người này tuy là hiện đã ngoài 60 nhưng vẫn náo loạn trên đường phố. Nhà tôi trước đây đã vì chạm trán với lão mà sinh ra thân tình, vì vậy nên cũng có hay qua lại. Lão ta lúc ấy cũng có nhất bang mạc kim úy trong tay, hàng hóa mà lão ta buôn bán lại không hề ít. Mấy năm gần đây cũng tích được một tài sản lớn, gần đây rất ít ra tay, chắc cũng đã kiếm đủ tiền rồi. Bình thường thì mang lồng chim tới vườn nhà Phan ra chơi chim. Thuận mắt nhìn xem có thể ưng ý mặt hàng nào không. Đương nhiên thị lực của người này rất tốt, rất ít người có thể lừa được lão ta. Trương Ẩn Hào nói. Xem ra chúng ta phải tìm ra được kho báu mãn thiên vân của Thập Tam Thanh Y, thiếu lão ta là không được. Có điều, đối với chúng ta thì lão ta là một người ngoài. Diệp Phàm nhíu mày. Nếu như có lão ta gia nhập vào hội thì có thể khả năng tìm thấy bảo vật mãn thiên vân là không nhỏ. Đặc biệt là mảnh đất ngoài sa mạc, kinh nghiệm của người này rất phong phú. Đương nhiên, chúng ta cũng không bắt buộc phải quá mức lo lắng chuyện lão ta sẽ động tay chân. Thật sự là muốn đùa cợt thì chúng ta cũng không ăn chay mà lớn được, đúng không? Trương Ẩn Hào hừ lạnh một tiếng. Tình hình lúc trước của lão ta thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thuộc hạ của lão ta có ba người rất tàn nhẫn, Lang Bá, Con Gấu Mãnh Liệt, và Hổ Sỉ. Tên thật của ba người này là gì thì mọi người không ai rõ. Mọi người đều gọi hắn bằng cái biệt hiệu này. Lâu dần mọi người cũng đã quên đi tên thật của lão ta. Nhưng mà ba người được gọi là ba nhân vật tàn nhẫn. Xem ra cũng có không ít oan hồn đã chết dưới tay bọn họ. Có khi vì lợi ích mà bọn họ có thể ra tay với cả người nhà. Có điều, còn có một phiền phức là nếu lấy thân phận của anh Diệp, chỉ sợ thất gia sẽ thêm hoài nghi chứ không chịu hợp tác. Dù sao, làm nghề của bọn này sợ nhất là quan viên. Hơn nữa, khứu giác của bọn họ rất nhạy cảm. Vừa nghe thôi đã thấy được điều gì rồi. Ví như... biết được chúng ta che giấu thân phận để lừa bọn họ thì họ sẽ trở mặt ngay. Trương Ẩn Hào nói. Chúng ta chỉ là hợp tác thôi, trước mặt họ chúng ta lại không phải là cảnh sát. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quản những chuyện vớ vẩn. Chúng ta có hai mục đích, một là lấy được Mãn Thiên Vân để báo thù, hai là tìm thấy bảo bối giấu trên Mãn Thiên Vân. Đương nhiên chúng ta sẽ dùng hình thức đặc biệt nộp lên trên một phần, đưa cho tổ chức tắm trắng cái đống này. Nhưng mà cứ như vậy xem ra số tiền thu được sẽ rất lớn, chỉ ít cũng phải chiếm khoảng 3-4 phần. Diệp Phàm nói. Nhiều như vậy sao? Vương Nhân Bàng đau lòng đích kêu lên. Không giao nộp có được không? Đến khi tới tay chúng ta cũng không còn yên ổn. Thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta đau lòng như thế. Phí Nhất Độ hừ nói. Phải giao thì giao đi, nhiều nữa cũng phải giao nộp. Quyết định như vậy đi, tôi có thể sẽ nói với anh cung trước. Tin rằng có những lời tốt đẹp này ông ấy sẽ rất vui. Diệp Phàm cười nói. Mấy người lại bàn bạc với nhau một chút, sau đó quyết định chiều mai gặp thất gia rồi tính. Ăn xong điểm tâm, Diệp Phàm đi thẳng tới tổng bộ. Cái gì, bảo bối của Thập Tam Thanh Y, nhất định là không tầm thường rồi. Diệp Phàm nhìn thấy đồng tử của Cung Khai Hà dường như mở to hơn. Chắc anh đang nghĩ coi thường tôi là kẻ tham tiền hả? Cung Khai Hà đương nhiên nhìn thấu tâm tư Diệp Phàm, vì thế cười nói. Có một chút thôi. Diệp Phàm cười. Ha ha, Diệp Phàm anh xem ra đã trách nhầm đồng chí Khai Hà rồi. Kế Vĩnh Viễn cười, nói. Là tôi sai rồi, tôi đã không nhìn ra. Diệp Phàm lắc đầu. Thực sự sai lầm rồi, tôi là người trông nom tổ tài vụ. Đối với tình hình tổ tài vụ thì tôi nắm rõ hơn ai hết. Tuy nói rằng kinh phí mỗi năm nhà nước rút ra là không ít. Nhưng đối với những việc lớn mà chúng ta phải làm thì nó chẳng thấm vào đâu. Anh là người rõ nhất, một việc trọng đại sẽ phải chi hàng trăm triệu,
ví như chiến tranh ở đảo Xà Lạp Cách Ưng, đặc biệt là hành động lần trước ở hoang đảo đã phải chi ra rất nhiều tiền rồi. Hiện tại, nói thẳng ra, trong kho đã không còn tiền. Hôm qua, đồng chí Khai Hà còn đi lên trên hỏi, nhưng ở trên cũng làm khó. Kế Vĩnh Viễn nói tới đây ngừng lại uống ngụm trà. Chương 3149, nhất định phá bỏ. Tiền này là tiền của quốc gia, có một số đồng chí có ý kiến. Không có cách nào cả, chúng ta đã chi quá đà rồi. Đây là quyết định về hành động mang tính chất đặc thù, căn cứ vào sự đặc thù của ngành chúng ta. Không có tiền thì không làm được gì cả, nếu như gặp phải chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây? Hiện tại mới sắp tháng 10, còn gần 3 tháng nữa mới có thể cầm được tiền của năm mới. Sếp Khung thậm chí còn liên hệ với ngân hàng muốn vay tiền. Chúng ta tới cảnh túng quẫn này rồi, anh nói xem, nghe đến tiền biểu lộ của đồng chí Khai Hà cũng bình thường. Còn có một nguyên nhân nữa, đoán chừng trong bảo bối của đồng chí Khai Hà có thập tam thanh y, có phải là có dược liệu quý hiếm hay không? Đây mới là lý do khiến đồng chí Khai Hà để bụng. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Nói như vậy thì vấn đề cấp bách bây giờ là kinh phí, thật là đúng lúc. Nhưng, chuyện này tôi không hy vọng trong tổ nhúng tay vào. Tôi cần một số thiết bị các anh hãy trực tiếp cung cấp như vậy sẽ kiếm được tiền rồi. Những cái khác không cần thiết, tôi đi sắp xếp người một chút. Nhưng, tôi muốn hỏi một chút, nếu thật sự có thể giấu được Mãn Thiên Vân, trong tổ phải chuẩn bị trích phần trăm bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi, con số này thế nào? Kế Vĩnh Viễn liếc mắt nhìn Cung Khai Hà một cái, giơ bốn ngón tay ra. Quá nhiều rồi hai vị lãnh đạo à, các anh ngồi mắt ăn bát vàng lại còn muốn chiếm bốn phần nữa sao? Chúng tôi làm ngày làm đêm sống cũng không nổi. Diệp Phàm hừ một tiếng, khá bất mãn. Số tiền của này theo lý mà nói cũng là của quốc gia. Có thể để cho các anh sáu phần là tốt rồi. Hơn nữa, tất cả các anh có phải ai cũng dám làm không? Trong tổ của chúng tôi có thể giúp các anh chùi đít thôi. Cung Khai Hà cười tủm tỉm nói, cực kỳ giống một con cáo già. Mỗi bên lùi một bước, các anh ba phần chúng tôi bảy phần. Tôi phải tổ chức một số lượng lớn nhân công, còn phải đi tìm đối tác nữa. Đến lúc đó dù sao cũng phải phân chia cho người khác một chút chứ. Bằng không, ai chịu bán mạng cho anh không? Diệp Phàm giơ ba ngón tay lên. Lùi nửa bước, chúng tôi ba, năm phần, đây là nhượng bộ nhiều nhất rồi. Cung Khai Hà quyết định rồi. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp cho các anh rất nhiều đồ nữa. Ví dụ như thông tin về vũ khí, chẳng lẽ những thứ này không cần tiền sao? Hơn nữa, tất cả các thứ của tổ chúng tôi làm đều có công nghệ kỹ thuật cao nhất. Mọi thứ đều là sản phẩm chất lượng cao, tốn cũng không ít tiền. Vậy được rồi. Diệp Phàm đau lòng gật gật đầu. Tiền không phải là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố quan trọng nhất chính là các anh nhất định phải còn sống quay trở về gặp tôi mới là quan trọng nhất. Thập Tam Thanh Y khẳng định cũng không dễ lấy. Anh muốn đi cùng các đồng chí trong tổ, tôi không hy vọng bọn họ sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lần này Trương Ẩn Hào muốn đi, Vương Nhân Bảng cũng phải đi. Phí Nhất Độ không phải là người trong tổ nhưng cũng muốn đi. Phải kịp thời phái người đi làm thay ca bảo vệ trong cục công an. Tin rằng vấn đề này có một ngày cũng không quá lớn như vậy, thật ra tôi mời sư bá phí sắp xếp vài người cùng đi là xong rồi. Diệp Phàm nói. Ý tưởng này rất tốt, có phí Thanh Sơn giúp đỡ tôi cũng thấy yên tâm. Cung Khai Hà nở nụ cười. Đúng rồi, sự việc mà mấy hôm trước anh nói tôi đã đi báo cáo với đường hội rồi. Lúc đấy anh ta cũng không thể hiện thái độ gì. Cung Khai Hà nói. Không sao, lần tới cũng không chuyện gì, chỉ là một trò cười thôi. Diệp Phàm tỏ vẻ rất nhẹ nhàng, kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn rất kích động. Đây là những lời anh nói thật lòng hả? Cung Khai Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên. Diệp Phàm nhún vai, điệu bộ của một thân sĩ. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cũng không thể lừa gạt tổ chức được. Có ý tưởng gì thì trực tiếp nói ra thôi, hà tất gì phải giấu chứ, có phải quá khó hay không? Kế Vĩnh Viễn nở nụ cười. Đương nhiên có thể nói thẳng là tôi không có ý kiến gì có được hay không. Diệp Phàm muốn làm kỹ nữ lập lờ. Ha ha ha. Cung Khai Hà và Kế Vĩnh Viễn đều cười. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm rửa mặt, ăn sáng đơn giản, đang muốn đến thẳng văn phòng của địa khu Giang Hoa tại thủ đô. Lúc này, nhận được điện thoại của tư lệnh viên phân khu Giang Hoa. Trợ lý Diệp, tôi đến thủ đô đã 10 ngày rồi.
báo cáo chuyển thủ phủ đến phân khu Giang Hoa đã đến tổng bộ hậu cần rồi. Nhưng, đến bây giờ có một con đường chưa nhắc đến. Chủ nhiệm Trương Chí Đức ở văn phòng tại thủ đô cũng đến cùng tôi được vài ngày rồi. Hôm trước thật vất vả cuối cùng một vị lãnh đạo cũng đã đồng ý đi ăn cơm ở mộ viên. Nhưng, cuối cùng lại không tới. Sau đó chủ nhiệm Trương đi hỏi thăm, mới biết vị lãnh đạo này đã đến quán khác uống rượu rồi. Nha môn ở thủ đô quá lớn rồi, cửa này cũng không dễ dàng đi vào. Giọng nói của Chiến Nhất Cương có chút bất mãn. Ừ, làm việc ở thủ đô thật không dễ dàng gì. Huống chi lần này quân khu vì việc rời tổng thể thủ phủ. Tất cả những chuyện đề cập, chính là yêu cầu tài chính quá nhiều. Giống như kiểu ứng dụng này của các anh đoán chừng phải đệ trình lên tổng bộ sau đó đảng ủy thảo luận thông qua mới có thể phê duyệt được. Đương nhiên, bất kể là làm cái gì cũng phải tạo đường tắt mà đi. Nhưng, đừng nóng vội, nếu như không được, chúng ta mời người ta đi ăn cơm là được rồi. Anh hãy ở văn phòng tại thủ đô chờ đi, tôi lập tức tới ngay, chúng ta gặp nhau thương lượng một chút. Diệp Phàm nói, trợ lý Diệp, anh không thể đến đây. Không thể tin được Chiến Nhất Cương tự nhiên thốt ra những lời nói này. Không thể đến được, Tư lệnh Chiến, lời nói này của anh có phải là bảo tôi sờ lại đầu mình không? Trong lòng Diệp Phàm sửng sốt, khá ngạc nhiên hỏi. Hai, có thể anh không rõ lắm, khu địa Giang Hoa của chúng ta hiện nay cũng gặp khó khăn rồi. Chiến Nhất Cương thở dài. Khó khăn gì? Diệp Phàm hừ một tiếng. Phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Chiến Nhất Cương vừa nói. Phá bỏ và rời đi nơi khác, ý của anh là giải quyết khu địa chính Giang Hoa chúng ta phải rời đi nơi khác. Diệp Phàm hỏi. Vậy Miêu Nhị có rộng không? Việc này chủ nhiệm Trương cũng đang phiền lòng. Cũng đã muốn báo cáo với chuyên viên Châu của cơ quan hành chính. Chủ tịch Chu nói Diệp Phàm anh lên thành phố, cho nên, chủ nhiệm Trương đến tìm anh. Nhưng, mấy ngày này chủ nhiệm Trương phải đi làm việc ở khắp nơi. Muốn tự mình giải quyết chuyện này. Bởi vì, gần đây anh ta rất bận, không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Nhưng, 6 giờ sáng ngày hôm nay việc phiền toái này lại đến. Chúng ta còn chưa dậy khỏi giường đã nghe thấy âm thanh ù ù. Chủ nhiệm Trương đích thân đến gọi tôi, mới biết bên ngoài có máy đang đào bới, hủy việc của chúng tôi. Lúc ấy đã ngăn cản ở ngoài cửa rồi, còn bị bọn họ phá vỡ cửa vứt xuống đất, bây giờ đang trói lại rồi. Nơi mà chúng tôi ở trước đây được xây dựng từ rất lâu rồi, là lầu độc đống, bên ngoài còn có tường bao quanh nữa. Hơn nữa, cơ duyên hợp lại thành một, diện tích cũng khá rộng. Chẳng qua lúc ấy đến nói một chút, nhưng, hiện tại cũng rất tốt, bị vây từ vòng 2 đến vòng 3. Chiến Nhất Cương nói, có lẽ là bởi vì duyên phận của chúng ta với khu này cũng hết rồi, hơn nữa, quy hoạch thành phố là xây lại những cái cũ thành mới. Đây là quy hoạch tổng thể của thành phố, chúng ta phải tích cực hưởng ứng mới được. Kiến thiết thủ đô mấy năm gần đây có bước phát triển rất lớn, về cơ bản là phải phá bỏ và rời đi chỗ khác. Nhưng, việc bồi thường phá bỏ và rời đi nơi khác vẫn chưa nói gì cả, bọn họ dựa vào cái gì mà làm thẳng tay như thế chứ? Làm như vậy, có phải có chút nóng vội có phải không? Diệp Phàm hừ một tiếng. Không phải nói như thế, đêm qua chúng ta mới có tin này. Việc phá bỏ và rời đi nơi khác về căn bản không phải là hưởng ứng quy hoạch tổng thể của thủ đô. Đương nhiên, bọn họ đến đây cũng là theo quyết định của huyện và chính phủ muốn thực hiện việc di rời tổng thể. Tôi bị bắt phải đi tu tiên. Về căn bản không có chuyện như vậy, giống như là không phải nói đến khu này vậy, nhưng, bề ngoài lại là như vậy. Chiến Nhất Cương nói. Lời nói này có ý gì chứ? Bề ngoài và thực tế không giống nhau. Chẳng lẽ là hành vi của một công ty hoặc của một cá nhân nào đó? Diệp Phàm hừ lạnh nói, cảm giác thấy có gì đó. Đúng vậy, việc phá bỏ và rời đi lần này tuy nói là lá cờ của Ủy ban Nhân dân khu Đức Sơn. Nhưng, công tác phá bỏ và rời đi này ngược lại là việc chính cần phải hoàn thành. Đương nhiên, nhìn qua bên ngoài chính là việc phá bỏ khu Đức Sơn. Trên thực tế chúng ta sau khi nghe ngóng mới biết được là do tập đoàn Thủy Đông làm. Trong đó việc liên quan đến Miêu Nhị là rất lớn, rất có thể là tập đoàn Thủy Đông lấy việc giải quyết lần này làm trò cười cho Thủy Đông. Nếu bọn họ ra mặt chúng ta đương nhiên không chịu rồi, nếu như đồng ý ít nhất cũng phải có một cái giá rất đắt. Mà tập đoàn Thủy Đông là một tập đoàn lớn, tài chính lên tới 10 mấy tỷ, có ảnh hưởng rất lớn đối với chính phủ. Đương nhiên, có liên thủ với chính phủ khu Đức Sơn làm chuyện này. Bọn họ lấy hình thức là chính phủ cưỡng chế chúng ta, đương nhiên cũng nói đến chuyện bồi thường. Nhưng,
quá thấp, quả thực đưa cho chúng ta một cái giá rác rưởi căn bản là không thể nào nhận được. Tường bao quanh khu chúng ta ở diện tích cũng lên tới hơn 3.000 mét vuông. Mà bọn họ chỉ đáp ứng cho chúng ta có 140 mét vuông toàn bộ phòng ngoài. Hơn nữa, ngay cả nơi ở gần cửa cũng không cấp cho chúng ta. Chúng ta lấy 3 phòng làm gì, cũng không thể chuyển khu chúng ta tới chỗ khu dân cư được, như vậy thì thành cái gì chứ? Huống chi, việc này căn bản là không thể chờ được. Nói đến vị trí chúng ta chuyển đến, giá cũng khiến người ta khiếp sợ đấy. Không cần nói 3 căn hộ, có cấp 10 căn cũng còn mệt. Việc này, chủ nhiệm Trương tất nhiên sẽ không đồng ý đâu. Chủ nhiệm Trương vốn tiếp tục thương lượng với bọn họ, đến lúc đó nói tiếp. Không thể tin được mới có 6 giờ sáng bọn họ đã tới phá rồi. Tuy nói bọn họ chưa đào xuống sâu, nhưng, cái tên phụ trách thật kiêu ngạo. Hạn cho chúng ta 3 giờ chuyển đi, bằng không máy của bọn họ phải đào bới rồi. Trên thực tế đã muốn đào rồi, tường bao quanh của chúng ta đã bị bọn họ đào rồi. Hiện ở trong này bụi đang đầy trời rồi, hơn nữa bọn họ lại có rất nhiều người. Tụ tập hơn 100 người, trợ lý Diệp đến đây rất nguy hiểm. Chiến Nhất Cương nói, nếu không phải là quy hoạch tổng thể của khu chính phủ, như vậy các anh sao có thể báo cảnh sát được? Diệp Phàm hừ nói, báo à, vô dụng thôi. Phân cục khu công an nói nơi của họ cũng đang phá và phải rời đi, nhân viên cục công an cũng không có quyền ngăn cản việc này. Hơn nữa, đây chính là hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, bọn họ không có lý do ngăn cản cả. Chúng ta đương nhiên cũng nói lý do, nhưng, bọn họ nói là chúng ta hãy mang chứng cứ đến cục công an mà báo cáo. Nếu chứng minh được đây không phải là quy hoạch tổng thể của chính phủ khu Đức Sơn khu mà là hành động của tập đoàn Thủy Đông thì có thể đi báo cảnh sát. Chiến Nhất Cương vừa nói vừa căm giận. Việc này, bảo chúng ta đi đâu lấy chứng cớ bậy giờ. Huống chi, việc này, vốn chính là tập đoàn Thủy Đông cấu kết với chính phủ khu Đức Sơn khu, bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta chứng cớ sao? Hơn nữa, bọn họ ngụy trang đánh đập. Audio điện tử Võ Tấn Bền